Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 1296, một uy danh đắc ý cần phải tự học. Ha ha ha, trưởng phòng trương cười lớn vài tiếng, đến khi vương tử quân chào hỏi lần thứ hai thì mới quay mặt lại với bộ dạng chưa thỏa mãn. Sau đó hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn vương tử quân, lại phất tay nói, muốn mời rượu thì phải theo quy củ của tôi, đó chính là người mời phải uống hết ba ly, như vậy mới có tư cách. Sao cậu không hiểu chút lễ phép tối thiểu này? Tôn Lương Đống lần này đến tỉnh thành chủ yếu là vì bàn đối tượng cho con gái. Lão có con gái út khi 40 tuổi, từ nhỏ đã được nuông chiều, căn bản xem như ngọc quý trên tay. Sau khi tốt nghiệp thì Tôn Lương Đống dốc tất cả vốn liếng tìm tất cả quan hệ để sắp xếp đưa con gái vào công tác trong phòng dân chính, bây giờ con gái đã 27, 28 cũng đã đến lúc tìm đối tượng. Tôn Lương Đống tương đối thỏa mãn với cậu trai kia lần này đến là hai bên thông gia gặp mặt nhau, cũng chính là vị chủ nhiệm lý kia. Nhưng nhìn từ phương diện tiếp xúc, Tôn Lương đồng ý thức được chủ nhiệm lý căn bản không quá nhiệt tình với việc kết hôn này, giống như có ý muốn chia rẽ. Tôn Lương đống năm xưa là bí thư huyện ủy, lão cũng cảm nhận được nhân tình ấm lạnh. Lão nhìn vào thái độ của hai vợ chồng chủ nhiệm lý, có thể biết được đãi ngộ của con gái khi đến nhà người ta. Chuyện này tính làm sao đây? Nếu như không phải con gái quá quyết tâm, lão căn bản đã quay về từ lâu rồi. Cũng không phải là thứ gì khác, chủ yếu là nhà người ta xem thường bọn họ. Mặc dù Tôn Lương Đống cũng là một người từ vị trí phó sở lui ra, thế nhưng cấp phó sở của lão so với người ta căn bản là kém quá xa. Bữa cơm này đối với Tôn Lương Đống thì căn bản là có chút uất ức, nhưng lão vẫn kiên trì chịu nhục, dù thế nào thì cũng vì con gái bảo bối của mình. Cho dù nhà người ta có lạnh nhạt thì lão vẫn phải cố gắng chịu đựng. Lúc này thấy Vương Tử Quân bị trưởng phòng Trương cho là người không hiểu chuyện, lão căn bản cảm thấy nóng mặt. Dù thế nào thì Vương Tử Quân đến nơi này cũng là vì một vị lãnh đạo cũ như lão, nếu như không phải vì mình, người ta chạy đến đây làm gì? Tôn Lương đống biết rõ tính tình của Vương Tử Quân, biết rõ người này tuy có biểu hiện ôn hòa nhã nhặn nhưng căn bản những thủ đoạn ở huyện Hồng Bắc đã thể hiện đầy đủ tính cách là một người kiên cường mạnh mẽ, nhiều khi là có thù tất báo. Thậm chí Tôn Lương Đống còn nghĩ đến tình huống bộ hạ cũ của mình hất rượu vào mặt trưởng phòng trương, nhưng lão căn bản không thể để cho chuyện này phát sinh. Dù sao thì con gái của lão cũng còn đang công tác trong phòng dân chính, cho dù hôn sự lần này không thành, con gái vẫn phải tiếp tục công tác. Vì tư tưởng giàn xếp ổn thỏa nên Tôn Lương Đống tranh thủ thời gian nói, từ quân, thành phố Giang thì có quy củ mời rượu như vậy, Cậu uống trước đi. Vương Tử Quân là người sống hai kiếp, căn bản hiểu nhiều và có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế. Hắn nhìn ánh mắt cầu khẩn của lãnh đạo, thế là thở dài, thầm nghĩ lần này coi như xong. "Trưởng phòng Trương, tôi kính ngài ba ly." Vương Tử Quân nói rồi cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn. Ba ly rượu căn bản không phải là việc gì khó với Vương Tử Quân nhưng sự việc tranh chấp chút hơn thua thế này với trưởng phòng trương làm hắn cảm thấy mất vui chẳng qua hắn cũng không quá quan tâm vì vậy sau khi uống xong ba ly thì hắn nhanh chóng khôi phục lại như thường trưởng phòng trương chờ vương tử quân nâng ly lên thì mới không tình nguyện cầm ly rượu đặt lên môi hắn có uống hay không thì ai cũng thấy rõ ràng vương tử quân đến đây cũng không phải là vì mời rượu trưởng phòng trương thế nên cũng không quá so đo hắn chỉ cười nhạt nhìn điện thoại sau đó rót rượu cho chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý là chủ bữa tiệc, tất nhiên nhiệt tình hơn với vương tử quân một chút. Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó rồi nói, tiểu vương, cậu thường xuyên đến nhà khách này sao? Nhà khách tỉnh Chiết Giang là nơi tiếp đãi của lãnh đạo tỉnh, bình thường hắn bận rộn quay về Chiết Giang thì trên cơ bản ở trong nhà, lần trước đến đây cũng là cách một năm rồi. Tôi rất ít khi đến đây, đây là lần đầu tiên của năm nay. Vương tử quân nâng ly rượu lên với chủ nhiệm Lý, hắn cười nói: "Chủ nhiệm Lý, tôi mời ngài một ly." "Ha ha ha, tiểu vương, ly rượu này tôi phải uống." "Cậu từ huyện Hồng Bắc xa xôi chạy đến đây mời rượu, tôi không uống hết thì cũng phụ lòng người." Chủ nhiệm Lý dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói. Vương tử quân chợt ngây người, hắn hiểu chủ nhiệm Lý đang nói gì, lúc này thiếu chút nữa thì nổi giận. Người này rõ ràng đang châm chọc tôn lương đống lấy mình ra để làm bình phong mà thôi vẻ mặt hai cha con tôn lương đống căn bản cũng không quá tốt đặc biệt là tôn lương đống bàn tay đã có chút run rẩy với tính tình trước kia của lão đã hận không thể vỗ bàn rời đi thế nhưng khi nhìn gương mặt con gái lão đành phải áp chế tâm tư của mình đáng thương cho cha mẹ trong thiên hạ dù thế nào thì vì hạnh phúc của con gái tôn lương đống vẫn phải nuốt cơn giận xuống bụng lúc này người đàn ông mở cửa cho vương tử quân đã mất hứng bố bố nói gì vậy ha 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 nói sai nói sai rồi chủ nhiệm lý cười ha hả rồi uống cạn ly rượu trong tay sau đó nói tiếp tiểu vương nếu có công tác gì không giải quyết được cứ đến tìm tôi vương tử quân thấy lãnh đạo cũ của mình nhịn được hắn khẽ thở dài tôn lương đống không muốn gây chuyện mình cũng không nên làm kẻ ác làm xấu chuyện của người ta dù sao thì người ta cũng sắp trở thành thông gia, chính mình chúc rượu lãnh đạo cũng là xong, coi như đã đủ tâm ý với lãnh đạo. Vương tử quân thầm hạ quyết tâm, sau đó hắn nâng ly lên nói, lão lãnh đạo, tôi mời ngài một ly, chúc ngài luôn khỏe mạnh, luôn vui tươi hạnh phúc. Tôn lương đống tiếp nhận ly rượu vương tử quân đưa đến, hai tay có hơi run rẩy lão nhìn về phía vương tử quân rồi nói, tử quân, hôm nay tôi rất vui khi được gặp lại cậu, năm xưa. Tôn Lương đống cảm khái nên khó nói nên lời, lão nâng ly về phía Vương Tử Quân, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn vị lãnh đạo cũ năm xưa bây giờ đã già, hắn giống như có chút không thoải mái, vì năm tháng như thoi đưa, người xưa nay đã không còn như năm xưa. Khi Vương Tử Quân nâng ly rượu lên thì có tiếng gõ cửa, người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi mở cửa cho Vương Tử Quân nhanh chóng chạy ra, sau đó giọng nói tràn đầy nhiệt tình, "Chủ tịch Hoàng, chào" Chào ngài. Người đàn ông kia không thể tin được người mình đang mở cửa đón vào trong chính là chủ tịch hoàng, thế nhưng vẫn phải mở rộng cửa đón bốn năm người đi vào trong. Đi đầu là một người đàn ông trung niên với mái đầu điểm bạc nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Sở dĩ người đàn ông trẻ tuổi có thể gọi được thân phận của người này, chủ yếu là vì trên chương trình thời sự của đài truyền hình chiết Giang thường xuất hiện hình ảnh của vị lãnh đạo này chương 1296, 2, uy danh đắc ý cần phải tự học. Trưởng phòng trương đang trò chuyện cùng chủ nhiệm Lý, khi thấy vài người đi vào thì ngẩng đầu lên, khi thấy gương mặt của người đàn ông trung niên kia thì gương mặt trở nên rất khó coi. Trưởng phòng trương nhanh chóng giải thích, chủ tịch Hoàng, hôm nay gia đình chủ nhiệm Lý gặp mặt thông gia tôi. Tôi đến tiếp khách. Trưởng phòng trương giải thích rất nhanh, chỉ sợ mình chậm trễ một giây thì sẽ bị chủ tịch Hoàng hiểu lầm nhưng cũng vì là như vậy nên giọng nói của hắn có mang theo vài phần lo lắng. Nhưng ánh mắt của Chủ tịch Hoàng chỉ nhìn thoáng qua người hắn, sau đó rơi lên người Vương Tử Quân. Vương Giải Phóng đứng bên cạnh dùng giọng vui vẻ nói với Vương Tử Quân, Tử Quân, Chủ tịch Hoàng nghe nói cháu ở đây, thế nên nhất định đến gặp mặt. Không chờ Vương Tử Quân mở miệng thì Chủ tịch Hoàng đã tươi cười nói, trưởng phòng Tử Quân, anh quay lại chiết giang cũng không chào hỏi tôi một tiếng, Thật sự làm cho tôi cảm thấy rất bất an. Vương Tử Quân căn bản cũng không thiếu hảo cảm với một vị chủ tịch tỉnh đến từ đơn vị trung ương này, hắn cười cười nói chỉ sợ làm phiền chủ tịch Hoàng mà thôi. Lúc này bầu không khí trong phòng rất im ắng, mọi ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân và Hoàng Hách Duệ. Lúc này vẻ mặt trưởng phòng Trương và chủ nhiệm Lý càng tràn đầy sợ hãi, bọn họ tuy không suy đoán được Vương Tử Quân rốt cuộc là ai thế nhưng một người có thể làm cho Chủ tịch Hoàng dùng gương mặt ôn hòa lấy lễ đối đãi như vậy không phải là thứ mà bọn họ có thể động vào. Trưởng phòng trương nghĩ đến tình huống vừa rồi mình ép đối phương uống trước ba ly rượu, sau đó chính mình lại ngông nghênh nhấp môi, hai chân hắn chợt mềm nhũn ra. Lúc này gương mặt mập mạp của hắn cũng bóng loáng mồ hôi. Ha ha ha, anh quá khách khí rồi, hôm nay nếu không trùng hợp biết anh dùng cơm ở đây, còn không biết anh quay lại chiết giang gặp mặt không bằng ngẫu nhiên gặp mặt hôm nay đẹp trời chúng ta cùng nhau uống hai ly mới được hoàng hách duệ nói rồi ném ánh mắt ra bốn phía nói trưởng phòng tử quân vị nào là lão lãnh đạo của anh mau giới thiệu cho tôi biết một người có thể bồi dưỡng ra một vị cán bộ ưu tú như trưởng phòng tử quân tôi căn bản phải cảm tạ anh ấy một phen tôn lương đống căn bản vẫn biết gương mặt của chủ tịch tỉnh lúc này không khỏi cảm thấy chóng mặt Chủ tịch tỉnh và phó chủ tịch thường vụ tỉnh cũng chạy đến phòng mình, điều này làm cho giọng nói của lão có chút kích động. Sau đó chủ tịch tỉnh cầm chai rót rượu cho lão, điều này càng làm lão giống như đang sống trong mộng ảo. Mãi đến khi nhóm người Vương Tử Quân rời khỏi phòng thì Tôn Lương đống mới cảm thấy sự việc hôm nay là thật. Vị thuộc hạ trẻ tuổi năm xưa là bí thư đảng ủy xã bây giờ đã tiến lên mây xanh, đã ngồi lên một vị trí mà lão căn bản khó thể tưởng tượng được khi tôn lương đống lấy lại tinh thần lúc này trưởng phòng trương và cả nhà chủ nhiệm lý đã nhìn lão bằng ánh mắt tràn đầy nịnh nọt vương tử quân đi trong đám đông hối hả hắn ôm thật chặt tiểu bảo nhi chỉ sợ mình ôm không chặt thì tiểu tử nghịch ngợm này sẽ tuột ra chạy mất lúc đầu hắn dắt tay tiểu bảo nhi nhưng tiểu tử này lại khá kích thích khi thấy có món đồ chơi làm bằng đường thì nhào đến lúc này trên đường có quá nhiều người nếu chạy đi quá nhanh sẽ khó thể tìm được Vương tử quân dù là người nhanh tay lẹ mắt thì cũng phải giữ thật chặt tiểu bảo nhi, nếu không hậu quả là khó thể tưởng được. Hôm nay là ngày 29, thủ đô vốn rộn ràng vào ngày thường thế nhưng hôm nay lại chợt trở nên có chút trống rỗng. Tối qua vương tử quân vừa bay từ Nam Giang về thủ đô, hắn còn chưa kịp tắm rửa sạch sẽ xóa hết mỏi mệt thì đã bị mẹ kéo đi xem hàng Tết. Vương tử quân vốn còn trông cậy vào mạc tiểu bắc để phản đối ý kiến, Thế nhưng đáng tiếc là Mạc Tiểu Bác đi theo bên cạnh đã am hiểu khá sâu đạo đối nhân xử thế, đã sớm không còn lạnh lùng như năm xưa, không chiều theo ý chồng. Nàng căn bản vui mừng giơ hai tay đồng ý với ý kiến của mẹ chồng. Với kết quả này thì Vương Tử Quân căn bản phải chấp hành, cả nhà năm người đi đến khu thương mại mua hàng Tết. Vương Tử Quân nhìn những sản phẩm muôn màu đẹp đẽ, hắn không khỏi bị lây nhiễm bởi bầu không khí náo nhiệt, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều tiểu bảo nhi giống như một con chim vui vẻ nó liên tục ngó đông ngó tây hô to gọi nhỏ chạy trước chạy sau cực kỳ vui vẻ vương tử quân thật sự lo lắng con trai bị lạc thế cho nên cũng không dám chủ quan mà ôm con vào lòng mặc dù đổ đầy mồ hôi nhưng lại không cảm thấy mệt bố con muốn mua cái kia bố xem nó đang vẫy vẫy với con kia tiểu bảo nhi thấy kẹo đường hồ lô thì nước miếng đã chảy cả ra Tiểu Bảo Nhi cũng không muốn để bố ôm lấy mình, nó rất ít khi gặp trường hợp như thế này, thế nên hưng phấn như một con chim được sổ lồng. Vương Tử Quân cũng không dám buông tay, hắn cố gắng bỏ hết tinh lực lên người con, trước hết phải đối phó với cái miệng nhỏ nhắn kia cái đã. Vì vậy đoạn đường này Vương Tử Quân mua không biết bao nhiêu món quà vặt cho Tiểu Bảo Nhi. Quả nhiên Tiểu Bảo Nhi đang bị hấp dẫn bởi kẹo hồ lô đã nhanh chóng chuyển sang mứt bí, điều này làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi sau khi trở lại Nam Giang thì Vương Tử Quân bận rộn khá nhiều việc, chủ yếu là tổng kết cuối năm và nghênh đón các ban ngành trung ương đến kiểm tra công tác. Nhưng so sánh với tình huống gặp mặt các đoàn kiểm tra, hắn thật sự cảm thấy khó thể nào ứng phó được với hàng đoàn xe xếp bên ngoài nhà mình vào mỗi buổi tối. Những người đi đến cũng giống như biết được tính tình của Vương Tử Quân, bọn họ đến dù không phải tay không thế nhưng căn bản cũng không có quả quý, Phần lớn đều là đặc sản địa phương và vài đồ dùng hàng ngày, điều này làm cho người ta khó nói lời từ chối. Có một số việc thì Vương Tử Quân mặc dù có ý nghĩ thay đổi, thế nhưng vị trí của hắn căn bản quyết định những gì không vi phạm tính nguyên tắc cũng nên bỏ qua đi. "Con trai, con xem bộ quần áo này thế nào?" Triệu Tuyết Hoa không biết từ nơi nào cầm đến một bộ quần áo, sau đó nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ quần áo sáng màu, hắn căn bản không thích bây giờ hắn ăn mặc chủ yếu là phải nghiêm túc những món đồ sáng màu và cách điệu căn bản có khí thức của thanh niên để cho người trẻ tuổi mặc vào thì hay hơn mẹ bộ quần áo này không thích hợp với con vương tử quân lắc đầu rồi trầm giọng nói với mẹ trước kia ý kiến của vương tử quân căn bản là rất được coi trọng nhưng lúc này đây lại căn bản không như thế sau khi nghe vương tử quân phản đối thì triệu tuyết hoa cũng không nể mặt nói bộ quần áo này thì sao Mẹ cảm thấy rất hợp với con. Con nhìn mà xem, cái gì mà suốt ngày tây phục, căn bản là già trước tuổi, bây giờ cũng không phải là lúc đang công tác, không nên mặc những trang phục khó chịu như vậy." Triệu Tuyết Hoa nói rồi yêu cầu nhân viên bỏ quần áo vào trong túi, trực tiếp trả tiền. Chương 1297: Vui vẻ qua Tết. Vương Tử Quân đối mặt với sự cường thế đột nhiên của mẹ, hắn đành nở nụ cười bất đắc dĩ phải thu vào bộ quần áo này. Khi hắn thầm nghĩ nên đặt bộ đồ này dưới đám vali, đột nhiên điện thoại vang lên. Vương tử quân nhìn thoáng qua dãy số, là một số điện thoại mã vùng ở thủ đô, nhưng hắn không có ấn tượng gì với nó. Hắn trầm ngâm dây lát, sau đó trực tiếp cúp máy, sau khi cúp máy thì số điện thoại kia không tiếp tục gọi đến. Triệu tuyết hoa mua một đống lớn đồ Tết, bà cảm thấy rất mỹ mãn, sau đó mới thỏa mãn đưa cả nhà Vương Tử Quân rời khỏi khu thương mại. Vương Tử Quân nhìn từng vật phẩm được đưa lên xe, thầm nghĩ không biết từ khi nào thì mẹ mình có sở thích thế này. Gió lạnh thấu xương làm cho bầu không khí thủ đô có hơi lạnh, vì tình hình giao thông có vấn đề thế nên cuối cùng Mạc Tiểu Bắc được làm tài xế. Đoạn đường phải mất hơn 20 phút thời gian mới có thể về nhà, bây giờ xe trong tay Mạc Tiểu Bắc, căn bản chỉ mất 15 phút mà thôi. Nhà của Vương Quang Vinh ở trong một khu dân cư khá cũ, tuy đã trải qua không ít mưa gió thế nhưng nơi đây có khí thế khá bất phàm. Là một căn nhà hai tầng, trong vườn dù không có hoa thế nhưng bốn mùa cây lá vẫn làm cho không gian bừng bừng sức sống. Khi nhóm người Vương Tử Quân xuống xe, một chiếc xe dừng ngoài cổng chợt mở cửa, một cặp nam nữ trung niên đi xuống. Người đàn ông trung niên đi đầu nhanh chóng tiến lên tiếp cận Vương Tử Quân, sau đó vươn tay ra nói: "Trưởng phòng Vương để tôi cầm giúp cho. Vương tử quân nhìn người đàn ông trung niên kia, nghĩ xem đối phương là ai, hắn có hơi trần chờ ngay sau đó đưa hàng trong tay cho đối phương, lại nói, thư ký trưởng Trần, anh còn chưa về thành phố Đông Hồng sao? Người đàn ông trung niên được Vương Tử Quân gọi là thư ký trưởng Trần cũng chính là chủ nhiệm Trần Hạo Mẫn của khu thường trú tỉnh Nam Giang ở thủ đô. Xét theo chức vụ thì người này là một trong các vị phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Nam Giang, trước kia khi vương tử quân về thủ đô học thì thường đến nhận phòng ở khu thường chú tỉnh nam giang căn bản có tiếp xúc với người này trần hạo mẫn vừa giúp đỡ vận chuyển hàng tết cho vương tử quân vừa cười nói trưởng phòng vương con tôi đi học ở thủ đô tết cũng không muốn quay về thế là tôi nói vợ đến đây chuẩn bị để gia đình ăn tết ở thủ đô vương tử quân cười cười không nói gì thêm người phụ nữ đi với trần hạo mẫn cũng nhanh chóng nhận lấy đồ từ trong tay triệu tuyết hoa Trần Hạo Mẫn đến nhà Vương Quang Vinh hơn 20 phút, hắn báo cáo một vài công tác của khu thường chú tỉnh Nam Giang ở thủ đô cho Vương Tử Quân, sau đó biếu chút quà Tết, cuối cùng mới cười nói, trưởng phòng, những ngày nay tôi ở thủ đô, nếu ngài có gì cần thì cứ gọi điện thoại, tôi sẽ đến ngay. Vương Tử Quân tuy không dùng đến Trần Hạo Mẫn, thế nhưng người ta đã tỏ thái độ, hắn vẫn phải khuyến khích hai câu. Trần Hạo Mẫn thấy mục đích của mình đã đạt được, thế là nở nụ cười nó lời cáo từ với vương tử quân. Triệu tuyết hoa cởi áo khoác giày cho tiểu bảo nhi, sau đó để cho tiểu bảo nhi đi xem tivi, bà nhìn qua tết rồi nói, tử quân, có đôi khi mẹ thấy con không như lúc này thì hay hơn, con xem này, tết nhất gia đình cũng khó mà yên ổn được. Vương tử quân nhìn bộ dạng của mẹ rồi cười cười nói, được rồi mẹ, đây là tâm ý của khu thường chú tỉnh Nam Giang, bọn họ biết con ở thủ đô, nếu như không đến thì sợ con quay về sẽ làm khó người ta triệu tuyết hoa cười nói cũng tốt mẹ thấy trong này có vài thứ tốt cũng xem như cho tiểu bảo nhi nhà ta được ăn ngon khi hai người trò chuyện với nhau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa vương tử quân lập tức đứng lên đi mở cửa nhưng khi hắn thấy người đến trong lòng chợt sững sờ vì người đến làm hắn cảm thấy không ngờ đó chính là chủ tịch thành phố ô phổ là mạnh trí đạo người này sao lại chạy đến đây? Vương tử quân còn đang kinh ngạc thì mạnh trí đạo đã cười nói, trưởng phòng vương, tôi hứa đến thủ đô thăm con, hôm nay có gọi điện thoại cho Giang Vĩ biết ngài đang ở thủ đô, thế cho nên mới đến thăm. Vương tử quân nghe mạnh trí đạo nói có vẻ thoải mái, thế nhưng hắn hiểu có chuyện gì xảy ra. Mạnh trí đạo này có lẽ chạy từ thành phố ô phổ đến đây. Mặc dù hắn không thích chút lễ tiết này, Thế nhưng hắn vẫn nhẫn nại che giấu cảm giác mất hứng trong lòng. "Chí đạo, gần đây công tác thế nào?" Sau khi Mạnh Chí Đạo ngồi xuống thì Vương Tử Quân mở lời hàn huyên. Mạnh Chí Đạo nói đến một vài hạng mục công tác của mình, nhưng trọng điểm nhất chính là gần đây hắn đi theo đoàn ra nước ngoài học tập kinh nghiệm, thế nên mới đến trễ như vậy. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của Mạnh Chí Đạo, đó chính là khoảng thời gian qua quá bận, thế cho nên không kịp đến nhà Vương Tử Quân ở Nam Giang bây giờ phải chạy đến đây. Tuy vương tử quân không muốn nghe lời giải thích của mạnh trí đạo, thế nhưng hắn căn bản cũng không muốn làm cho đối phương lo lắng. Hắn cười nói chuyện với mạnh trí đạo một lúc, sau đó cũng muốn giữ mạnh trí đạo ở lại dùng cơm. Mạnh trí đạo là người có ánh mắt tinh anh, hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không nên ở lại. Dù sao thì Tết nhất cũng là lúc gia đình đoàn viên, mình chen vào cũng không hay sau khi để lại vài món đặc sản của thành phố ô phổ, Mạnh Trí Đạo nói lời cáo từ. Vương tử quân tiến chân Mạnh Trí Đạo đến cửa, sau đó mới bất đắc dĩ quay vào nhà. Dù hắn mất hứng với hành vi của Mạnh Trí Đạo, thế nhưng hắn hiểu ý của đối phương, đó chính là dùng hành động này để nói rõ đứng chung một thuyền với mình. Vương tử quân về đến nhà, hắn nhìn đống đặc sản trồng chất, thế là nói với triệu tuyết hoa ở bên cạnh, mẹ, hoa quả của thành phố ô phổ rất ngon, mẹ nên rửa đi vài quả, chúng ta sẽ ăn tráng miệng. Chị Hoa Trục mở thùng hoa quả được gói ghém đẹp đẽ ra, sau đó dùng giọng tùy ý nói, những món hoa quả này căn bản là ngon hơn bán bên ngoài, chúng ta nếm thử một chút, nếu thật sự ăn ngon thì đưa đến bí thư bí thư lâm. Dĩnh Nhi đã quay về, con bé nhận nuôi một đứa bé, vừa vặn có thể nếm hoa quả tươi từ Nam Giang. Lâm Dĩnh Nhi, nhận nuôi một đứa bé. Vương Tử Quân vốn đang suy nghĩ về công tác ở Nam Giang, bây giờ tâm tình bị chặt ngang. Tuy hắn biết Lâm Dĩnh Nhi đã quay lại, thế nhưng hắn cố gắng lãng tránh, chẳng qua trong lòng cảm thấy bị siết chặt. Bầu không khí tối giao thừa rất vui vẻ, pháo hoa bay đầy trời, không gian giống như bừng sáng. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc dùng sưởi cảo trong nhà Vương Quang Vinh, sau đó đi xe ô tô về phía Mạc Gia. Tuy tuổi thọ của mạc lão gia tử càng lúc càng lớn thế gia đình họp mặt cuối năm cũng không bị trì hoãn. Trước khi nhà vương tử quân đến nơi, vương lão gia tử có gọi điện thoại đến, nói là tối nay cả nhà vương tử quân phải đến dùng cơm. Tiểu Bảo Nhi, đến bên kia nhất định phải chúc Tết ông, có biết không? Vương tử quân ngồi ở hàng ghế phía sau khẽ dặn dò Tiểu Bảo Nhi. chương 1298 một tính trước làm sau, giàu thành tích mà ít công sức. Vương Tử Quân không chỉ một lần nói với Mạc Tiểu Bắc rằng Tiểu Bảo Nhi căn bản là quá hiếu động. Đứa bé này mỗi ngày đều vui vẻ, dù mệt mỏi đổ đầy mồ hôi thì cũng không chịu ngừng, căn bản là quá dư thừa tinh lực. Nhưng hôm nay Tiểu Bảo Nhi lại có thái độ khác thường, ngồi sau xe chủ động buộc dây an toàn, bộ dạng rất biết nghe lời. Tiểu Bảo Nhi hôm nay thông minh, lát nữa gặp ông thì không được phép nghịch ngợm, nhất định phải lễ phép, được không? tiểu bảo nhi căn bản là có chút mất kiên nhẫn với lời dặn dò này vừa ra khỏi nhà thì đã bị bà nội dặn dò một phen bây giờ lại bị vương tử quân giáo dục thế nên tâm lý đối nghịch bùng lên nó vừa loay hoay với chiếc xe hơi đồ chơi mà ông nội vương quang vinh vừa đem về cho vừa ngẩng đầu lên này bố mẹ đang lái xe bố đừng nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến lực chú ý của mẹ mạc tiểu bắc đang lái xe ở ghế trước gần đây nàng rất kiêu ngạo vì độ nhạy bén của con trai lúc này nàng nhìn con trai đang nói với ông bố đang lại nhảy của mình thế là đột nhiên mỉm cười audio điện tử võ tấn bền vương tử quân sờ đầu con trai hắn cười cười lúc này mới cảm thấy thật sự ấm áp vợ có tài còn đáng yêu còn gì nữa chứ mình căn bản là hạnh phúc quá rồi vương tử quân thoải mái ngồi ở hàng ghế phía sau sự việc mà mẹ triệu tuyết hoa nhắc đến lại xuất hiện Dĩnh Nhi nhận con nuôi, Triệu Tuyết Hoa nói lời này không khỏi làm cho Vương Tử Quân suy nghĩ miên man bất định, mặc dù những ngày qua hắn cố gắng áp chế bản thân, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận hoài nghi này khó thể nào xóa khỏi đầu mình. Tại sao Dĩnh Nhi lại nhận con nuôi? Sau khi Dĩnh Nhi xuất ngoại du học thì quan hệ giữa hai người căn bản có chút đứt quãng, nhưng vì sao nàng lại không nói đến đứa bé này? Vương Tử Quân liên tục suy nghĩ, hắn căn bản có chút sợ hãi với vấn đề này lại mơ hồ có chút chờ mong, tâm lý này căn bản là rất mâu thuẫn. Xe dừng lại ở nhà mạc ra, đèn hồng làm cho tòa nhà càng thêm vài phần sắc thái vui tươi. Lúc này bên ngoài nhà dừng nhiều loại xe, có lẽ là của anh chị em mạc ra từ khắp nơi đổ về. Khi vương tử quân đưa mạc tiểu bắc và tiểu bảo nhi đi vào trong nhà, lúc này giữa đại sảnh đã có nhiều người đang ngồi. Bọn họ đang cười nói vui vẻ với nhau, chuyện trò đủ mọi thứ, bầu không khí vui vẻ. Tiểu Bảo Nhi nhìn một đứa bé trai đang vung vẫy đèn lồng hình rồng, trong ánh mắt có vài phần mừng rỡ. Nếu không phải vương tử quân đang dắt tay nó, chỉ sợ nó sẽ tiến lên cùng chơi đùa với đứa bé kia. Tiểu Bắc và tử quân đến đấy à, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi đến, hắn nhanh chóng nở nụ cười và vươn tay với vương tử quân, tử quân, vốn đã lâu không gặp cậu, lần trước đến Nam Giang cũng muốn đến thăm, thế nhưng khi đó cậu đến thủ đô họp, Hôm nay là cơ hội đoàn tụ khó có được, cần phải uống vài ly chung vui. Vương Tử Quân căn bản không quá quen thuộc người đàn ông trung niên này, nhưng hắn vẫn biết được chức danh và tên tuổi của đối phương. Người đàn ông trung niên này là Mạc Đông Thịnh, cháu của Mạc lão gia tử. Mạc lão gia tử căn bản có ít anh em, cũng chỉ có vài người anh em họ, khi tuổi thọ của ông cụ càng lớn, những người thân thích này bắt đầu đến dùng cơm ở Mạc gia. Vương Tử Quân căn bản là hiểu bố vợ xuất lực khá nhiều ở phương diện này. Dù sao thì người tuổi cao thường nhớ tình bạn cũ, ông cụ đã chinh chiến cả đời, thế nhưng điều này cũng khó thể nào ngoại lệ. Vương Tử Quân bắt tay với người đàn ông trung niên sau đó cười nói chú, hôm nay cháu kính ngài hai ly, lần sau ngài đến Nam Giang nhớ nói cho cháu biết, cháu đảm bảo cũng không đi đâu mà ở nhà chờ ngài. Hai người trò chuyện với nhau lại có vài người trẻ tuổi tiến lên nghênh đón Vương Tử Quân. Tên thanh niên đi đầu thấy Vương Tử Quân thì cười nói, "Dượng, bố cháu là Mạc Giang Lạc, khi còn bé cháu thường quấn lấy dượng, còn nhớ cháu không?" Con trai của Mạc Giang Lạc, Vương Tử Quân nhìn tên thanh niên trước mặt, mặc dù có chút không giống nhưng vẫn cười nói, "Tiểu tử cậu đã lớn vậy rồi sao?" "Bố đâu rồi?" "Bố cháu đang bị mắng trong phòng, hình như có chuyện gì đó làm sai, đang bị ông mắng." Con trai của Mạc Giang là căn bản vui vẻ ra mặt, cũng không có chút sốt ruột vì bố đang bị ông dạy bảo. Vương tử quân cười cười, Mạc Tiểu Bắc khẽ nói, hình như anh Giang là có phát sinh chút vấn đề về đầu tư, mặc dù không ảnh hưởng quá lớn nhưng vẫn bị đưa đến tay bố em. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn căn bản khẽ gật đầu với tên thanh niên trẻ tuổi, sau đó đi vào đại sảnh. Những cậu thanh niên này phần lớn sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, lại được sống ở thủ đô bọn họ tự tạo thành một phái riêng tất nhiên bang phái này của bọn họ thì người ngoài căn bản khó tiến vào bọn họ cùng có chút một tập tính kiêu ngạo tự phụ dưới tình huống bình thường thì căn bản không quan tâm đến phương diện đối nhân xử thế chỉ quen vênh mặt sai khiến mà thôi nhưng đối với vương tử quân thì bọn họ không dám như vậy đám người này luôn tỏ ra cung kính với một người căn bản không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu là vương tử quân dù bọn họ cũng không quá quen thuộc Vương Tử Quân, thế nhưng bọn họ biết hôm nay Vương Tử Quân đã là lãnh đạo lớn, hơn nữa bọn họ từ miệng của cha chú mà sớm biết những chuyện truyền kỳ của Vương Tử Quân. Chưa nói đến những thứ khác, Vương Tử Quân còn trẻ mà đã có cấp phó bộ, căn bản là cả đời bọn họ có cố gắng cũng chỉ được như vậy mà thôi. Tiểu cách, cậu không định nói với Dượng về chuyện muốn đến Nam Giang sao? Một cơ hội tốt thế này sao bỏ qua được? một cô gái hơn 20 tuổi chợt nói với tên thanh niên ở bên cạnh mình. Tên thanh niên tiểu cách đầu tiên là có chút xứng sốt, sau đó gãi gãi đầu nói chị, vừa rồi em. Thấy dượng vào có chút sợ hãi. Bộ dạng này của tiểu cách làm cho mọi người cười lớn, thế là hắn tâm thức hỏi, các người đừng cười tôi, chẳng lẽ các người không sợ sao? Tiểu cách nói những lời này làm cho đám người chung quanh khẽ gật mình, mà sự thật căn bản là như vậy đặc biệt là những người phát triển không được tốt ở thủ đô bọn họ tham gia những bữa tiệc của bạn bè thường dùng vương tử quân để tô son thiếp vàng lên mặt mình vương tử quân cũng không biết trong mắt đám vãn bối chạy đến chào hỏi bọn họ đã coi mình là trung tâm phát triển mạnh mẽ về sau tiểu bảo nhi lại đây ông xem có phải đã mập lên rồi không sau khi vương tử quân và mạc tiểu bắc đi vào đại sảnh mạc lão gia tử khẽ vẫy tay với tiểu bảo nhi đứng bên cạnh mạc tiểu bắc còn Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thì lại bị ông cụ bỏ qua. Mặc dù trước đó ở trên xe Tiểu Bảo Nhi cứ mãi loay hoay với món xe đồ chơi, nhưng bây giờ đối mặt với Mạc Lão Gia Tử, nó căn bản cực kỳ khôn khéo. Nó chạy vài bước đến trước mặt ông cụ, sau đó dùng giọng ngọt ngào chào ông cố, Tiểu Bảo Nhi muốn chơi với ngài. Ông xem, cháu còn mang đến cho ông món đồ chơi cháu thích, những lời này không khỏi làm cho Mạc Lão Gia Tử vui vẻ cười lớn chương 1298 2 tính trước làm sau, giàu thành thích mà ít công sức. Vương tử quân nhìn bản lĩnh trở mặt của con trai, hắn thầm cảm thấy kỳ quái, tiểu bảo nhi này lấy đâu ra bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện như vậy. Hắn khẽ bắt chuyện với ông cụ, sau đó đi đến bên cạnh Mạc Đông Tường. Mạc Đông Tường căn bản rất hài lòng với con rể là Vương Tử Quân, lão cũng khẽ đi đến rồi cười nói con định ở lại thủ đô mấy ngày khi hết kỳ nghỉ thì con sẽ về, nhưng Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi sẽ ở lại chơi vài ngày nữa. Gần đây Vương Tử Quân căn bản có chút cảm giác gò bó với bố vợ, dù bố vợ phần lớn thời gian đều ôn hòa, thế nhưng hắn vẫn biết bên dưới nụ cười vui vẻ của ông là một lực lượng rất mạnh. Chính mình dù có chút thành tiểu thế nhưng căn bản khó thể so sánh với bố vợ mình. Mạc Đông Tường giống như lãnh đạo đang nghe báo cáo, lão dùng giọng ân cần thấm thía dậy bảo Vương Tử Quân, Tử Quân, còn đến Nam Giang còn chưa lâu, nên chú tâm quan sát, chưa đến lúc cuối cùng thì đừng nói lung tung, có một câu con phải nhớ kỹ, đó là tính trước làm sau, nhiều thành tích mà ít nguy hiểm. Ha ha ha, đồng viễn, nếu muốn khuyến khích vãn bối thì cũng đừng nói với tử quân, nếu không tôi sẽ phản đối. Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đi đến bên cạnh Mạc Đông Tường, lên tiếng ngắt lời hai người. Vương tử quân căn bản không xa lạ gì người đàn ông này, hắn đứng dậy nói chào bác Tam. Người được vương tử quân gọi là bác là anh họ của Mạc Đông Tường, đang đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thành phố. Tuy địa vị của người này không cao, thế nhưng căn bản thường xuyên đến với Mạc Lão Gia Tử, thế nên rất quen thuộc Mạc Đông Tường. Tử quân, chúc năm với vui vẻ hạnh phúc, bác Tam nói rồi lại cười, Tết năm nay gặp mặt đám vãn bối, Tôi thường nói bọn họ làm rất tốt thì căn bản gây ít phiền toái cho ông, nhưng đối mặt với tử quân thì tôi không biết nói sao cho phải. Phải biết rằng nếu tôi gặp mặt trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thì căn bản là cực kỳ nơm nớp lo sợ. Lời này của Tam Bá làm cho người chung quanh cười lớn, sau khi cười xong thì thấp đó là chuyện đương nhiên, dù sao thì vị trí của vương tử quân cũng là quá rõ ràng. Cơm tất nhiên của Mạc Gia thường được cử hành khá trễ, Mạc Lão Gia tử dù sao cũng đã có tuổi sau khi dùng vài món đơn giản thì ông cụ được mạc tiểu bắc và tiểu bảo nhi cùng dìu vào phòng ngủ lúc này đám anh em mạc đông tường bắt đầu uống rượu trò chuyện tuy vương tử quân có vai vế không cao thế nhưng lại được kéo đến bàn chủ tịch điều này không khỏi làm cho người ta phải ngước mắt nhìn vương tử quân không khỏi liên tục cười khổ hắn chỉ có thể ngồi đó cực kỳ quy củ và nói chuyện với người chung quanh mà thôi có nhiều người đến dùng cơm tất nhiên trong nhà mạc lão gia tử Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đã kết hôn nhiều năm, đã nhiều lần về nhà Mạc Lão gia tử, thế nhưng hắn cũng khó thể nào nhớ hết mọi người. Sau đó hắn quyết định mình không nên cố gắng nhớ làm gì, nên nghe nhiều nói ít. Một hành động như vậy lại làm cho hắn trở nên dạng dỡ, khó trách Vương Tử Quân căn bản phát triển mạnh mẽ, anh không thấy người ta ăn nói nhỏ nhẹ và biết lắng nghe vậy sao? Có người nào tâm tư lung linh mà căn bản luôn mở miệng huyên náo trước mặt công chúng? mọi người mở miệng bàn tán say xưa, vương tử quân cũng chỉ có thể là người tùy cơ ứng biến, dù người ta bàn chuyện gì thì hắn cũng có thể hiểu vài nói thêm vài lời được. Giống như trong não hắn căn bản là cực kỳ có ý nghĩ, bốn phương thông suốt. Một người thông minh như vậy ngồi cùng nhiều người khác, cho dù bọn họ có nói đến chủ đề gì thì cũng không có chướng ngại về phương diện liên hệ. Đặc biệt là khi Mạc Đông Tường nhớ lại khoảng thời gian năm xưa, Vương Tử Quân cười mà không nói câu nào, thỉnh thoảng chỉ cho ra vài đánh giá, làm cho đám người mạc đông tường liên tục gật đầu khen hay. Tử quân, cũng không còn sớm nữa, con đi nghỉ trước đi. Cuối cùng vẫn là mẹ vợ thương con rể, khi thấy tình cảnh của vương tử quân thì đi đến nói. Vương tử quân cũng hiểu mình ngồi lại căn bản không còn ý nghĩa gì, hắn nhanh chóng nhận đường núi đến từ mẹ vợ, nhanh chóng rời khởi bàn rượu. Lúc này đã hơn 11 giờ, Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đang nằm ngủ trong gian phòng năm xưa của Mạc Tiểu Bắc. Phương Tử Quân do dự một chút, hắn quyết định lái xe về nhà. Lúc này trong nhà của Mạc Lão gia tử cũng không còn nhiều người. Thanh niên sau khi dùng cơm tất nhiên thì đã đi tìm chuyện vui khác. Vương Tử Quân vừa mở cửa xe định chạy đi, đột nhiên có người đi đến mở cửa xe chui vào. Hì hì, tìm mãi không được xe, đưa tôi đến hâm dương hội sở. Tên thanh niên vừa đi vào đang định nói thêm vài câu nhưng dưới ánh đèn thấy được gương mặt của vương tử quân thế là gương mặt say khướt chợt sợ hãi mà bừng tỉnh hắn cố gắng trình bày dượng cháu không thấy rõ ngài điều này ngài cứ bận rộn đi vương tử quân tuy không thể gọi được tên của đối phương thế nhưng hắn cũng biết đó là vãn bối của mạc tiểu bắc thế là không khỏi cười nói tôi vừa vặn đi ra ngoài cậu nói xem hâm dương hội sở ở chỗ nào tôi sẽ đưa cậu đến đó Tên thanh niên thấy vương tử quân căn bản bình dị gần gũi như vậy thì lá gan cũng lớn hơn, hơn nữa hắn lúc nào cũng mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn với dượng của mình. Đối với hắn thì căn bản khó có được giao tình với dược, vì hai bên căn bản là chênh lệch nhau quá lớn. Nhưng dù thế nào thì nối liên hệ với cậu cũng là một tài phú lớn của hắn, thế nên hắn nhanh chóng cười nói, dược, vậy làm phiền ngài một chút, ông nội của cháu là Mạc Đông Học cháu là Mạc Kỳ, mới vừa tốt nghiệp đại học vào năm nay. Tên thanh niên kia muốn báo danh tên bố mình, thế nhưng chỉ sợ dưỡng không biết, thế nên trực tiếp báo tên ông nội. Mạc Đông Hộp là người mà Vương Tử Quân có ấn tượng, vì Mạc Đông Hộp đồng lứa với Mạc Đông Tường, cũng là người lớn tuổi nhất. Tuy bây giờ Mạc Đông Hộp đã về hưu, thế nhưng tinh thần sáng láng, lời nói khá vang dội. "Mạc Kỳ, sau này cháu định làm gì?" Vương Tử Quân vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi. Mạc Kỳ có chút căng thẳng, trước kia khi trưởng bối trong nhà hỏi hắn định làm gì, hắn căn bản chỉ là ứng phó cho qua. Nhưng bây giờ vương tử quân hỏi, hắn cảm thấy có áp lực nói không nên lời. Hắn do dự một lát, sau đó dùng giọng ấp úng nói, cháu định đi chơi hai năm, nhưng ông không đồng ý. Vương tử quân cười cười, hắn căn bản khá hiểu ý nghĩ của giới thanh niên vào lúc này. Tuy Mạc Kỳ không phải là con cháu dòng chính của Mạc Gia, thế nhưng vì có Mạc Lão Gia Tử, Thế nên tương lai tươi sáng không là vấn đề. Ý nghĩ đi chơi 2 năm của hắn tất nhiên sẽ không được những người có thân phận trong Mạc gia đồng ý. Có thể vừa làm quen với công tác vừa đi chơi, Vương Tử Quân nói làm cho Mạc Kỳ liên tục gật đầu xưng vâng. Dưới sự chỉ dẫn của Mạc Kỳ, xe của Vương Tử Quân đi vào một ngõ không lớn, đi vào một cánh cửa đầy bụi và khá cổ, lúc này bên trong như biến đổi thành khung trời khác. Một bãi đậu xe hơn vài trăm chiếc người ngoài không biết còn nghĩ rằng đây là triển lãm xe hơi. chương 1299, không phải là trùng hợp. Đám vãn bối mạc ra tuy có bối cảnh gia đình hiển hách nhưng tính cách cực kỳ giống thị dân điển hình, chỉ để ý đến gia môn, không cần quan tâm đến người khác. Người ta ném cho mình lợi ích thì xem đó là chuyện đương nhiên, nếu muốn lấy chỗ tốt từ bọn họ, căn bản là không có cửa. Thế cho nên khi mạc kỳ thấy vương tử quân chủ động tiến mình, hắn chợt cảm kích, còn có chút kích động. Nơi này chính là Hâm Dương hội sở sao? Vương Tử Quân nhìn về phía kiến trúc với ánh đèn lấp lánh, sau đó mỉm cười hỏi Mạc Kỳ. Trước khi Mạc Kỳ lên xe thì đã rất nóng lòng đi đến nơi này, thế nhưng bây giờ đạt được mục đích thì căn bản cảm thấy con đường đến đây quá ngắn, hắn còn muốn trao đổi nhiều hơn với Vương Tử Quân. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn đánh bạo nói lời mời với Vương Tử Quân, "Dược, chỗ này hoàn cảnh cũng không tệ." ngài vài một chút nhé. Mạc Kỳ nói xong lời này thì căn bản có chút hối hận, hắn cảm thấy mình nói quá đường đột, có thể làm cho một người quyền cao chức trọng như Dượng Lưu lại cảm giác là mình quá lỗ mãng không. Dưới ánh đèn sáng rực như ban ngày, Vương Tử Quân cảm thấy Mạc Kỳ có chút bất an. Hắn trầm ngâm một lát rồi cười nói, "Cũng được, tôi và cậu vào xem, thuận tiện uống một ly." Thật không ngờ Vương Tử Quân lại đồng ý, Mạc Kỳ cảm thấy rất kích động. Hắn vội vàng xuống xe mở cửa xe cho vương tử quân, sau đó dùng giọng chú ý nói, dược, nơi này chính là hội sở được Hà Gia mở ra, bên trong rất chính quy, chủ yếu là vài hạng mục nghỉ ngơi và rèn luyện sức khỏe. Vương tử quân nghe Mạc Kỳ giải thích mà chỉ cười cười không nói gì. Mạc Kỳ có lẽ rất quen thuộc với nơi này, nhân viên phục vụ đang đứng thấy hắn và vương tử quân đi đến thì không ngăn cản, để cho hai người trực tiếp đi vào hội sở trong đại sảnh hội sở cũng không quá huyên náo nhạc nhẹ du dương làm cho không gian có vài ý vị tốt đẹp tiểu kỳ bên này khi mạc kỳ chuẩn bị đưa vương tử quân đi tìm chỗ ngồi chợt có người lên tiếng mạc kỳ nhìn về phía bên kia hắn khẽ nói với vương tử quân dược bọn họ đang ở bên kia chờ chúng ta ngài xem vương tử quân nhìn theo ngón tay của mạc kỳ thấy không ít thanh niên mạc ra đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau hắn giơ tay lên nói với mạc kỳ cậu đi đi không cần quan tâm đến tôi lát nữa tôi sẽ quay về mạc kỳ tuy không muốn rời khỏi vương tử quân thế nhưng vương tử quân đã phân phó như vậy hắn cũng không dám cãi lời hắn dặn dò một tiếng với nhân viên phục vụ sau đó đi về phía đám người kia vương tử quân tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống sau đó dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn đám người trẻ tuổi vui đùa với nhau hắn nghe tiếng cười của bọn họ hắn càng sinh ra cảm giác mình đã già. bồi bàn đưa đến cho vương tử quân một ly rượu màu vàng óng, hắn uống một ngụm, sau đó đặt lên bàn. tuy hắn không biết rượu này tên gì, thế nhưng mạc kỳ chắc chắn sẽ không cho mình một ly rượu không tốt. khi vương tử quân đang nghĩ đến mạc kỳ, đám thanh niên mạc gia đang cười nói vui vẻ chợt yên tĩnh trở lại. lúc này có không ít ánh mắt nhìn về phía vương tử quân. vương tử quân đối diện với trục ánh mắt nhìn đến sao hắn không hiểu ý của đối phương, thế là mỉm cười nâng ly của mình lên, tỏ ý bảo đám người bên kia không cần quan tâm đến hắn. Nơi này căn bản không thích hợp ngồi một mình, thế nên vương tử quân uống một hớp rượu rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này một cô gái trẻ hơn 20 nhìn có vẻ khá đẹp đi đến đặt mông ngồi xuống đối diện với vương tử quân, nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn thoáng qua vương tử quân, sau đó dùng giọng trêu chọc nói anh đẹp trai, sao em chưa từng được gặp anh nhỉ mất lịch sự vương tử quân nhìn cô gái trang điểm nồng nặc trước mặt mà không khỏi sinh ra cảm giác mất thoải mái hắn đặt ly rượu trong tay xuống sau đó chuẩn bị đứng lên rời đi ha ha tiểu giao tìm một lúc lâu mà không thấy em thì ra em ở chỗ này một tên đàn ông mặc áo màu xanh với mái tóc hơi dài đi đến hắn mỉm cười đi đến bên cạnh cô gái sau đó đặt bàn tay lên đầu vai cô gái rất tự nhiên thế nào chỉ có một mình em ở đây lâm dĩnh nhi đâu vương tử quân vốn chuẩn bị rời đi nhưng chợt nghe thấy ba chữ lâm dĩnh nhi thế là gương mặt chợt biến đổi hắn đặt ly rượu xuống chuẩn bị nghe xem người kia nói cái gì phùng điền cương lấy bàn tay thối của anh ra bà đây không phải là đậu hũ mà anh thích ăn thì ăn đâu cô gái trang điểm nồng nặc nhìn thoáng qua vương tử quân sau đó lớn tiếng nói với tên đàn ông kia phùng điền cương căn bản không quan tâm đến tiếng quát đột nhiên của cô gái hắn nhìn theo ánh mắt cô gái thấy vương tử quân sau đó cười hì hì nói hiểu rồi anh hiểu rồi ha ha tiểu giao em cần phải xem xét cho kỹ coi chừng lầm người phùng điền cương cũng không chờ tiểu giao lên tiếng hắn chợt nói tiếp không phải em đi mời lâm dĩnh nhi sao bây giờ cô ấy đâu hừ hừ cô cô có hơi bận bây giờ ở nhà chăm con nuôi không đến được tiểu giao nói đến lâm dĩnh nhi thì căn bản là có chút ê ẩm người đàn ông kia nghe nói lâm dĩnh nhi không đến thì rất thất vọng hắn hất ly rượu trên bàn xuống đất rồi hét lên em không nói là anh mời cô ấy sao đã nói rồi hừ hừ nhưng phùng biền cương à anh cảm thấy anh là một đại nhân vật nhưng người ta căn bản không thèm quan tâm đến anh em khuyên anh nên thôi đi không cần phải nghĩ đến trò cóc ăn thịt thiên nga tiểu dao có miệng lưỡi sắc bén nàng dùng giọng không khách khí nói móc phùng biền cương lúc này có nhiều người đi đến sau khi tiểu giao nói như vậy thì không khỏi bật cười đối với thanh niên thì thể diện căn bản là cực kỳ quan trọng sau khi nghe tiếng cười trào phúng của những người chung quanh vẻ mặt phùng điền cương chợt trở nên cực kỳ khó coi hắn dùng giọng dữ tợn nói gái điếm thúi cô nói ai là thiên nga con bà nó lâm dĩnh nhi là cái quái gì thiên nga đứa bé kia nhận nuôi từ nước ngoài sao hừ ai mà tin còn không biết cô gái này sinh ra cho tên đàn ông nào. Suốt ngoại vài năm thì mang về một đứa con vài tuổi, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp. Phùng Điền Cương nói làm cho nhiều người bật cười, vẻ mặt Phương Tử Quân đã trở nên âm trầm. Không chờ Tiểu Giao mở miệng, hắn đã lạnh giọng nói với Phùng Điền Cương, này cậu thanh niên, ăn nói nên cẩn thận một chút, những gì không có bằng chứng thì đừng nói lung tung. Phùng Điền Cương cảm thấy bực bội vì Lâm Dĩnh Nhi không đến hắn căn bản không quen vương tử quân lúc này nghe lời nói không khách khí của vương tử quân với mình thế là chợt nổi giận hắn chạy đến chỉ vào người vương tử quân sau đó cười hì hì nói mày là ai chạy đến đây biện luận cái gì ông nói như vậy thì sao mày mất vui sao mày mất vui thì cũng phải nghe rõ cho ông bây giờ ông nói thêm lần nữa mày nghe cho kỹ lâm dĩnh nhi kia là một con khốn đứa bé mà cô ta nhận nuôi căn bản là con riêng với một thằng nào đó mà thôi. Bốp, bàn tay của vương tử quân vỗ lên mặt phùng điền cương, lúc này đám người đứng bên ngoài xem náo nhiệt trợt há hốc mồm, đại sảnh huyên náo cũng trở nên im ắng. Trường 1.300 một thật xin lỗi, bố là bố của con. Người thường xuyên đến hội sở cũng biết Phùng Điền Cương là nhân vật thế nào, là người khá có danh tiếng, có rất ít người không nể mặt hắn. Nhưng bây giờ hắn bị Vương Tử Quân cho một tát như trời giáng. Mày dám đánh ông, tiểu tử này, mày không muốn sống à? Phùng Điền Cương nói rồi cầm chai rượu đập về phía Vương Tử Quân. Tuy đã nhiều ngày không ra tay thế nhưng tốt chất cơ thể Vương Tử Quân vẫn không tệ, hắn không chờ Phùng Điền Cương đập đến, trực tiếp bắt lấy tay của đối phương, sau đó bẻ ngoặt ra làm cho đối phương căn bản không thể làm gì được nữa. Phùng Điền Cương tuy là một người khá cao thế nhưng lại hơi yếu đuối, bây giờ bị vương tử quân giữ lấy thì căn bản khó thể thi triển được công phu. Hắn càng thêm sốt ruột, thế là lớn tiếng nói với đám bạn bè khắp bốn phía, chúng mày bị làm sao vậy? Đánh nó cho tao. Đám người chung quanh là bạn của Phùng Điền Cương, thấy Phùng Điền Cương bị đánh thì căn bản là nhao nhao lên, có người tiện tay cầm lấy vài món trên bàn chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này chợt có người lên tiếng, nếu các người dám hỗ trợ, đừng trách chúng tôi không khách khí người nói chính là mạc kỳ bên cạnh hắn chính là đám hậu bối của mạc gia tuy bọn họ căn bản không ngồi cùng chỗ với vương tử quân thế nhưng bọn họ luôn chú ý đến động tác của vương tử quân khi thấy vương tử quân không biết vì sao lại có xích mích với phùng điền cương bọn họ vội vàng chạy đến đám người mạc kỳ căn bản là khách quen của hội sở bây giờ bọn họ mở miệng làm cho đám người chuẩn bị ra tay phải trở nên thành thật một chút nhưng lúc này đám người kia chợt nói lớn Mạc Kỳ, mày đừng ăn cây táo rào cây sung, mày còn che chở cho người ngoài sao. Điền Phi, tao nói cho mày biết, đây là tiểu dưỡng của tao, chúng mày động vào, đừng trách chúng tao không khách khí. Mạc Kỳ cũng quen người kia, hắn vừa biện hộ cho vương tử quân vừa lớn tiếng nói. Tiểu dưỡng của mày sao? Tiểu dưỡng của mày không phải là... Người được Mạc Kỳ gọi là Điền Phi nói xong lời cuối cùng thì giống như nghĩ đến điều gì đó, chai rượu cầm trên tay nhanh chóng hạ xuống. Người thường đi lại với nhau thì hiểu nhau, có đôi nghi ngồi cùng với nhau thì càng khoe khoang về trưởng bối của mình. Đám người Mạc Kỳ thích khoe khoang về tiểu dưỡng vương tử quân của mình, không những vì vương tử quân là người có vị trí cao, hơn nữa còn là người cực kỳ trẻ tuổi. Thậm chí Mạc Kỳ từng nói, với độ tuổi của dưỡng, cho dù thế nào cũng sẽ tiến lên vài bước nữa. Đám người kia tuy nghe nhóm người Mạc Kỳ khoe khoang thì khó lọt tai. Nhưng bọn họ lại nhớ rất kỹ, bây giờ cả đám nhìn về phía Vương Tử Quân, vẻ mặt rất cổ quái. Tuy đám năm sáu người bọn họ đi ra ngoài phần lớn đều được nịnh bợ, thế nhưng bây giờ đối tượng là Vương Tử Quân, một nhân vật quá thế lực, bọn họ căn bản là có chút e sợ. Phùng Miên Cương là người bị chọc giận, bây giờ có gương mặt rất kỳ quái. Hắn có quan hệ khá tốt với Mạc Kỳ, hắn tất nhiên biết tiểu dưỡng của Mạc Kỳ là ai, hắn càng biết rõ địa vị của Vương Tử Quân hắn biết rõ với địa vị của vương tử quân, căn bản mình khó thể nào chọc vào, huống hổ những lời nói của hắn vừa rồi thật sự là có chút quá mức. Nếu như chỉ là vài người trong này, không cho người ngoài biết chuyện thì quá tốt, nhưng bây giờ lời này lọt vào tai vương tử quân, dựa vào quan hệ giữa lâm trạch viễn và vương tử quân, chỉ sợ sau lưng sẽ nói vài lời với lâm trạch viễn, thế là tội tình của hắn sẽ rất nặng. Lâm trạch viễn là ai? bây giờ lâm trạch viễn chẳng những là trưởng bối của bọn họ còn là một tồn tại mà bọn họ phải nhìn lên trên lời này rơi vào trong tai của lâm trạch viễn cho dù bản thân có thể nhẫn nhịn thế nhưng người nhà chỉ sợ sẽ lột ra của mình để an ủi người ta phùng điền cương càng nghĩ càng sợ hắn đã không còn khí thế như vừa rồi bây giờ dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn vương tử quân cuối cùng nghẹn họng không nói nên lời vương tử quân nhìn đám người trầm mặc bên cạnh hắn buông lỏng ban tay của phùng điền cương sau đó trầm giọng nói với phùng điền cương tôi thật sự có lỗi vì đã tát cậu phùng điền cương nghe câu nói không có thành ý xin lỗi của vương tử quân tâm tình của hắn chợt chìm xuống đáy vực xin lỗi là có ý gì như vậy rõ ràng là đối phương không từ bỏ ý đồ hắn hầu như có thể tưởng tượng được lâm trạch viễn hoặc là lâm trạch viễn sẽ chạy đến nhà mình trách tội phùng điền cương càng nghĩ càng sợ hắn nhìn ánh mắt của vương tử quân người hắn chợt mềm nhũn ra, hắn giữ chặt tay của vương tử quân rồi nói, vương. Không, tiểu dượng, cháu đáng bị đánh, cháu đúng là đầu heo, ăn nói lung tung mê sảng, dượng ra tay dậy bảo là muốn tốt cho cháu. Cháu, cháu cũng không dám nói bậy bạ nữa, điều này, điều này thật ra cháu cũng là cháu của cô cô tiểu bắc. Vương tử quân nghe những lời nói giải thích không đầu không đuôi của Phùng Điền Cương, hắn không khỏi cảm thấy bớt giận vài phần hắn nhìn Phùng Biển Cương, sau đó lạnh lùng nói, sau này không thể tiếp tục như thế này nữa. Vâng, cháu nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý. Phùng Biển Cương nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thở dài một hơi, hắn gật đầu như gà mổ thóc, chỉ sợ làm cho Vương Tử Quân cảm thấy thái độ của mình không được chân thành. Lúc này vương tử quân cũng không còn tâm tư ở lại, hắn khẽ gật đầu với đám người mạc kỳ, sau đó rời khỏi hội sở này đám người đang thành thật đứng bên ngoài đã nhanh chóng top năm top ba sông về phía phùng điền cương tuy phùng điền cương cũng không dám nói điều gì thế nhưng tiểu giao thật sự không nể mặt hắn nói ra những lời vừa rồi của phùng điền cương một lượt đám người mạc kỳ biết được chân tướng sự việc thế là chỉ vào phùng điền cương rồi nói tiểu tử mày đúng là mồm miệng quá thối mày cũng không biết tiểu dưỡng của tao có quan hệ thế nào với bí thư lâm sao không đánh mày mới là lạ tiểu kỳ đó thật sự là tiểu dưỡng của anh sao? Tiểu giao dùng giọng khó thể tin dò hỏi Mạc Kỳ. Còn không phải sao, điều này còn giả được sao? Mạc Kỳ kiêu ngạo vỗ lên ngực rồi nói, tiểu dưỡng của tôi vốn không muốn đến, nhưng vì tiến tôi một đoạn đường mà đến đây uống ly rượu, không ngờ lại bị tiểu tử này phá hủy tâm tình. Được rồi, đừng nói nữa, tôi đã hối hận lắm rồi, nếu biết ông ấy đến đây, tôi nào dám nói những lời như vậy. Phùng Điền Cương cũng đã khôi phục lại từ trong cảm giác sợ hãi, hắn sờ lên gương mặt nóng bỏng của mình, trong lòng càng thêm run rẩy. Vương Tử Quân ngồi trong xe, trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc này trong đầu hắn đều là những lời nói vừa rồi của Phùng Điền Cương, tuy hắn bực mình vì lời nói không hay của đối phương, thế nhưng mỗi lần hắn nghĩ đến điều này thì căn bản cảm thấy lòng quặn đau. Chương 1302: Thật xin lỗi, bố là bố của con. Vương tử quân đốt một điếu thuốc, lúc này khói trắng bốc lên, khi thuốc cháy đến tay thì hắn khẽ rụi đi. Hắn cầm điện thoại rồi gọi cho một dãy số quen thuộc. Alo, chúc năm mới vui vẻ. Vương tử quân chợt ngây cả người, giọng nói này quá quen thuộc, nó thường hay xuất hiện trong mộng của hắn. Con người là động vật kỳ quái, trước nay nàng chưa từng xuất hiện trong giấc mộng của hắn, nhưng khoảng thời gian gần đây nàng rất hay xuất hiện, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu em đi ra ngoài tản bộ, anh ở ngoài cửa chờ em. Vương tử quân nói rồi cũng không chờ bên kia lên tiếng, hắn cúp điện thoại. Hắn căn bản không xa lạ gì nhà của Lâm Trạch Viễn, thế nên chỉ mất vài phút đã đi đến trước cổng nhà Lâm Trạch Viễn. Khi vương tử quân dừng xe, một bóng người chợt vọt ra, bộ dạng gión rén càng làm cho vương tử quân thêm thương tiếc. Hắn đẩy cửa xe ra, tỏ ý cho Lâm Dĩnh Nhi đi vào. Lâm Dĩnh Nhi nhanh chóng lên xe, có thể cảm nhận được tiếng thở dốc của nàng, rõ ràng là trong lòng đang rất loạn. Vương tử quân không nói gì, hắn trực tiếp chạy xe, chạy về phía bóng đêm phía trước. Lúc này là đêm giao thừa, căn bản không có nhiều xe trên đường. Vương tử quân chạy xe rất nhanh, chỉ vài phút đã đi đến bên ngoài một công viên trống vắn, hắn dẫm chân ra, xe dừng lại. Lâm Dĩnh Nhi ngồi lên xe căn bản không nói lời nào, sau khi xe hoàn toàn dừng lại thì mới ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Cảm tình là thứ gì đó bị thời gian ảnh hưởng rất nặng, nếu một thời gian dài hai bên không ở cùng nhau, như vậy sẽ mất đi sự ăn ý, căn bản nhìn nhau mà có chút xấu hổ. Ánh mắt của Lâm Dĩnh Nhi trong trẻo và lạnh lùng, giữa hai người tràn đầy cảm giác lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân gặp mặt Lâm Dĩnh Nhi sau khi nàng về nước, nếu so với dĩ vãng thì Lâm Dĩnh Nhi căn bản gầy đi khá nhiều mái tóc dài như thác nước cũng đã bị cắt đi, biểu hiện lạnh lùng mà có thêm vài phần trưởng thành. Lâm Dĩnh Nhi trước kia căn bản là cực kỳ trong trắng đáng yêu, bây giờ nàng đắc hoàn toàn lớn lên. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu vương tử quân, một bụng lời nói căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Trong xe rất trầm mặc, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng ma sát của quần áo, hai người nhìn nhau, căn bản không ai mở miệng trước không biết bao lâu sau thì vương tử quân chợt dùng giọng khó khăn nói dĩnh nhi, những năm qua em đã khổ cực rồi. Một câu nói kia giống như làm cho cảm xúc của lâm dĩnh nhi chợt bùng nổ, tất cả vui buồn giận hờn tích tụ những năm qua giống như tan vỡ, nàng ôm lấy cổ vương tử quân, nước mắt giàn ruộng, anh. Vì sao bây giờ anh mới đến thăm em? Em hận anh, em đã cho rằng mình xử lý không một dấu vết, căn bản cũng không lo lắng, nhưng con của em. Vương tử quân ôm thật chặt lấy Lâm Dĩnh Nhi dịu dàng giống như một con mèo nhỏ trong lòng mình, giống như hắn đang ôm một đống lửa, chút lý trí cuối cùng của hắn đã bị đống lửa này thiêu rụi. Hắn cảm thấy mình giống như dung nhập vào ngọn lửa, càng cùng ngọn lửa thiêu đốt đến tận cùng. Không biết qua bao lâu thì vương tử quân tỉnh lại trong cảm giác điên cuồng, hắn nhìn Lâm Dĩnh Nhi nằm trong lòng mình, nhịn không được đưa bàn tay ve vuốt gương mặt kiều diễm ướt át của nàng. Những năm qua em thế nào? Lâm Dĩnh Nhi cũng không nói gì, nàng chỉ dùng hàm răng cắn xé lồng ngực của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân càng tỉnh táo trở lại trong cơn đau, hắn cảm thấy rất áy náy, hắn hôn Lâm Dĩnh Nhi, liên tục nói lời xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em nên nói cho anh biết, hoặc là gọi điện thoại nói cho anh biết. Lâm Dĩnh Nhi chợt ngẩng đầu, sau đó nàng thoải mái dựa vào vai Vương Tử Quân, lại cười nói, khi đó em chỉ có một ý nghĩ, đó là có con sẽ quên anh, nhưng sau khi có con thì em mới phát hiện anh giống như một phần tính mạng của em căn bản là không thể nào quên được vương tử quân vốn tưởng rằng giữa mình và lâm dĩnh nhi căn bản là một câu chuyện sẽ kết thúc trong yên lặng mà ai ai cũng hiểu nhưng sau khi sự kiện kia phát sinh hắn chợt ý thức được nàng bị thương rất sâu căn bản phải chạy ra nước ngoài chữa thương vài năm qua đi vương tử quân cho là mình đã thản nhiên đối mặt với việc này nhưng giữa hai người căn bản có chút tồn tại khó thể xóa đi hơn nữa lâm dĩnh nhi lại một mình nuôi con điều này làm cho vương tử quân cảm thấy có chút đau đớn con bé thế nào vương tử quân cuối cùng vẫn không nhịn được phải hỏi chuyện về con giọng nói trầm ổn của hắn gần đây căn bản có chút run rẩy lâm dĩnh nhi nở nụ cười ngọt ngào nói con bé rất tốt rất thông minh khỏe mạnh hoạt bát bố mẹ em đều rất thích lâm dĩnh nhi nói đến đây thì đưa mắt nhìn vương tử quân rồi khẽ nói vài ngày trước anh đã gặp con bé rồi Vương tử quân chợt sững sốt, sau đó chợt nghĩ đến cô bé mình gặp ở trong nhà ông mình, thế là dùng giọng không xác định nói là cô bé tên tái tái sao. Đúng vậy, Lâm Dĩnh Nhi nhắc đến con thì gương mặt tràn đầy tình mẫu tử, nàng cười cười nói với vương tử quân, vài ngày trước em đến Giang Thị một chuyến, quay về thăm nhà cũ, không ngờ anh cũng ở nơi đó. Con bé đến nhà ông nội chơi, em có biết không? Vương tử quân nắm lấy tay Lâm Dĩnh Nhi rồi khẽ hỏi. Không biết, khi đó em đang trò chuyện với một người bạn, dì Chu đưa con bé đi chơi, thế là con bé đến nhà ông cụ. Nếu như không phải nguyên nhân này, em còn không biết anh quay lại chiết giang. Lâm Dĩnh Nhi trả lời làm cho Vương Tử Quân cực kỳ cảm kích, dù thế nào thì bộ dạng nho nhỏ kia căn bản có nhiều mối liên lạc với mình, biết đâu ngày hai bên gặp mặt cũng chính là chút đền bù cho con. Vì sao em không gặp anh? Lâm Dĩnh Nhi cúi đầu không nói, một lúc lâu sau nàng mới nói với Vương Tử Quân, em đặt tên cho con là Lâm Tư Ước. Mau đưa em về, trời sáng rồi. Lâm Dĩnh Nhi nhìn lên không trung thấy một vệt sáng, thế là dùng giọng lưu luyến nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ ôm lấy cơ thể ở bên cạnh mình, hắn lắc đầu, chờ chút, đợi đến khi Hừng Đông Anh sẽ đi cùng em, vừa phản hôm nay anh chuẩn bị đến chúc Tết Bí Thư Lâm. Vẻ mặt Lâm Dĩnh Nhi chợt biến đổi, nàng nhìn Vương Tử Quân, biểu hiện rất phức tạp, em muốn về một mình, anh nếu muốn gặp bố thì tự mình đến thì hay hơn." Vương Tử Quân không nói gì thêm, hắn ôm eo Lâm Dĩnh Nhi chặt thêm vài phần, một lúc lâu sau mới dùng giọng kiên định nói, "Anh không thể để em một mình gánh lấy những chuyện này. Nhưng nếu bố em biết được, anh cũng biết tính tình của ông ấy thế nào rồi đấy. Nếu như không có chút đảm đương như vậy, anh không phải đã phụ lòng em và con sao?" cả đời này anh sẽ cảm thấy bất an. Vương tử quân nói rồi không chờ Lâm Dĩnh Nhi phản bác, hắn nhanh chóng dùng miệng bịt kín miệng của nàng. chương 13011 làm việc chỉ cần không thẹn với tâm, người ngoài nhìn vào thế nào cũng được. Sáng sớm đầu năm vẫn có thể nghe thấy vài tiếng pháo, mọi người đã trải qua một đêm giao thừa vui vẻ, đám trẻ cuồng hoan cả đêm bây giờ mới tiến vào mộng đẹp, thế nhưng cuộc sống phóng túng như vậy xưa nay căn bản không thuộc về người già sáng sớm tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân đầy thoải mái ngày đầu năm dù là người nào cũng vui vẻ ngày hôm nay đại biểu cho một năm mới đầy hy vọng bắt đầu là một bắt đầu làm cho người ta phải chờ mong lâm trạch viễn pha một bình trà lão thản nhiên tự đắc uống trà rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu mặc dù những ý nghĩ này đã được suy xét kỹ càng thế nhưng lúc này nó vẫn cứ vờn quanh khó chịu anh lâm tối qua dĩnh nhi không về sao Lâm phu nhân vội vàng đẩy cửa phòng làm việc của Lâm Trạch Viễn rồi dùng giọng sợ hãi nói. Lâm Trạch Viễn đặt ly trà xuống, lão thản nhiên nói, Dĩnh Nhi còn trẻ, có cuộc sống riêng của mình, ngày hôm qua là cuối năm, căn bản có nhiều người thức trắng đêm vui vẻ. Dĩnh Nhi đi ra ngoài dạo chơi cũng không có vấn đề, bà còn lo lắng bị ai bắt đi mất sao? Lâm phu nhân căn bản rất mất hứng vì bộ dạng không quan tâm của Lâm Trạch Viễn, bà mặc kệ Lâm Trạch Viễn quan cao thế nào lúc này bà cướp lấy ly trà của lâm trạch viễn rồi dùng giọng bất mãn nói dĩnh nhi bây giờ như vậy mà ông còn không quan tâm sao nếu như ông quan tâm nhiều hơn đến nó một chút nó sao lại như thế này lâm phu nhân nói đến đây thì nghẹn ngào không nói gì thêm vành mắt cũng đỏ lên lâm trạch viễn gần đây tràn đầy bao dung với người bạn già của mình lão rót một ly trà cho vợ sau đó dùng giọng an ủi nói là trà ngon vừa pha bà uống thử đi Lâm Trạch Viễn nhìn bạn già gạt lệ mà không khỏi cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, "Bà đừng nôn nóng, tôi bây giờ sẽ gọi điện thoại cho Dĩnh Nhi, xem nó đang ở đâu, sau đó nói nó nhanh chóng về nhà, được chưa?" Lúc này Lâm phu nhân mới trả lại ly trà cho Lâm Trạch Viễn. Lâm Trạch Viễn nhìn bộ dạng của vợ, lão biết mình không thể không gọi điện thoại. Sau khi hai tiếng chuông vang lên, chợt nghe bên kia truyền đến giọng nói của phụ nữ, "Bố, nửa giờ sau con sẽ về." Lâm Trạch Viễn nói một câu tốt thì cúp điện thoại. Thái độ của lão làm cho vợ cảm thấy rất bất mãn. Bà không chờ Lâm Trạch Viễn cúp điện thoại mà nhanh chóng lại nhảy. Ông nhìn mình đi, ông cứ mặc kệ không quan tâm đến nó. Mặc kệ nó làm gì thì làm, ông nhẫn tâm nhìn nó phát triển như vậy sao? Lâm Trạch Viễn có nhiều chuyện căn bản là sát phạt quyết đoán. Thế nhưng khi đối mặt với người bạn già của mình thì căn bản khó thể nào nổi nóng được. Bà nội, giọng nói trẻ thơ vang lên ngoài phòng, Lâm phu nhân tranh thủ thời gian lau nước mắt, sau đó mở cửa phòng, "Ôi, tái tái, bảo bối của bà, bà nội ở chỗ này, sao cháu lại ngủ dậy sớm như vậy?" Tái tái muốn tìm bà nội cùng chơi, thế nên đã tỉnh rồi. "Tốt, tốt, bà nội đang đợi tái tái đây, để bà nấu sủi cảo cho tái tái ăn." Lâm Trạch viến nhìn bạn già đưa tái tái đi, thế là không khỏi cười một chút. Lão thầm nghĩ đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Trong nhà chỉ có tái tái nhanh mồm lẹ miệng mới có thể quản được người bạn già thường hay lải nhải của mình. Chuông điện thoại vang lên liên tục, là một số bạn cũ và cấp dưới gọi điện thoại chúc Tết. Tất nhiên người gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn vào lúc này căn bản đều có quan hệ không tầm thường. Sau khi tiếp vài cuộc điện thoại thì một bóng người nho nhỏ chạy vào phòng, tái tái mặc đồ ngủ hình gấu nhào vào lòng Lâm Trạch Viễn với bộ dạng uất ức, "Ông nội, mẹ cháu đi đâu rồi, cháu muốn tìm mẹ." Lâm Trạch Viễn yêu thương ôm lấy tái tái, sau đó nói lời dụ dỗ mẹ biết tái tái thích ăn vặt, thế nên đã đi mua đồ ăn rồi. Ông, hôm qua không phải đã nói là cuối năm, các chú các gì đều về quê ăn Tết rồi sao? Tái tái lệch đầu dùng giọng nghi vấn hỏi. Lâm Trạch Viễn lên tiếng chặn lại, điều này, có vài người vẫn ở lại làm việc. Ông, cháu nhớ mẹ, ông kể chuyện cổ tích cho cháu nhé. Tái tái ôm chặt lấy ông rồi nói bằng giọng tràn đầy nước mắt. Lâm Trạch Viễn rất đau lòng, lão tranh thủ thời gian nói tốt, để ông kể chuyện cho tái tái nghe, chúng ta kể chuyện xong thì mẹ cháu sẽ về thôi. Lâm Trạch Viễn bắt đầu kể chuyện cổ tích, tái tái nghe rồi mơ màng ngủ đi mất. Cô bé căn bản rất xinh xắn đáng yêu, có cái chán giống hệt như Lâm Dĩnh Nhi, nhưng có một điều mà Lâm Trạch Viễn không thể không nhìn nhận, đó là con bé giống hệt mình. Lâm Trạch Viễn nghĩ như vậy mà sinh ra cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, tâm tình rối loạn. Lâm Dĩnh Nhi từ nhỏ đã là người rất nghe lời, nàng là con gái của một vị quan lớn, căn bản đến bây giờ luôn là tiêu điểm để người ta chú ý. Nhưng Lâm Trạch Viễn cảm thấy vui mừng vì con gái cực kỳ chú ý hành động của mình, căn bản thanh nhã cẩn thận và cực kỳ khiêm tốn. Dĩnh Nhi căn bản là một kỳ tích của Lâm Trạch Viễn, vì nàng luôn cố gắng học tập, căn bản học trong nước xong thì du học. Khi con gái đưa tái tái quay về, Lâm Trạch Viễn nhìn đứa bé và chợt hiểu ngay vấn đề. Lúc đó Lâm Trạch Viễn căn bản là cực kỳ xúc động, lão chìm đắm quan trường lâu năm, vị trí của lão căn bản đã gặp mặt đủ hạng người, với ánh mắt sắc bén của lão, sao không nhìn rõ lai lịch của cô gái kia. Lão nghĩ đến những điều này mà không khỏi cảm thấy trái tim như run rẩy. lão không ngôn để cho con cháu của mình phải thêm uất ức. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, tái tái đang mơ màng trong lòng Lâm Trạch Viễn, nàng nhanh chóng chạy xuống rồi không kim được phải hô lên vui mừng, mẹ, nhất định là mẹ về. Lâm Trạch viễn nhìn tái tái vui sướng chạy đi, lão cũng đi ra ngoài. Tuy tái tái hưng phấn chạy ra khá nhanh, thế nhưng người đi ra mở cửa đầu tiên cũng không phải là nàng, mà là quản gia. Lâm Trạch viễn thấy Lâm Dính Nhi đi vào, đầu tóc còn rối tung, hoàn toàn không phù hợp với tính cách cẩn thận tỉ mỉ ngày thường. Lâm phu nhân từ trong bếp đi ra, Bà dùng giọng không thể bình tĩnh hỏi Lâm Dĩnh Nhi, "Dĩnh Nhi, tối qua con đi đâu vậy?" Lâm Trạch Viễn tranh thủ thời gian kéo tay vợ, vì lúc này giọng nói của bà quá vang dội và kích động, có thể làm cho người giúp việc trong nhà nghe thấy được. Lão thấy trong ánh mắt con gái có gì đó chưa từng xuất hiện, đó là cảm giác không chùn bước, dứt khoát kiên quyết. Lâm Dĩnh Nhi nói, "Mẹ, trước tiên mẹ đi làm cơm đi, con sẽ nói với mẹ sau, con có chút chuyện cần nói với bố." lâm phu nhân cố gắng áp chế cảm giác bức bối trong lòng rồi đi vào nhà bếp lâm trạch viễn nhanh chóng thấy một hình bóng quen thuộc đi theo sau lưng lâm dĩnh nhi lúc này lão giống như ý thức được cái gì đó tay vung lên giống như muốn bắt lấy nhưng sau đó lại buông đây là thói quen khó bỏ của lão mỗi khi trong lòng có rung động lại vô thức cho ra động tác như vậy dù kết quả vẫn như lão dự đoán thế nhưng khi nhìn thấy người kia đứng trước mặt mình lão vẫn cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt khá đau chương 13012, làm việc chỉ cần không thẹn với tâm, người ngoài nhìn vào thế nào cũng được. Lâm Trạch Viễn khó thể tưởng được người này hôm nay lại đi đến đây. Vài năm trước đối phương đắc biến con gái bảo bối của lão thành phụ nữ, sau đó phải mang tái tái đi dị quốc tha hương khổ sở không nói nên lời, bây giờ lão sao có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương được. Vương tử quân đến nhà Lâm Trạch Viễn và cảm thấy có chút bất an, tuy Lâm Trạch Viễn luôn đối tốt với hắn, thế nhưng đó là chút việc trong quan trường căn bản khó liên hệ với cuộc sống thường ngày bí thư lâm chúc mừng năm mới vương tử quân cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại hắn chúc tết lâm trạch viễn khi vương tử quân mở miệng thì tái tái đã đi đến bên cạnh lâm dĩnh nhi nó dùng hai tay ôm lấy mẹ sau đó hôn một cái tuy lực chú ý của vương tử quân chủ yếu đặt lên người lâm trạch viễn thế nhưng nhìn tái tái quá đáng yêu Vương Tử Quân cảm thấy chỗ mềm mại nhất trong lòng mình đang bị ai bóp mạnh. Hắn chợt run rẩy, thế nhưng vẫn cố gắng áp chế cảm giác của mình. Lâm Trạch Viễn nhìn Vương Tử Quân, lão chợt nở nụ cười kỳ quái, Tử Quân về thủ đô khi nào? Đã đến thủ đô được hai ngày, Vương Tử Quân nói rồi quay sang chào hỏi Lâm Phu Nhân, chào gì, chúc mừng năm mới. Lâm Trạch Viễn nhìn bộ dạng nhiệt tình của vợ mình mà lắc đầu vô thức, sau khi mời vương tử quân ngồi xuống ghế sa lông, lão thản nhiên nói, hôm nay cậu đến sớm quá. Trước khi đến vương tử quân đã dự đoán tất cả những gì sẽ phát sinh, thế nhưng tất cả lại không phát sinh theo chiều hướng như vậy. Lúc này lâm trạch viễn căn bản giống hệt như thường ngày, điều này làm cho vương tử quân như chút đi được gánh nặng. Nhưng ngay sau đó vương tử quân cảm thấy không dễ dàng như vậy, lâm trạch viễn là người có tâm tư kín đáo, căn bản trước khi mình thừa nhận chân tướng thì luôn giả câm giả điếc. Lão không nói không có nghĩa là không nhìn ra vấn đề, nếu như chút chuyện nhỏ như vậy mà không thấy rõ ràng, như vậy Lâm Trạch Viễn còn tư cách gì lãnh đạo công tác của bao người bên dưới. Vương Tử Quân nở nụ cười nghiêm túc với Lâm Trạch Viễn, sau đó hắn nói một câu hay nghĩa, làm chuyện sai thì khó tránh khỏi trột dạ, thế nên đếm sớm thì hay hơn. Lâm Trạch Viễn còn chưa nói câu nào, Lâm Phu Nhân đã cười tiếp lời. Tử Quân, cậu có thể làm sai chuyện gì? Tôi thường xuyên khen ngợi cậu với chú Lâm, hơn nữa cho dù cậu làm sai thì cũng không có gì quá đáng, dù sao thì cậu còn trẻ, thanh niên có ai mà không có vài sai lầm. Mặc dù thấy con gái đi về cùng Vương Tử Quân thì có chút bất ngờ, thế nhưng Lâm phu nhân cũng không nghĩ theo chiều hướng khác. Vương Tử Quân không phải là người ngoài, là người mà bà rất quen thuộc, căn bản ấn tượng với người này cũng không tệ lúc này bà nhìn bộ dạng ngại ngùng của vương tử quân, căn bản rất chân thành, thế nên không khỏi mở miệng giải vây. Lâm Trạch viễn nhìn thoáng qua bạn già của mình, căn bản không còn gì để nói. Vợ lão là người hiền lành lương thiện, mỗi lần nghĩ đến chuyện con gái còn đang cô độc, hôn nhân đại sự chưa đâu vào đâu, căn bản cả đêm không ngủ được. Dĩnh Nhi từ nhỏ là cô gái biết nghe lời, duy chỉ có điều này làm cho hai người cảm thấy khó chịu lâm trạch viễn nghĩ rằng nếu để cho vợ biết rõ trạng thái của con gái là do một tay vương tử quân tạo thành cũng không biết vợ mình còn có tâm tình tốt đẹp như lúc này nữa không lâm trạch viễn nhìn thoáng qua vợ mình sau đó cũng không nói lời nào vương tử quân tiếp nhận ly trà trong tay của lâm phu nhân sau đó khẽ nói gì hôm nay cháu đến nhận sai với chú lâm lâm phu nhân nở nụ cười tha thứ sau đó đi đến nhà bếp vừa đi vừa nói tôi còn đang nấu sủi cảo lát nữa mọi người cùng ăn. Lâm phu nhân căn bản luôn canh cánh trong lòng với tình huống tối qua con gái không về, thế nhưng vì ngại vương tử quân có mặt trong nhà, thế nên không tiện hỏi ra, chỉ giả vờ điềm nhiên như không để đi nấu sủi cảo. Lâm trạch viễn mãi trầm mặc không nói, lão không ngờ vương tử quân hôm nay đến là có chuẩn bị, tên khốn hãm hại con gái lão đã phải đến để làm rõ chân tướng sự việc. Lâm Trạch Viễn thật sự không ngờ vào lúc đầu năm thì vương tử quân chạy đến, thế nhưng cũng không dễ tha thứ được. Lão nghĩ như vậy mà dùng giọng giống như khẽ cười nói, tử quân, cậu theo tôi vào phòng làm việc, hai ta trò chuyện. Lâm Dĩnh Nhi đứng bên cạnh ôm lấy tái tái, nhưng ánh mắt của nàng luôn chú ý đến hai người vương tử quân và Lâm Trạch Viễn. Sau khi nghe bố mình nói như vậy thì nàng đi đến đứng trước mặt vương tử quân nói, tái tái muốn nghe chú kể chuyện, chú kể chuyện rất hay lâm trạch viễn nhìn con gái và cháu gái lão lên tiếng tối qua tái tái không gặp con con đem cháu đi chơi đi lâm trạch viễn nói xong thì trực tiếp đi vào phòng căn bản là đi rất nhanh lâm dĩnh nhi cảm thấy có chút lo lắng nàng biết rõ lần này bố mình căn bản rất so đo và quan tâm lão tức giận chỉ sợ sẽ đổ hết lên đầu vương tử quân tái tái giống như đã nhận ra vương tử quân nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn vương tử quân Bầu không khí trong phòng cực kỳ đè nén. Vương Tử Quân cố gắng đứng thật thẳng người, hắn khẽ nói với Lâm Dĩnh Nhi, "Dĩnh Nhi, em đưa tái tái đi chơi đi, anh vào phòng nói chuyện với chú Lâm." Lâm Trạch Viễn ở trong một tòa nhà được xây dựng từ thập niên 90, các thiết bị lắp trong nhà căn bản không còn được lưu hành vào thời điểm hiện tại, nhưng căn bản là rất có khí thế, không phải là những căn nhà bình thường có thể so sánh được. Nếu như tràn đầy nụ cười thì căn nhà này căn bản là nơi nghỉ ngơi rất tốt, nhưng nếu bầu không khí yên tĩnh lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ nghiêm túc. Phương Tử Quân biết Lâm Trạch Viễn đang nhìn mình chầm chầm, hắn biết rõ lúc này bí thư Lâm chỉ coi mình như con cháu mà thôi, chính mình sở dĩ có vị trí hôm nay căn bản là nhờ vào cố gắng của bản thân, thế nhưng nhiều thứ lại có liên quan mật thiết đến Lâm Trạch Viễn có lẽ lúc này trong lòng lâm trạch viễn đang cảm thấy cực kỳ khó chịu vì chuyện của mình và lâm dĩnh nhi nhưng việc đã đến nước này biết sai có thể thay đổi như vậy là biện pháp tốt nhất điều mà vương tử quân có thể đền bù duy nhất vào lúc này chính là đối mặt với hai mẹ con lâm dĩnh nhi nhưng hắn cảm thấy nói ra trước mặt lâm trạch viễn là cực kỳ khó khăn ngay khi vương tử quân ngồi xuống ghế thì đã chuẩn bị mở miệng nhận sai lầm với lâm trạch viễn sau đó biểu đạt quan điểm của mình Thế nên hắn thầm suy nghĩ, sau đó vô thức nhìn lâm trạch viễn. Nhưng lúc này vương tử quân chợt giật mình, cơ thể chợt căng cứng, dáng ngồi thêm thẳng đứng. Hắn thấy nụ cười trên mặt lâm trạch viễn đã không còn, lúc này gương mặt lão đang cực kỳ lạnh lùng, như băng tuyết mùa đông. Lâm trạch viễn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vương tử quân, sau đó nói, vương tử quân, anh căn bản là một kẻ đạo đức giả. Vương tử quân chợt ngây cả người, chú lâm, cháu không có lâm trạch viễn dùng giọng rét lạnh mà nghiêm khắc nói đừng gọi tôi là chú cậu dám nói mình không đạo đức giả sao cậu cho rằng mình đường đường chính chính quang minh lỗi lạc à cậu biết rõ ràng là không có kết quả thế nhưng vẫn kéo dĩnh nhi vào bể khổ này cậu nhẫn tâm làm cho hai mẹ con nó phải sống cả đời như vậy sao nam nữa đến với nhau hợp rồi tán thậm chí cả đời không quên chỉ là chuyện bình thường vấn đề là cậu biết con gái tôi không có khả năng vì sao còn tiếp tục níu kéo? Cậu cho rằng mình không nói thì có thể chối bỏ trách nhiệm sao? Tôi thấy cậu đúng là điên rồi. Trường 1302, một nước mắt cá xấu sao có thể tin tưởng được. Lâm Trạch Viễn nhìn chằm chằm vào bộ dạng đỏ mặt tía tai của Vương Tử Quân, sau đó cho ra một vấn đề cực kỳ bén nhọn, hơn nữa lại đứng thẳng người lên, dùng giọng điệu khá lớn nói, Vương Tử Quân, tôi trước nay luôn rất coi trọng anh, tôi cố gắng hết sức có thể để giúp anh, tôi hy vọng anh có thể dễ dàng đi lại trên quan trường, cũng như lấy đó làm kiểm điểm trong sinh hoạt, đi đầu trong công tác, làm việc thấy rõ tương lai. Nhưng còn anh thì sao? Anh báo đáp tôi như vậy à? Vương tử quân có thể thấy lâm trạch viễn căn bản không thể nhịn được cảm giác căm phẫn trong lòng, lúc này giống như là đang giết gào gầm rú. Lâm trạch viễn muốn mắng hắn, muốn mắng hắn lỗ mãng thì chỉ cần hất tay lên tiếng là được lúc này Lâm Trạch Viễn nổi giận gần giống như dã thú, lại liên tục đi tới đi lui. Vương tử quân giỏ bừng mặt dưới những lời chất vấn của Lâm Trạch Viễn. Lúc này Lâm Trạch Viễn thấy vương tử quân chảy nước mắt, nhưng lão kiên quyết không cảm động, nước mắt cá sấu sao có thể tin được. Từ khi quen biết thì Lâm Trạch Viễn thật lòng tán thưởng vương tử quân, chỉ vài năm mà nắm bắt được những kỳ ngộ khó tưởng. Năm xưa sao lão không nghĩ đến chuyện bắt cầu cho vương tử quân và Lâm Dĩnh Nhi nếu lão có được cơ hội, như vậy con gái bảo bối của lão căn bản đã không như ngày hôm nay. Lâm Trạch Viễn nhìn chằm chằm vào bộ dạng tràn đầy nước mắt của Vương Tử Quân, lão vẫn cảm thấy đầy bụng tức không có chỗ phát tiết, thế là ném một quyển sách xuống đất, lại cười lạnh hỏi Vương Tử Quân, anh đã hài lòng chưa? Anh tự cho rằng mình là người ngồi yên trên ghế không ngã, ra ngoài đường bình bồng vui vẻ sao? Anh làm khổ ai thì tôi không quan tâm, thế nhưng tôi lại khinh bỉ những người có thành tựu như anh lâm dĩnh nhi là nguồn sống của tôi anh có biết không vương tử quân lúc này căn bản là khóc theo kiểu vô thức hắn cực kỳ kích động hắn dùng giọng chém đinh chặt sắt phản bác cháu cũng chỉ vừa biết rõ mình phạm sai lầm như vậy cháu cực kỳ áy náy với dĩnh nhi cục diện hôm nay căn bản không phải là thành tựu gì cả ngược lại cháu còn cảm thấy cực kỳ tội lỗi nhưng chú lâm cháu sẽ phụ trách với mẹ con dĩnh nhi Xin ngài tin tưởng cháu. Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân đã hoàn toàn gấp gáp, với địa vị hiện tại của lão, bây giờ lão là quan lớn, căn bản làm cho người ta nhìn vào mà kinh hãi. Lúc này trong phòng làm việc trống rỗng, Vương Tử Quân đang lặng lẽ đổ lệ, căn bản đang gánh chịu áp lực mà Lâm Trạch Viễn đưa đến cho mình. Vương Tử Quân căn bản có thể thấy Lâm Trạch Viễn không hài lòng với câu trả lời của mình, nhưng hắn căn bản không còn con đường thứ hai để đi hắn không thể vì sửa chữa sai lầm mà tiếp tục đi trên một con đường sai lầm khác đây là điểm mấu chốt của hắn vương tử quân không nói lời nào hắn cố gắng đứng thẳng người hắn dùng phương pháp này để chứng minh cho lâm trạch viễn thấy thái độ của mình đó chính là mình căn bản không thỏa hiệp ở phương diện này không biết trải qua bao lâu lâm trạch viễn cuối cùng mở miệng anh biết rõ đây là sai lầm anh còn cố gắng níu kéo làm gì Vương Tử Quân có thể phát giác được Lâm Trạch Viễn thấy rõ mối quan hệ giữa mình và Lâm Dĩnh Nhi, hắn nhìn ánh mắt tràn đầy trí tuệ của Lâm Trạch Viễn, thế là không cần nghĩ ngợi mà dùng giọng dứt khoát nói: "Cháu không muốn làm cho người mình yêu phải tiếc nuối chuyện chung thân đại sự." Bầu không khí trong gian phòng lại trở nên đè nén, hai người đàn ông ngồi trên hai chiếc ghế sa lông, hai bên dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn đối phương. Không biết qua bao lâu thì Lâm Trạch Viễn chợt ném ra một câu Tôi hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng, nếu không tôi sẽ không buông tha cho cậu. Lâm Trạch Viễn nói một câu hằn học nhưng Vương Tử Quân lại thở dài một hơi, dù thế nào thì đây cũng tính là Lâm Trạch Viễn đã tỏ thái độ, rõ ràng là đã rộng lượng cho một con đường sống. Cháu sẽ không làm cho ngài thất vọng, Vương Tử Quân nhìn Lâm Trạch Viễn rồi dùng giọng cực kỳ nghiêm túc để đảm bảo. Lúc này Lâm Phu Nhân ở phòng bếp chợt lên tiếng, dĩnh nhi, con đến phụ dọn chén, Chúng ta dùng cơm. Với vị trí hiện tại của Lâm Trạch Viễn, nhân viên công tác trong nhà là không thiếu, dựa theo sắp xếp thì hôm nay cũng có người trực ban. Nhưng những người cố ý ở lại đã bị Lâm Trạch Viễn đuổi đi, vì bây giờ là Tết nhất, có gia đình nào không muốn được đoàn tụ. Lâm Dĩnh Nhi đang ôm tái tái kể chuyện cổ tích, thế nhưng sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, tâm tư của nàng đã bị hai người đàn ông kia chiếm trọn, kể chuyện cũng rất bừa bãi lúc này nàng nghe thấy mẹ phân phó thế là nhanh chóng vọt đi như tên rời cung nhưng lúc này lâm dĩnh nhi cũng không đi vào nhà bếp nàng nhìn về phía phòng khách lúc này lâm trạch viễn và vương tử quân đã ngồi đối diện bình hòa với nhau điều này không khỏi làm nàng cảm kích bố con cảm ơn lâm dĩnh nhi nói làm cho hai mắt lâm trạch viễn có hơi ướt mặc dù có vài việc không được như mong muốn thế nhưng lão cảm thấy như vậy đã đủ rồi ăn sủi cảo thôi Tái tái đã đói rồi. Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi cùng đi vào nhà bếp, bọn họ nhanh chóng dọn sủi cảo, dưa muối ra bàn cơm. Vì lúc vừa về nhà có cảm giác cực kỳ không yên, thế nhưng sau khi biết được kết quả thì Lâm Dĩnh Nhi tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Lâm Trạch Viễn và vợ ngồi bên cạnh nhau, tái tái thì ngồi bên cạnh Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi. Mặc dù chỉ là bữa sáng đơn giản thế nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Lâm phu nhân đặt tinh lực của mình lên người tái tái, bà uốn nắn từng chi tiết dùng đũa của cô bé, sau đó nói với vương tử quân, tử quân, khi nào có thời gian thì đến nhà chơi nhé. Vương tử quân liên tục đồng ý, bàn chân dưới bàn bị đá một cái. Lúc này hắn ngồi đối diện với Lâm Trạch Viễn, cũng không dám có hành vi mở ám đáp lại Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Trạch Viễn căn bản cảm khái vô hạn với lời nói của vợ mình. Lão thầm NGSX, bà nhiệt tình đãi khách, Thật sự là dẫn sói vào nhà, cho dù bà không nói thì tiểu tử kia cũng thường xuyên đi lại mà thôi. Sau khi dùng cơm xong thì Lâm Dĩnh Nhi đi rửa bát, Lâm phu nhân đưa tái tái ra sân chơi, Lâm Trạch Viễn mời Vương Tử Quân đánh cờ, nhưng tâm tư của hai người cũng không đặt lên bàn cờ. Vương Tử Quân báo cáo công tác của mình ở Nam Giang cho Lâm Trạch Viễn. Lâm Trạch Viễn luôn lắng nghe, sau đó mới chậm rãi nói, tuyến trên rất thỏa mãn với biểu hiện của cậu. Đặc biệt là chọn Nam Giang làm nơi thí điểm công tác chọn lựa cán bộ công khai, điều này nhận được lời khẳng định từ lãnh đạo thượng cấp. Vương Tử Quân cười cười, phương diện cải cách nhân sự căn bản luôn được lãnh đạo coi trọng, hắn đi đầu và được khen thưởng là chuyện bình thường. Nhưng lời nói kế tiếp của Lâm Trạch Viễn lại làm cho chút cảm giác đắc ý của hắn chợt tan biến, nhưng cũng có vài ý kiến không đồng ý, có nhiều người cho rằng cậu bước lên quá nhanh, hồ quá lớn, quá nhanh sẽ không tốt chương 1302, 2, nước mắt cá xấu sao có thể tin tưởng được. Vương tử quân xoa xoa bàn tay nói, chú Lâm, cải cách thường động đến lợi ích của nhiều người, có nhiều ý kiến không đồng ý là bình thường, cũng không tính là chuyện xấu. Lâm Trạch viễn khẽ gật đầu, lão căn bản giúp đỡ cải cách nhân sự, nhưng lão cũng là một người công tác lâu năm trong thể chế, căn bản biết rõ lực cản là thế nào. Lão nhìn nụ cười trên mặt vương tử quân, thế là cười nói, cậu chuẩn bị thế nào với những lực cản này? Phương diện cải cách nhân sự cũng không thể bỏ qua vì có lực cản, chỉ cần thích hợp thay đổi sách lược, chọn lựa các biện pháp tích cực khác là được. Phương tử quân trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng thăm dò nói. À, phương diện cải cách kinh tế phải kéo về cải cách trong thể chế, dù hai bên kinh tế và nhân sự khác biệt lớn, thế nhưng tuyệt đại đa số lãnh đạo vẫn khá tán thưởng thành công của cậu ở Nam Giang. Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó, vài ngày trước tôi bàn công tác với thủ trưởng, anh ấy nói cậu đang làm công tác cải cách nhân sự ở Nam Giang, nói cậu là một con cua ăn khá ngon. Lời tán thưởng của thủ trưởng căn bản là cực kỳ quan trọng với Vương Tử Quân, điều này cũng liên quan đến vị trí của hắn ở Nam Giang. Nếu như lời tán thưởng này truyền vào trong tai vài người, tất nhiên sẽ đưa đến giúp đỡ to lớn với công tác của hắn. Hai bên trò chuyện với nhau. Thời gian trôi qua khá nhanh, bàn cờ đã đi được hơn phân nửa. Lâm Trạch Viễn ăn một quân xe của Vương Tử Quân, sau đó cười nói, "Những năm này cậu công tác ở Nam Giang nên chú ý đến cải cách nhân sự và kinh tế, cần cho ra thành tích, tổng kết kinh nghiệm, làm tốt nhiệm vụ thí điểm, yêu cầu không chỉ là thành công mà cũng không cho phép thất bại." Vương Tử Quân nghe lời nói của Lâm Trạch Viễn, hắn cảm thấy áp lực lớn trên vai mình. Tuy Lâm Trạch Viễn nói chuyện rất vui vẻ, thế nhưng thực tế không khác nào ném trọng trách lên vai mình. Trước kia vương tử quân làm cải cách nhân sự chủ yếu là xử lý chút việc, thế nhưng bây giờ lãnh đạo lại yêu cầu mình làm thí điểm, điều này ép hắn phải ra tay mạnh hơn, phải vượt qua trông gai, dũng cảm tiến lên, tạo ra một con đường mới. Biết đâu có đôi khi những thứ khó khăn còn đang nằm sâu ở bên trong. Lâm Trạch Viễn vừa thu dọn những quân cờ đã ăn được vừa quan sát phản ứng của Vương Tử Quân. Lão là người có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, căn bản nhìn sự việc còn rõ ràng hơn cả Vương Tử Quân, tất nhiên hiểu rõ lợi hại trong việc cải cách. Rất nhiều thứ cũng không phải anh có địa vị phù hợp thì có thể thuận lợi hoàn thành, một số việc anh còn bị trói buộc rất nặng nề. Vương Tử Quân mặc dù là thường ủy tỉnh ủy Nam Giang, thế nhưng phương diện cải cách thể chế luôn là một bước cực kỳ khó khăn, nếu muốn cho ra thành thích thì căn bản là không dễ dàng gì. Nhưng vì sự việc không dễ dàng mới có thể biểu hiện trình độ, Lâm Trạch Viễn là một lãnh đạo, lão cũng biết ý nghĩ của những người ngang mình. Nhân tài là khó có được, nhân tài vĩ đại càng khó tìm, muốn tuyển ra một nhân tài vĩ đại từ biển người minh môn, căn bản cần phải cho đối phương nhiều cơ hội khảo nghiệm. Lâm Trạch Viễn cũng có kinh nghiệm như vậy, vị trí của lão bây giờ cũng không dễ dàng gì, lão cũng phải có thành tích vĩ đại, cũng phải trải qua nhiều khảo nghiệm mới có được sau khi đánh cờ với lâm trạch viễn vương tử quân chủ yếu bỏ thời gian chơi đùa với tái tái tiếng cười vui sướng của tái tái liên tục vang lên giữa trưa lâm trạch viễn ra khỏi nhà một chuyến nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng quay về dùng cơm trưa với cả nhà mặc dù có chút không muốn nhưng vương tử quân vẫn phải rời khỏi lâm gia lâm dĩnh nhi tiến hắn đến cửa sau đó nói bí thư vương sau này hoan nghênh ngài đến với lâm gia vương tử quân nở nụ cười hắn nghiêm trang cầm tay Lâm Dĩnh Nhi rồi khẽ nói anh sẽ đến, nhưng không phải là vì bí thư Lâm. Sáng sớm mùng 7 thành phố Đông Hồng vẫn tràn đầy không khí vui vẻ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo giống như nói cho tất cả mọi người biết dù đã đến thời gian làm việc thế nhưng không khí đầu năm vẫn chưa tan hết. Sáng sớm mùng 6 vương tử quân một mình quay về Nam Giang, Mạc Lão Gia Tử vẫn còn rất khỏe nhưng Mạc Tiểu Bắc vẫn quyết định ở lại thủ đô thêm vài ngày, căn bản ở cùng ông cụ cho vui trưởng phòng vương chúc mừng năm mới khi đi vào trong văn phòng của phòng tổ chức tất cả nhân viên công tác thấy vương tử quân đều cung kính chào mừng chúc phúc vương tử quân cũng nở nụ cười với mọi người xem như chúc mừng năm mới vui vẻ hạnh phúc mặc dù đã chính thức đi làm thế nhưng lúc này trạng thái công tác còn kém mọi người còn có chút không yên lòng tâm tư còn đắm chìm trong lễ tết vương tử quân mở một hội nghị đơn giản sau đó quay về phòng làm việc của mình vì mới bắt đầu công tác nên căn bản không có bao nhiêu việc cần báo cáo sau khi xử lý qua loa vài việc hắn đặt tâm tư lên phương diện cải cách thể chế theo lời lâm trạch viễn nếu tuyến trên đã xem nam giang là một nơi thí điểm cải cách nhân sự như vậy vương tử quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy hắn cần phải cho ra một vài hành động thực tế mặc dù người phụ trách chủ yếu ở nam giang là diệp thừa dân và trừ vận phong thế nhưng hắn là một trưởng phòng tổ chức thì vẫn phải bụng làm dạ chịu khi còn ở thủ đô thì vương tử quân đến nhà lâm trạch viễn vài lần tất nhiên báo cáo công tác chỉ là tiện thể mà thôi ngoài việc bàn công tác với lâm trạch viễn hắn chủ yếu chơi đùa với tái tái bây giờ quan hệ giữa hắn với tái tái đã tăng tiến khá mạnh mỗi lần vương tử quân rời khỏi nhà lâm trạch viễn thì tái tái đều khóc ròng điều này làm cho hắn cảm thấy rất đau xót hắn thầm cho ra quyết định nhất định phải làm cho cô bé có được tình thương của cha làm cho con mình vui vẻ sung sướng cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên du giang vĩ đi vào lúc này du giang vĩ mặc tây phục thẳng thớm càng tăng thêm vài phần giỏi giang hắn tiến lên đưa văn kiện cho vương tử quân sau đó châm trà vương tử quân căn bản khá hài lòng với du giang vĩ hắn nói vài chuyện công tác sau đó cười nói với du giang vĩ tết nhất thế nào rồi mọi thứ đều rất tốt nhưng căn bản là có hơi mệt cậu ăn Tết ở thành phố Đông Hồng sao? Vương tử quân tỏ ý cho Du Giang Vĩ ngồi xuống rồi khẽ hỏi. chương 1303, làm tốt công tác của người đi đầu. Thật ra Du Giang Vĩ cũng không thật sự ăn Tết ở thành phố Đông Hồng, vì mùng một hắn đã về quê. Trước kia hắn và bố mẹ về ăn Tết với ông bà, chỉ là tụ hội với anh em bà con, căn bản cũng không có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng hôm nay thì khác, không những có bà con thân thích chào đón hắn, còn có những người mà hắn căn bản không tưởng được cũng tham gia vào đội ngũ này. Chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, lãnh đạo quê nhà, còn có những người bạn học mà nhiều năm rồi chưa liên hệ, sau khi biết được tin tức hắn về quê, tất cả chạy đến như ông vỡ tổ, căn bản chen chúc chạy đến căn nhà mà nhiều năm rồi chưa tu sửa của ông bà hắn. Khi người ta công thành danh toại về nhà thì căn bản giống như cẩm ghi dạ hành, có nhiều người đến thăm con thì bố mẹ cảm thấy rất vinh cưng, nhưng Du Giang Vĩ lại cảm thấy có hơi mệt. Nhưng dù mệt mỏi thì Du Giang Vĩ cũng không dám nói gì, dù sao hắn cũng không thể nào cắt đứt liên lạc với nơi này được. Hắn phải đối phó thật tốt với những người này, nếu hắn có biểu hiện gì khác, chỉ sợ người ta sẽ nói hắn thành danh đắc thế, căn bản sẽ rất phiền. Lúc này Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, hắn cũng rất quan tâm đến thanh danh của mình, đặc biệt là không được hàm hồ trước những người ở quê nhà. Vì vậy hắn căn bản khá mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lấp lánh tự hát hào của bố mẹ, hắn cảm thấy như vậy rất đáng. Du Giang Vĩ cũng không giấu giếm đối với Vương Tử Quân, hắn căn bản nói ra những gì mình đã gặp phải khi về quê. Vương Tử Quân căn bản cũng không bất ngờ với những gì mà Du Giang Vĩ gặp phải, nếu như Du Giang Vĩ về quê và bị lạnh nhạt, như vậy đó mới là chuyện mà một trưởng phòng tổ chức như hắn phải chú ý. Khi Vương Tử Quân đang trò chuyện cùng Du Giang Vĩ, điện thoại trên bàn làm việc của hắn chợt vang lên. Vương tử quân cầm lấy điện thoại, đầu đây bên kia vang lên giọng nói của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành, trưởng phòng Vương, chúc mừng năm mới. Vương tử quân có quan hệ không tệ với Đào Nhất Hành, lúc này nghe thấy đối phương chúc mừng thì cũng mỉm cười nói, chúc thư ký trưởng Đào có một năm mới vui vẻ hạnh phúc, lúc này lãnh đạo ngài gọi điện thoại cho tôi, không hiểu có gì cần dặn dò không. Ha ha ha, trưởng phòng Vương, những lời này của ngài làm tôi hổ thẹn phải là lãnh đạo ngài cho ra chỉ thị mới đúng tôi cũng không dám phạm thượng không dám cho ra chỉ thị gì với anh đào nhất hành rất khách khí với vương tử quân hắn nói rồi cười tiếp tục lên tiếng tôi vừa từ trong phòng của bí thư diệp đi ra anh ấy nói tôi nhắn ngài đi đến một chuyến vương tử quân nghe nói diệp thừa dân mời mình sang thế là nhanh chóng không dám chỉ hoãn nói hai câu thì rời khỏi phòng có nhiều người đi tới đi lui trong khu văn phòng tỉnh ủy, những âm thanh chúc mừng càng liên tiếp vang lên. Nhưng khi vương tử quân xuất hiện ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, những người mở miệng chúc mừng căn bản có cấp bậc khá tương đồng, những người khác cảm thấy cấp bậc không đủ thì căn bản chỉ có thể thành thật đứng một bên mà thôi. Sau khi đi đến bên ngoài phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này thư ký Khuất Trấn Hưng đã chờ sẵn. Sau khi vương tử quân mở miệng thăm hỏi các cụ nhà Khuất Trấn Hưng có khỏe không, Khuất Trấn Hưng gõ cửa phòng làm việc của Diệp Thừa Dân cho Vương Tử Quân. Lúc này Diệp Thừa Dân cũng không có ở trong phòng, lão đang ngồi trong phòng xếp, khi Vương Tử Quân đi vào thì Diệp Thừa Dân đang đọc sách. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Diệp Thừa Dân đặt sách trong tay xuống bàn, lúc này mới cười nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, Tết nhất thế nào rồi? Vương Tử Quân căn bản tràn đầy tôn trọng với vị bí thư hơn mình 20 tuổi này, hắn cười nói, bí thư, tôi về nhà cảm thấy rất thoải mái, ngài thế nào rồi? Con cháu đều về nhà vui vẻ đoàn viên cả chứ. Ha ha, rất tốt, đều đã về, đám tiểu tử kia tuy có hơi ẩm ý thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất vui. Diệp thừa dân nói rồi lại cười, nhưng vui vẻ nhất chính là Tết năm nay Nam Giang khá hài hòa ổn định, căn bản không xuất hiện sự cố nào ngoài ý muốn. Vương tử quân hiểu sự cố ngoài ý muốn trong lời nói của Diệp thừa dân là gì, hắn cười cười nói, không có gì ngoài ý muốn thì quá tốt. Diệp thừa dân nói vài chuyện năm mới, sau khi khuất chấn hưng lui ra thì mới mở miệng nói, vài ngày trước tôi đi gặp lãnh đạo, khi đó lãnh đạo rất thỏa mãn với công tác của chúng ta ở Nam Giang. Vương tử quân nghe Diệp Thừa Dân nói như vậy thì vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, Diệp Thừa Dân căn bản không cần phải khoe khoang chuyện gặp lãnh đạo thượng cấp, có lẽ có chuyện gì đó muốn nói với mình. Thủ trưởng căn bản cho ra nhiều khẳng định với các công tác của Nam Giang, đánh giá như vậy căn bản là rất khó có được. Đặc biệt là phương diện cải cách nhân sự của chúng ta, không những đưa ra lời khẳng định với cố gắng của chúng ta, còn đặt ra kỳ vọng rất lớn. Diệp thừa dân nói đến đây thì nâng ly trà lên uống một ngụm rồi tiếp tục nói, lúc này tình hình cải cách kinh tế đang được tiến hành hừng hực khí thế, phương diện cải cách nhân sự cũng cực kỳ cấp bách. Lúc này thủ trưởng giao nhiệm vụ cho chúng ta ở Nam Giang đó là lời ủng hộ mạnh mẽ, đồng thời cũng là áp lực rất sâu. Vương Tử Quân biết rõ Diệp Thừa Dân căn bản không giả miệng nói láo, sự việc này có liên quan rất lớn, Diệp Thừa Dân căn bản không thể không có áp lực. Hắn suy xét một lúc rồi nói, Bí Thư Diệp, phương diện cải cách nhân sự là xu thế cần phải làm, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ không những phải có tinh thần tiếp nhận gánh nặng, đồng thời còn phải có tác phong không kiêu không ngạo. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Diệp, Chúng ta nhất định sẽ có thể đưa Nam Giang Tiến lên một con đường phát triển mới. Ha ha ha, Trưởng phòng Tử Quân, cậu cũng không nên cứng với tôi, thủ trưởng coi trọng Nam Giang như vậy ngoài cơ sở địa phương, quan trọng chính là công tác chọn lựa cán bộ công khai của chúng ta vào năm ngoái. Cậu có thể làm sinh động công tác chọn lựa cán bộ, lần này cậu là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, cậu phải đảm đương vai trò nhân vật chính trong cải cách nhân sự. Diệp Thừa Dân nói cũng không phải là há miệng phát ra những lời lung tung, phương tử quân căn bản đã làm cho nhiều lãnh đạo trung ương coi trọng vì công tác chọn lựa cán bộ công khai năm qua. Tết năm nay Diệp Thừa Dân đến thăm hỏi vài vị lãnh đạo, hầu như có 2 phần 3 số người nhắc đến sự kiện chọn lựa cán bộ công khai của tỉnh Nam Giang, đồng thời cho ra thái độ khẳng định với kết quả mà Nam Giang đạt được. Cũng vì nguyên nhân này mà ngày đầu tiên đi làm thì bí thư Diệp Thừa Dân đã gọi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình, căn bản là muốn thương lượng với Vương Tử Quân về điều này. Vương Tử Quân thấy Diệp Thừa Dân nói bằng lời khẩn thiết, hắn cũng không che giấu mà nói ra vài ý nghĩ của mình ở phương diện cải cách nhân sự, nói rất rõ ràng. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy Nam Giang, ánh mắt sâu sắc hơn người thường, trong lúc trao đổi thì Vương Tử Quân căn bản có nhiều phương diện không mưu mà hợp với bí thư Diệp. Khi hai người đang nói chuyện rất hợp nhau, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Diệp thừa dân nhíu mày, khi Vương Tử Quân đi vào thì lão đã nói rõ với Khuất Trấn Hưng, nếu như không có việc gì khẩn cấp thì căn bản đừng quấy rầy mình. Khuất Trấn Hưng căn bản là người luôn làm cho Diệp thừa dân hài lòng, bây giờ Khuất Trấn Hưng đi vào gõ cửa, tuyệt đối là có chuyện khẩn cấp gì đó phát sinh. Tất nhiên bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng không tình nguyện tiếp nhận những việc khẩn cấp sau khi Diệp Thừa Dân nói một câu mời vào, Khuất Trấn Hưng nhanh chóng đi đến. Đầu tiên hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó mới trầm giọng nói, Bí Thư Diệp vừa mới nhận được tin tức khi Chủ tịch trử đi khảo sát công tác đầu năm đã bị nhóm đại biểu cho nhân viên công chức của công ty xe hơi đông hồng ngăn cản, nói là muốn phản ánh vấn đề, không giải quyết thì không cho đi. Trường 1304 một người có lúc nghịch thiên, trời không tuyệt đường người. Công ty xe hơi Đông Hồng chính là một chuyện mà Vương Tử Quân cực kỳ quan tâm, bây giờ các công nhân viên của công ty xe hơi Đông Hồng phản ánh sự việc lên với trữ vận phong, điều này không thể không làm cho ban ngành Nam Giang coi trọng. Công ty xe hơi Đông Hồng là xí nghiệp sản xuất xe hơi lớn nhất Nam Giang, lợi nhuận căn bản luôn ở trong vị trí top 10, lại càng được chú ý. Hơn nữa Vương Tử Quân trước đó đã từng dùng giọng điệu anh minh để ủng hộ Lưu Thành Lâm tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng thái độ rất kiên quyết, căn bản là mãnh liệt, hầu như làm cho cả quan trường Nam Giang phải nghẹn họng đứng nhìn. Lúc này xảy ra chuyện, không thể không trở thành tiêu điểm để người ta chú ý. Vẻ mặt Diệp thừa dân chợt trở nên ngưng trọng, lão trầm giọng hỏi, những người kia phản ánh vấn đề gì với chủ tịch trừ? Chủ. chủ yếu là phản ánh Lưu Thành Lâm căn bản không có kinh nghiệm, mò mẫm chỉ huy, công ty xe hơi đông hồng căn bản không thể nào có khả năng khởi tử hồi sinh trong tay người này công nhân yêu cầu lãnh đạo suy xét tình huống cụ thể của công ty, phái đến một vị lãnh đạo có kinh nghiệm, đừng để cho công ty rơi vào trong tay những người non kém để rồi mãi đi xuống. Khuất Trấn Hưng dùng ánh mắt chú ý nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Công nhân viên trước công ty xe hơi đông hồng phản đối Lưu Thành Lâm, hơn nữa những lời phản ánh khá sắc nhọn, đây là thứ mà Diệp Thừa Dân căn bản không nghĩ đến. Tuy công ty xe hơi đông hồng rất quan trọng đối với lão, thế nhưng nếu so ra thì công ty này căn bản không bằng một vương tử quân vừa rồi diệp thừa dân còn nghĩ muốn giao trọng trách cải cách nhân sự cho vương tử quân thế nhưng bây giờ vương tử quân còn chưa ra khỏi cửa thì sinh chuyện nắm bắt lưu thành lâm căn bản không phải là việc gì khó thế nhưng kết quả của nó lại động đến quyền uy mà vương tử quân dựng lên bấy lâu nay ở nam giang diệp thừa dân chợt nhíu mày lão không nói gì sau khi phất tay áo với khuất chấn hưng tỏ ý cho đối phương lui ra, lão mới khẽ nói với Vương Tử Quân, Lưu Thành Lâm rốt cuộc có năng lực lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng đi lên hay không. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm dây lát rồi dùng giọng kiên định nói, Lưu Thành Lâm không những là chuyên gia sản xuất xe hơi, hơn nữa còn có ý nghĩ độc đáo ở phương diện kinh doanh. Tôi cảm thấy anh ấy hoàn toàn có năng lực dẫn đầu công ty xe hơi Đông Hồng đi về phía trước, chỉ là đây là một hành trình tiến lên từng bước, cần phải có thời gian. Diệp thừa dân khẽ gật đầu, lão không nói thêm điều gì, thế nhưng biểu hiện này cũng không phải là cực kỳ tán thành lời nói của Vương Tử Quân. Vì sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng thế nên câu chuyện cải cách nhân sự với Diệp thừa dân của Vương Tử Quân bị cắt đứt. Hai người căn bản không còn tâm tư trò chuyện về điều này, sau khi đơn giản nói vài câu thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diệp thừa dân. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình. Du Giang Vĩ nhanh chóng đưa lên một tư liệu mới. Những cựu chiến binh của công ty xe hơi Đông Hồng phản ánh 13 vấn đề của Lưu Thành Lâm với chữ vận phong, trong đó quan trọng nhất có 3 vấn đề sau. Một là dưới sự lãnh đạo của Lưu Thành Lâm thì công ty xe hơi Đông Hồng vài tháng qua liên tục mất mặt trên thị trường. Hai là phương diện kinh doanh, tác phong của Lưu Thành Lâm quá cứng, căn bản là chuyên quyền độc đoán, không quan tâm hình thức thị trường, mù quáng thay đổi phương hướng doanh nghiệp, nếu như đi theo kế hoạch của Lưu Thành Lâm, chỉ sợ công ty xe hơi Đông Hồng sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khốn khổ, ba là Lưu Thành Lâm căn bản dùng người không khách quan. Những vấn đề này căn bản chỉ là nhỏ nhặt, thế nhưng nhìn vào định mức kinh tế của công ty xe hơi Đông Hồng, căn cứ vào lợi nhuận thu được, căn bản chứng minh một điều, Lưu Thành Lâm không phải là lãnh đạo hợp cách của công ty xe hơi Đông Hồng. Ngoài những tài liệu này thì Du Giang Vĩ còn đưa đến một tin tức, đó là thông qua phản ánh của các cựu chiến binh công ty xe hơi Đông Hồng, Chủ tịch Trừ đã cho ra chỉ thị căn bản là tỉnh ủy sắp tiến hành điều u tra về phương diện kinh doanh của công ty xe hơi Đông Hồng. Nếu như thật sự là như vậy, sẽ xem xét người dẫn đầu công ty. Điều tra Vương Tử Quân nghe Trử Vận Phong tỏ thái độ mà không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không lo lắng năng lực của Lưu Thành Lâm, thế nhưng hắn sợ có người dở trò. Trử Vận Phong là người mà hắn tin tưởng thế nhưng trong Nam Giang căn bản có rất nhiều người đang đứng nhìn hắn ngã ngựa. Nếu như trừ vận phong dựa theo kết quả điều tra để hủy bỏ quyết định bổ nhiệm của Lưu Thành Lâm, như vậy chính mình nên xử lý vụ này thế nào? Vương tử quân thầm nghĩ đến nhiều phương diện, thế là càng cảm thấy sự việc khó giải quyết. Vương tử quân cầm điện thoại định gọi cho Lưu Thành Lâm, thế nhưng cuối cùng hắn lại đặt điện thoại xuống. Lúc này mình gọi điện thoại cho Lưu Thành Lâm có phải là quá vội vàng rồi không? nếu mình tạo áp lực cho Lưu Thành Lâm, căn bản không bằng yên lặng chờ theo dõi kỳ biến. khi Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống được một phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó nhận điện thoại. người gọi điện thoại đến là Sa Tiểu Cường, người này là thư ký cho Chủ tịch Trử Vận Phong, hắn căn bản rất cung kính với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, Chủ tịch Chử nói tôi hỏi xem ngài có rảnh không, nếu có thời gian thì đến phòng làm việc của Chủ tịch một chuyến. Vương tử quân biết rõ lúc này chủ tịch chử muốn gọi mình đến làm gì, hắn cười rồi đồng ý. Vương tử quân đi vào trong phòng làm việc của chử vận phong, hắn nhìn qua bộ dạng của chủ tịch tỉnh là biết ngay mới đi từ bên ngoài về. Sau khi vương tử quân đi vào thì chử vận phong cũng không khách sáo, lão đi thẳng vào vấn đề, trưởng phòng tử quân, hôm nay tôi đến nghiên cứu khảo sát công ty xe hơi đông hồng, có một số đồng chí cựu chiến binh của công ty tiến lên phản ánh vấn đề của Lưu Thành Lâm. Bọn họ đã cho ra nghi vấn về việc Lưu Thành Lâm có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng vượt qua hoàn cảnh khó khăn hay không, tôi thiếu chút nữa thì bị bọn họ giữ lại không đi được. Trử Vận Phong nói rồi lấy ra một phần tư liệu khá dày đưa đến trước mặt Vương Tử Quân, lại nói: "Công ty xe hơi Đông Hồng là doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh, nó liên quan đến cuộc sống của hơn chục ngàn công nhân, tôi cảm thấy sự việc này nên cho tổ điều tra chuyên nghiệp đi xem xét để làm tốt công tác cho ra kế sách phù hợp." Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu mà Trử Vận Phong đưa đến, nó không có gì khác với tư liệu mà Du Giang Vĩ đưa đến vừa rồi. Hắn vừa lật qua lật lại tư liệu xem xét, thế nhưng trong lòng hiểu Du Giang Vĩ trưng cầu ý kiến của mình, thật ra chỉ là tỏ tá y độ tôn trọng. Dựa theo vị trí của Chử Vận Phong, căn bản có thể tự mình cô ra quyết định. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát, sau đó hắn khẽ nói, Chủ tịch Chử, có vài vấn đề cần phải điều tra, chỉ khi điều tra rõ ràng với có thể xóa bỏ đi những di chứng nghi kỵ trong doanh nghiệp, tôi hoàn toàn đồng ý với phương diện điều tra. chương 13042, Người có lúc nghịch thiên, trời không tuyệt đường người. Chữ vận phong khẽ gật đầu, tuy lão đã có quyết tâm thế nhưng cũng không muốn vì việc này mà làm căng cứng với vương tử quân. Lúc này vương tử quân sảng khoái đồng ý tiến hành điều tra, lão không khỏi sinh ra cảm giác thở dài một hơi. Chử Vận Phong nhìn gương mặt với nụ cười không thay đổi của Vương Tử Quân, Chử Vận Phong trầm giọng nói, lần này tôi cảm thấy có thể do Ủy ban Nhân dân tỉnh ra mặt, phối hợp với Ủy ban Cải cách, Ủy ban Kiểm tra và một vài giáo sư trong ngành sản xuất xe hơi đến tập trung hoàn thành công việc, phòng tổ chức của các anh cũng phải tham gia. Vương Tử Quân căn bản đồng ý với ý kiến của Chử Vận Phong, hai người nói thêm vài vấn đề khác, sau đó Vương Tử Quân rời khỏi phòng của Chử Vận Phong. Mặc dù vương tử quân căn bản là khá coi trọng phương án đẩy mạnh phát triển tiêu thụ xe gia đình giá rẻ của Lưu Thành Lâm, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không yên về việc điều tra lần này. Tuy có sự tham gia của phòng tổ chức, thế nhưng người chịu trách nhiệm chủ yếu vẫn là phía ủy ban nhân dân tỉnh. Vương tử quân căn bản khá tin phục trừ vận phong, thế nhưng cũng không phải mỗi người đều được công tâm như trừ vận phong, có rất nhiều người có ý nghĩ của mình ở phương diện tương lai thị trường và tương lai của công ty xe hơi đông hồng. Rất nhiều lời giải thích và dự đoán căn bản là ba hoa trích chòe, làm cho người ta cảm thấy đúng đắn, thế nhưng nếu không có thời gian kiểm nghiệm thì căn bản sẽ là chân lý. Nhưng quan trọng là mình có thể đợi kiểm tra nghiêm túc sao? Lưu Thành Lâm còn có kinh nghiệm ứng phó và chịu đựng hay không? Lúc này công ty xe hơi đông hồng căn bản phải trả giá rất lớn vì những suy luận đánh giá của giám người chung quanh, một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, làm cho tâm tình của hắn có chút đè nén. Vương Tử Quân quay về phòng và cảm thấy tâm tư đè nén tăng thêm vài phần, hắn biết rõ chính mình sở dĩ lo lắng cũng là vì không yên tâm về tổ điều tra lần này. Đây cũng chính là điểm yếu của hắn ở Nam Giang, căn cơ không đủ. Tuy lúc này hắn giống như phát triển mạnh mẽ, Thế nhưng thời gian đến Nam Giang còn khá ngắn, hắn có thể phát triển ở phòng tổ chức tỉnh ủy thì xem như thành tích khá tốt, nhưng các phương diện khác thì căn bản không có quan hệ rộng. Đặc biệt là những người chuyên gia có ảnh hưởng đến quyết định của lãnh đạo tỉnh, mình và bọn họ căn bản không có kết giao gì. Những người này căn bản chỉ mạnh hơn người ta ở phương diện học thuật, thế nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là người. Là người cũng sẽ có lúc trái lúc phải điều này vương tử quân căn bản là tin tưởng không chút nghi ngờ sự việc lần này chủ yếu chĩa vào người hắn nhưng hắn không lo lắng cho mình chủ yếu là lo lắng cho công ty xe hơi đông hồng và lưu thành lâm vương tử quân suy tư giây lát rồi cầm điện thoại lên hắn gọi điện thoại cho lưu thành lâm thế nhưng điện thoại không được nối thông điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái sau khi gọi thêm một lần nữa mà không ai nghe máy hắn gọi điện thoại cho hùng nhiêu đống Lúc này thì điện thoại nối thông, căn cứ vào lời nói của Hùng Nhiêu Đống, Vương Tử Quân cảm thấy Hùng Nhiêu Đống đã biết chuyện kia. Nhưng hắn không có tâm tư nói với Hùng Nhiêu Đống về chuyện này, hắn chỉ để Hùng Nhiêu Đống thông báo cho Lưu Thành Lâm gọi điện thoại cho mình. 5 phút sau Lưu Thành Lâm gọi điện thoại đến, lúc này Lưu Thành Lâm ở bên kia đã tràn đầy hưng phấn, trưởng phòng Vương, tôi đã quên mang điện thoại, mong ngài tha thứ. Vương Tử Quân vừa mới chuẩn bị lên tiếng, Chợt nghe Lưu Thành Lâm ở bên kia dùng giọng hưng phấn nói: "Trưởng phòng Vương, xe mới đã được sản xuất ra, ngài có thời gian hay không, tôi muốn đến xin chỉ đạo của ngài." "Xe đã được sản xuất ra rồi." Vương Tử Quân chợt sững sốt, hắn dù thế nào cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Dù sao thì trong ký ức của Vương Tử Quân, cho dù chuẩn bị đầy đủ cũng phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể xong. Vì sao lại sản xuất nhanh như vậy được? Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng hỏi. Chúng tôi tăng ca vào dịp Tết. Lưu Thành Lâm bên kia dùng giọng như tùy ý nói một câu, sau đó lại hưng phấn nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, chúng tôi đã làm các kiểm nghiệm với dòng xe mới, tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Vương Tử Quân tuy cảm thấy lúc này mình đi gặp Lưu Thành Lâm là không phù hợp, thế nhưng hắn cũng không nhịn được tâm lý muốn được nhìn chiếc xe kia, thế là đưa theo Du Giang Vĩ đi đến công ty xe hơi Đông Hồng. Lúc này trong bãi thí nghiệm xe của công ty xe hơi Đông Hồng, một chiếc xe màu xanh đang vững vàng đứng ở giữa. Lưu Thành Lâm và không ít công nhân viên trước của công ty đang vây quanh chiếc xe, gương mặt ai cũng cực kỳ vui mừng. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Lưu Thành Lâm nhanh chóng tiến lên đón chào, hắn chỉ vào chiếc xe rồi nói với Vương Tử Quân, "Trưởng phòng Vương, ngài có muốn thử một chút không? Tôi vừa chạy xe này một vòng, căn bản là rất tốt." Dù Giang Vĩ nhìn chiếc xe đẹp đẽ và nhỏ gọn, thế là cũng thầm thích thú. Nhưng hắn lại không vui với lời đề nghị của Lưu Thành Lâm, trưởng phòng Vương là ai? Sao có thể tùy tiện là người thử xe cho anh? Không ngờ Vương Tử Quân căn bản không nói hai lời, hắn nhận chìa khóa từ tay Lưu Thành Lâm, sau đó ngồi vào trong xe. Tiếp trước Vương Tử Quân từng chạy một chiếc xe gia đình nhỏ gọn, thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy chiếc xe này có vẻ thoải mái hơn sau khi chạy một vòng quanh sân, hắn cảm thấy chiếc xe này là không tệ. Trưởng phòng vương, chúng tôi chuẩn bị dùng tiến độ nhanh nhất để đưa xe này ra thị trường, nếu như kịp thời gian thì có lẽ là tháng tư sẽ có hàng đưa ra. Lưu Thành Lâm đưa vương tử quân vào trong phòng họp, sau đó hắn nói ra kế hoạch của mình. Vương tử quân vốn đang không vui vì chuyện tổ điều tra, nhưng lúc này tâm tình là khá tốt. Lưu Thành Lâm quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hắn, chỉ sau thời gian ngắn thì đã sản xuất xe ra lòi thành lâm anh chuẩn bị mở rộng thị trường thế nào lưu thành lâm căn bản có chuẩn bị sẵn thế nên tiến hành báo cáo với vương tử quân vương tử quân nhìn gương mặt tràn đầy hưng phấn của lưu thành lâm tuy hắn cảm thấy kế hoạch của đối phương cũng là khá tốt thế nhưng chưa hoàn mỹ giống như căn bản không có được tư tưởng vẽ mắt cho rồng dựa theo kế hoạch của lưu thành lâm một khi xe được đưa ra thị trường thì nhất định mang đến tiếng vang lớn nhưng vương tử quân cảm thấy như vậy là quá chậm hắn trầm ngâm giây lát sau đó chợt nghĩ đến sự kiện triển lãm xe hơi ma đô theo lời lưu thành lâm hắn cười nói với lưu thành lâm triển lãm xe hơi ma đô là cơ hội tốt anh nên suy xét một chút xem có nên cho ra chút công phu ở phương diện này hay không lưu thành lâm nghe vương tử quân nói đến triển lãm xe hơi ma đô hắn dùng giọng có chút lo lắng nói Triển lãm xe Ma Đô thường chỉ chú ý đến các dòng xe sang, đưa chiếc xe này đến thì giống như có chút lỗi thời. Triển lãm xe hơi Ma Đô thu hút các công ty có danh tiếng trên thế giới và trong nước, công ty xe hơi Đông Hồng cũng không có danh tiếng quá lớn, thế nên căn bản không có xe tốt, nếu muốn hấp dẫn ánh mắt người tiêu thụ thì cũng không dễ dàng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt khó xử của Lưu Thành Lâm, hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, ngay sau đã có chủ ý của mình. Hắn cười an ủi, tôi sẽ cho người giúp anh thu hút ánh mắt người tiêu thụ, thế nhưng có thể nổi tiếng sau triển lãm xe hơi này hay không, tất cả phải xem anh định vị chiếc xe này như thế nào. Chương 1305, một ăn không biết ngon, đêm không ngủ. Lưu Thành Lâm tiến chân Vương Tử Quân, hắn có tâm tình không tệ, nhưng khi quay lại phòng làm việc thấy hai chữ Vương Tử Quân lưu lại, hắn không khỏi vò đầu bứt tai. Lúc này hắn hận mình vừa rồi có chút lắm mồm. Người không nên đắc ý nhất thời, nếu như quá đắc ý thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Lời này căn bản không sai, Lưu Thành Lâm thầm nghĩ biết đâu chiếc xe mới này sẽ không được người ta ưa chuộng, thế nên điều này làm hắn cảm thấy rất đau đầu. Bí thư Hùng, ngài có cảm thấy vừa rồi tôi nói nhiều quá không? Khi thấy Hùng Nhiêu đống từ bên ngoài đi vào thì Lưu Thành Lâm cầm tờ giấy dơ lên rồi nói bằng giọng có chút xấu hổ. Hùng Nghiêu Đống căn bản là người có kinh nghiệm mạnh mẽ hơn Lưu Thành Lâm ở phương diện đối nhân xử thế, lão nhìn tờ giấy trong tay của Lưu Thành Lâm, thế là cười nói, "Thành Lâm, cậu làm rất tốt, lúc này cần nên nhanh chóng đưa công ty xe hơi Đông Hồng phát triển, nhưng sự giúp đỡ của trưởng phòng Vương căn bản là không thể thiếu đi được." Lúc này việc cấp bách của cậu chính là chứng thực đúng chỗ chỉ thị của trưởng phòng Vương. Lưu Thành Lâm nghe xong lời nói của Hùng Nghiêu Đống, Rõ ràng là mình nên sắp xếp theo ý nghĩ của trưởng phòng vương Lưu Thành Lâm vốn có nhiều suy nghĩ Hắn căn bản nát óc vì cái tên xe Thế nhưng nghĩ vài cái tên mà hắn cực kỳ đắc ý Căn bản chúng cứ như nhau làm cho hắn cảm thấy khó quyết định Lúc này hắn phải đặt tên xe theo ý nghĩ của trưởng phòng vương Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối Có thể thay đổi hay không? Hai chữ này quá Hùng Nhiêu Đống không chờ Lưu Thành Lâm nói cho hết lời Lão đã dùng giọng không khách khí cắt ngang lời, tuy trưởng phòng Vương là người rộng rãi khoáng đạt, chuyện nhỏ thế này sẽ không quan tâm, thế nhưng chúng ta cũng không vì trưởng phòng Vương không quan tâm mà căn bản ngoảnh mặt làm ngơ với chỉ thị của anh ấy. Hơn nữa tôi cảm thấy cái tên mà trưởng phòng Vương đặt ra căn bản là rất hay, nhỏ nhanh, căn bản có thể biểu hiện tất cả tính năng ưu việt của chiếc xe, cực kỳ hình tượng. Chức vụ của Hùng Nhiêu đống không bằng Lưu Thành Lâm thế nhưng lưu thành lâm căn bản luôn nghe lời chỉ bảo của hùng nhiêu đống hơn nữa chuyện này có liên quan đến cả trưởng phòng vương thế nên hắn nghĩ đến những cái tên làm mình khó quyết định sau đó thở dài hắn đặt tờ giấy lên bàn hai chữ trên giấy giống như đang mỉm cười với hắn tùng thử con sóc vì sao lại là hai chữ này thật không biết trưởng phòng vương suy xét từ góc độ nào lưu thành lâm căn bản thẩm oán ý nghĩ của vương tử quân lại cười nói với hùng nhiêu đống chú hùng cháu chuẩn bị đi đến thăm giám đốc báo cáo cho chú ấy về tin tốt này cháu nghĩ chú ấy sẽ rất vui nhưng ý nghĩ của lưu thành lâm căn bản không nhận được sự cộng minh từ hùng nhiêu đống lúc này hùng nhiêu đống dùng giọng trịnh trọng nói thành lâm cậu đừng quá gấp tôi ít cảm thấy việc cấp bách lúc này là ứng phó với tổ điều tra chú hùng không có vấn đề gì bọn họ không phải hoài nghi năng lực của cháu sao sợ cháu đưa công ty đi xuống vực thẳm sao lúc này xe đã được sản xuất ra chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó để làm lá chắn tốt hơn nữa lần này người đến điều tra phần lớn là chuyên gia kinh tế trong tỉnh bọn họ sẽ hiểu ý nghĩ của cháu lưu thành lâm căn bản không quá quan tâm đến phương diện điều tra hắn cảm thấy mình đã chế tác xe thành công chỉ cần đưa ra thị trường thì tất cả những âm thanh không hài hòa sẽ biến mất hơn nữa đám chuyên gia kia căn bản sẽ không nói lời bịa đặt Hùng Nghiêu Đống nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Lưu Thành Lâm, lão thở dài một hơi, kinh nghiệm sống nhiều năm làm cho lão nhìn vào chuyện gì cũng thấy mặt xấu trước, hơn nữa chuyện này căn bản không phải chỉ liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng. Khi bọn họ đang trò chuyện với nhau, chợt nghe thấy có nhiều tiếng nói trên hành lang. Lưu Thành Lâm nghe thấy âm thanh này mà không khỏi nhíu mày. Tuy lời nói ngoài kia căn bản không quá rõ ràng, thế nhưng hắn biết đó là của phòng giáo dục Tần Dũng Khải sở dĩ có nhiều người đi tố cáo là vì tần dũng khải này dở cho quỷ khi nhóm người tần dũng khải bỏ đi tâm tình của lưu thành lâm nhanh chóng bình thường trở lại hắn cười nói với hùng nhiêu đống chú hùng trời không thể sập được cháu cũng không tin chúng ta vất vả vì công ty cuối cùng lại bị hàm oan hùng nhiêu đống muốn nói điều gì đó thế nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì đã bị nuốt xuống thẩm tiềm thiết là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hắn hơn 40 tuổi, trước khi được đề bạt làm phó thư ký trưởng thì đã từng là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ô Phổ, bây giờ xếp ở vị trí thứ ba trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chủ yếu là làm công tác phục vụ cho Kim Hành Thuấn. Thẩm tiềm thiết là phó thư ký trưởng, chương trình mỗi ngày của hắn căn bản là cực kỳ bận rộn, có đôi khi không có việc gì nhưng phải chạy đi chạy lại suốt đầu mẻ chán. Cũng không phải là vì nguyên nhân gì khác, Chẳng qua công tác trong văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thì căn bản đầu óc không được thanh nhàn. Ví dụ như cả ngày hôm nay hắn không được tập trung, vì vừa rồi Kim Hành Thuấn gọi hắn vào trong phòng làm việc, sau đó giao cho hắn một nhiệm vụ, đó chính là dẫn theo đội ngũ đi đến kiểm tra tình huống của công ty xe hơi Đông Hồng. Thẩm Tiềm Thiết là một người trong thành viên ban ngành văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, hắn căn bản thấy rõ tất cả những gì đang phát sinh hắn cũng biết rõ điểm dừng chân của sự kiện điều tra lần này là gì. Sở dĩ người ta chú ý như vậy cũng không phải là vì công ty xe hơi đông hồng như thế nào, chủ yếu là người đề cử giám đốc công ty, chính là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân căn bản không phải là nhân vật hô phong hoán vũ ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng là người uy danh mạnh mẽ, tuyệt đối khó người vượt qua. Có người nào tình nguyện làm việc suôn sẻ, căn bản nắm chắc thắng lợi trong tay. Tuy một sai lầm nhỏ không làm cho vương tử quân rơi dụng, thế nhưng ít nhất cũng làm cho uy danh của vương tử quân giảm sút khá nặng. Bản thân thẩm tiềm thiết căn bản không muốn dấn thân vào trong vũng nước đục này. Vương tử quân là ai? Đối phương cũng không phải hạng người dễ đối phó, hai bên kết nối quan hệ với nhau rồi bình an vô sự đã là quá tốt rồi, vì gì phải đánh gãy giang hổ, so đo khó chịu với đối phương làm gì? biết đâu chỉ cần mình không cẩn thận thì đánh hổ không được còn bị phản kích trọng thương. Nhưng có một số việc hiểu rõ ràng thế nhưng thẩm tiềm thiết lại làm gì được. Có một số việc mà chính hắn không thể nào tự mình làm chủ được. Trong mắt người ngoài thì thẩm tiềm thiết là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, căn bản là công thành danh toại, cảnh tượng đẹp đẽ, thế nhưng hắn lại cảm thấy mình bị hạn chế ở cực kỳ nhiều phương diện, còn phải tuân thủ nhiều quy tắc nhất định chương 1305, hai ăn không biết ngon, đêm không ngủ. Thẩm tiềm thiết là phó thư ký trưởng phục vụ công tác cho Kim Hành Thuấn, hắn cần phải công tác theo ý kiến của Kim Hành Thuấn. Lúc này thái độ của Kim Hành Thuấn ở sự kiện này căn bản làm hắn bàng hoàng. Kim Hành Thuấn nói rất có nguyên tắc, nhưng những gì ngoài nguyên tắc thì thẩm tiềm thiết căn bản phải thầm hiểu. Thẩm tiềm thiết suy nghĩ nửa ngày, hắn thật sự hiểu ngày hôm nay mình căn bản không còn con đường nào để đi ngoài việc dẫn đội đến điều tra công ty xe hơi đông hồng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, thẩm tiềm thiết cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hắn chợt nở nụ cười, lãnh đạo, nhớ đến thuộc hạ rồi sao? Ngài có gì cứ chỉ thị. Ha ha ha, bản lĩnh tân bốc của anh quá cao rồi, đại thư ký trưởng như anh mà gọi tôi là lãnh đạo sao? Anh không phải muốn giết chết tôi sao? Phó Thư Ký Trưởng Văn Phòng Tỉnh ủy Phòng Quảng Thắng gọi điện thoại đến nói. Hai người là Phó Thư Ký Trưởng Nhưng của hai văn phòng khác nhau trong tỉnh, thế nhưng quan hệ của hai người thẩm tiềm thiết và Phòng Quảng Thắng căn bản là không tồi. Hai người bọn họ căn bản không có cạnh tranh, thế cho nên giảm đi nhiều khúc mắc lợi ích, nhiều khi bọn họ còn giúp đỡ cung cấp tin tức cho nhau, thế nên khi gặp mặt cũng tùy ý hơn. Thẩm tiềm thiết nói đùa hai câu với Phòng Quảng Thắng, chợt nghe thấy phòng quảng thắng bên kia nói biết rõ tối nay anh không có hoạt động xã giao, tôi có một người bạn đến thành phố Đông Hồng, anh đi tiếp khách với tôi nhé. Thẩm tiềm thiết lúc này thật sự không muốn đi ra ngoài xã giao, nhưng phòng quảng thắng rõ ràng đã biết được hành trình hôm nay của hắn, điều này làm hắn khó thể nào trốn tránh, chỉ có thể cười nói, được, tôi nghe theo sắp xếp của lãnh đạo. Thẩm tiềm thiết vừa cúp điện thoại thì truyền vào tiếng gõ cửa, hắn nói một câu mời vào, thấy phó trưởng ban Mã Quảng Thành của ban số 2 văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đi vào. Mã Quảng Thành là một người hơn 30 tuổi, căn bản là đồng hương với thẩm tiềm thiết, thế nên hai bên gần đây khá thân cận. Mã Quảng Thành đưa tài liệu trên tay đặt lên bàn làm việc của thẩm tiềm thiết, sau đó hắn mới khẽ nói, thư ký trưởng, đây là danh sách của tổ điều tra, tôi đã thông báo cho tất cả thành viên, ngày mai bọn họ sẽ tập trung ở phòng họp. Thẩm tiềm thiết cầm danh sách nhìn thoáng qua, trong đó có những vị cấp phó của Ủy ban Cải cách và Ủy ban Kiểm tra, còn có vài người được xưng tụng là chuyên gia kinh tế, căn bản là đội hình xa hoa. Thẩm tiềm thiết nhìn bản danh sách mà không khỏi nghĩ đến tên và ấn tượng với từng người, sau đó mới dặn dò, lần này đi đến nghiên cứu kiểm tra công ty xe hơi Đông Hồng được lãnh đạo tỉnh coi trọng, Quảng Thành, cậu phụ trách hậu cần, nhất định không để chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Mã Quảng Thành cung kính bảo đảm với thẩm tiềm thiết, thư ký trưởng, tôi nhất định sẽ suy xét thấu đáo, căn bản không xảy ra vấn đề. Mặc dù thẩm tiềm thiết khá tin tưởng công tác của Mã Quảng Thành, thế nhưng sau khi cùng Mã Quảng Thành chứng thực vài công tác quan trọng, đảm bảo không có vấn đề, cuối cùng mới cho Mã Quảng Thành rời đi. Mùa đông Nam Giang cũng không quá lạnh thế nhưng trời rất nhanh tối. Thẩm tiềm thiết khóa cửa phòng, sau đó đi về phía phòng làm việc của Kim Hành Thuấn. Tuy Kim Hành Thuấn đã nói hôm nay không có sắp xếp gì, thế nhưng thẩm tiềm thiết là phó thư ký trưởng phục vụ cho chủ tịch Kim Hành Thuấn, hắn cần phải tuân thủ nghiêm tắc thủ tục công tác của mình, xin chỉ thị nhiều hơn, báo cáo nhiều hơn. Cửa phòng làm việc của chủ tịch Kim Hành Thuấn khép kín, lúc này Kim Hành Thuấn đang vui vẻ hoạt động người bên cạnh cửa sổ. Khi thấy thẩm tiềm thiết đi đến thì Kim Hành Thuấn chợt cười nói, này thư ký trưởng, tôi đã nói với anh rồi, hôm nay không có việc gì anh nên về nhà sớm một chút, sao lúc này anh lại đến rồi. Kim Hành Thuấn quan tâm đến mình, điều này làm cho thẩm tiềm thiết cảm thấy rất ấm áp, vì không phải ai cũng có được đãi ngộ như vậy. Thẩm tiềm thiết thầm nghĩ như thế, hắn không khỏi sinh ra cảm giác tràn đầy thành tựu. Thẩm tiềm thiết nhanh chóng đi đến bên cạnh Kim Hành Thuấn, hắn mỉm cười nói, đây là một thói quen đã ăn sâu vào người, hôm nào không đến nghe ngài nói vài câu, căn bản là ăn không biết ngon, không thể ngủ được. Ha ha ha, hay cho tiềm thiết, anh nhàn dỗi chạy đến đây nịnh hót tôi sao? Kim Hành Thuấn vừa cười lớn vừa ngồi xuống ghế salon, những ngày tới anh nên đặt tinh thần vào công tác kiểm tra công ty xe hơi đông hồng. Chỗ này của tôi tuy không thể nào thiếu anh, thế nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Điều quan trọng là chuyện của công ty xe hơi đông hồng, anh nên làm cho tốt, không nên để cho chủ tịch trừ thất vọng. Thẩm tiềm thiết nghe thấy Kim Hành Thuấn nói đến công ty xe hơi đông hồng thì hai mắt khẽ híp lại, Hắn đang định nói vài câu trung tâm thì Kim Hành Thuấn khoát tay áo nói, "Được rồi, tôi phải đi về, anh cũng đừng nên trì hoãn thời gian ở đây, anh nên đi lo việc chính là vừa." Trong mắt Thẩm Tiềm Thiết thì Kim Hành Thuấn cũng không phải là người dễ hầu hạ. Hắn là thư ký trưởng phục vụ cho chủ tịch Kim Hành Thuấn, mỗi ngày đều phải đến phòng làm việc của lãnh đạo vào đúng giờ, căn bản là thái độ của lãnh đạo Thiên Biến Vạn Hóa, thế nên hắn luôn bảo trì trạng thái trước sau như một với lãnh đạo của mình dù cho lãnh đạo có nói lời khó nghe có sai bảo làm vài việc khó khăn hắn cũng phải vâng lời và tươi cười như hoa thẩm tiềm thiết là một người đàn ông công tác thường hay nghĩ một đằng nói một nẻo miệng nói hay bụng nghĩ khác làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng hắn không làm gì được vì người đi dưới mái hiên không thể không cúi đầu thẩm tiềm thiết đi đến khách sạn hắn thầm cân nhắc lời nói của chủ tịch kim cái gì mà không muốn làm chậm trễ công tác của mình Chẳng lẽ chủ tịch Kim biết rõ điều gì sao? Ý nghĩ này lóe lên làm cho hắn cảm thấy rất nghi hoặc khó hiểu, mãi đến khi đi vào trong phòng thì hắn mới biết ý nghĩ của lãnh đạo là gì. Trong phòng khách sạn là phòng Quảng Thắng đang ngồi ở vị trí chính giữa, khi thấy thẩm tiềm thiết đi vào thì hắn khẽ vẫy tay, thư ký trưởng thẩm, anh mau đến ngồi bên này, mọi người đang chờ anh mỏi cả mắt. Thẩm tiềm thiết nói chuyện với phòng Quảng Thắng rồi đưa mắt nhìn vài người ở trong phòng, có vài người ngồi nơi đây, tuổi từ 40 đến 60, căn bản mọi người giống như được khắc họa ra từ một mô hình, đó là gương mặt ai cũng cực kỳ văn vẻ hòa nhã. Thẩm tiềm thiết là một người công tác trong cơ quan lâu năm, hắn có sức quan sát rất rộng, căn bản chỉ cần nhìn qua thì biết rõ đám người này đang làm gì. Đám người này căn bản không giống như người trong quan trường, tuy bọn họ đang nở nụ cười thế nhưng lại khá mất tự nhiên thầm tiềm thiết trên cơ bản đã xác định được nghề nghiệp của những người kia. hắn ngồi xuống bên cạnh phòng quảng thắng với gương mặt cực kỳ bình tĩnh. sau đó nói lời xin lỗi lãnh đạo, thật sự có lỗi. ngài gọi tôi nào dám đến muộn. thế nhưng khi đi thì chủ tịch kim cho gọi, thế nên trễ nãi thời gian của ngài. ha ha ha. phòng quảng thắng khẽ khoát tay áo nói, giữa anh em chúng ta còn phải giải thích như vậy sao? người ta nhìn vào thì thấy chúng ta căn bản là rất có cảnh tượng thế nhưng thật ra lại không có tự do, chỉ có bản thân chúng ta biết được mà thôi. chương 1306, một nước cờ mưu đồ. Thẩm tiềm thiết có quan hệ khá tốt với phòng Quảng Thắng, hắn không thể không thừa nhận phòng Quảng Thắng là cao thủ, dù phòng Quảng Thắng nói những lời kia căn bản là cố gắng mở miệng, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra vài phần thân cận theo bản năng. Khi hai người thẩm tiềm thiết và phòng quảng thắng đang trò chuyện với nhau thì một nhân viên phục vụ đi đến hỏi, xin hỏi lãnh đạo có phải nên dọn thức ăn ra rồi không? Phòng quảng thắng vung tay lên nói, dọn thức ăn lên. Phòng quảng thắng nói rồi vung tay chỉ vào một người đàn ông trung niên hơn 50 ở bên cạnh, anh thẩm, hôm nay bạn học cũ của tôi đến Đông Hồng, tôi đưa anh ấy đi đón gió tẩy trần, những người này đều là bạn của bạn tôi. Phòng Quảng Thắng lại chỉ về phía người đàn ông trung niên kia, đây là Trí Giang, bạn học của tôi thời cấp 2, bây giờ đang là giáo sư ở quê. Lý Trí Giang, thẩm tiềm thiết lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Hắn là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, hắn căn bản biết rõ những học giả nổi tiếng của tỉnh, lúc này lại không có ấn tượng với Lý Trí Giang, điều này nói rõ đối phương còn chưa có tư cách được lọt vào mắt mình nhưng dù người này như thế nào thì Phòng Quảng Thắng đã dùng giọng trịnh trọng giới thiệu với mình, chính mình nên tiếp đãi cho tốt, dù sao cũng xem như nể mặt Phòng Quảng Thắng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, thẩm tiềm thiết vươn tay nói, chào giáo sư Lý, sau này còn phải thỉnh giáo anh nhiều hơn. Lý Trí Giang cũng nhanh chóng bắt tay với thẩm tiềm thiết, thư ký trưởng, ngài quá khách khí rồi, nói ra thì tôi mới phải là người thỉnh giáo ngài khi hai bên bắt tay với nhau thì thẩm tiềm thiết cảm thấy lý trí giang dùng lực khá mạnh, điều này không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác khinh thường. Đúng lúc này phòng quảng thắng lại tiếp tục giới thiệu, vài vị này đều là bạn của trí giang đến tham gia tiệc đón gió tẩy chân, gặp mặt không bằng gặp ngẫu nhiên, anh thầm, tôi giới thiệu từng người cho anh. Phòng quảng thắng nói rồi chỉ vào một ông lão mái tóc hoa dâm, vị này chính là giáo sư lưu tư Liễm của trường đảng tỉnh ủy, anh ấy là chuyên gia nghiên cứu cải cách kinh tế ở trong tỉnh, là người mà chủ tịch trừ cực kỳ bội phục. Lưu Tư Liếm ba chữ này rơi vào trong tai làm cho Tái Tái không khỏi chấn động. Cũng không phải hắn bất ngờ vì câu nói được chủ tịch trừ cực kỳ bội phục của phòng Quảng Thắng mà hắn bất ngờ vì đây là cái tên trong danh sách những vị giáo sự đến kiểm tra công ty xe hơi Đông Hồng mà mình được xem qua. Nếu như thẩm tiềm thiết nhớ không lầm, vị giáo sư này là chuyên gia xếp ở vị trí thứ hai có thể nói là người quan trọng. Lúc này một người nổi tiếng như Lưu Tư Liễm vừa mới đi làm về sao lại xuất hiện trước mặt mình. Đây là gặp mặt ngẫu nhiên sao. Thẩm tiềm thiết tuy kinh hoàng nhưng cũng không phải người tầm thường. Hắn cười vươn tay với Lưu Tư Liễm, chào giáo sư Lưu, đã nghe qua đại danh của ngài, hôm nay được gặp mặt thật sự rất vinh hạnh. Giáo sư Lưu tuy thanh danh khá lớn nhưng cũng không dám bày ra cái giá quá cao, bây giờ ở trước mặt thẩm tiềm thiết tỏ ra cực kỳ thân mật lão vừa bắt tay thẩm tiềm thiết vừa cười nói, thư ký trưởng, tôi căn bản là ngưỡng mộ ngài đã lâu, người nào không biết ngài là lãnh đạo chuyên gia trong tỉnh. Tôi căn bản đã đọc đi đọc lại hơn 10 lần về bài viết hoàn thiện thị trường của ngài rồi. Thẩm tiềm thiết căn bản không nhớ rõ bài viết được giáo sư lưu nhắc đến là gì. Hắn sao nhớ rõ cho được, vì hắn cũng không viết ra, đó chính là một thư ký chủ động ra tay mà thôi. Thẩm tiềm thiết mỉm cười nói không dám nhận với Lưu Tư Liễm, thế là đề tài này đã trôi qua, nhìn qua hai bên khá hài hòa. Thẩm tiềm thiết bắt tay giáo sư Lưu, chợt nghe phòng Quảng Thắng tiếp tục giới thiệu, vị này chính là giáo sư từ Hoàng Bắc của Học viện Kinh tế Nam Giang, anh ấy xưa nay chú trọng nghiên cứu kinh tế, tôi đã từng tham gia một khóa của anh ấy, thu được nhiều lợi ích rất lớn. Sau khi phòng Quảng Thắng giới thiệu thì thẩm tiềm thiết căn bản đã xác định cuộc gặp hôm nay không phải ngẫu nhiên, là là tất nhiên. Thẩm Tiềm Thiết đến nay chưa từng gặp qua giáo sư tử, nhưng trước đó hắn đã được biết được tên của đối phương. Nguyên nhân biết được tên của vị giáo sư này cũng không cần phải nói ra. Sau khi bắt tay đơn giản với giáo sư Từ, Phòng Quảng Thắng lại giới thiệu người khác. Những người này tuy có hai người không nằm trong danh sách, thế nhưng điều này càng làm cho Thẩm Tiềm Thiết cho ra nhiều suy đoán. Thẩm Tiềm Thiết ngồi bên cạnh Phòng Quảng Thắng hắn chợt nghĩ đến lời nói của Kim Hành Thuấn trước khi mình đến đây, lại liên hệ với thân phận của người ở đây, hắn biết mình không còn đường lui. Sau đó phòng quảng thắng bắt đầu nâng bình rượu lên rót vào ly, bắt đầu mời rượu. Tuy nhiều người lần đầu gặp mặt nhưng bầu không khí là khá tốt, sau một giờ thì bốn chai rượu gạo đã hết sạch. Lúc này bàn rượu tiến vào giai đoạn xưng hô anh em với nhau. Đám người bọn họ chủ yếu bàn về các chuyện lạ ở Nam Giang, căn bản không nói đến phương diện công tác. Sau đó nửa giờ thì đám người rời đi, sau khi tiến chân nhóm giáo sư lưu lên xe, phòng quảng thắng quay sang nói với thẩm tiềm thiết, anh thẩm, có muốn ngồi cùng xe với tôi không? Thẩm tiềm thiết cũng rất tò mò với những gì đang được che giấu, hắn căn bản không từ chối lời mời của phòng quảng thắng. Anh thẩm, anh uống cảm thấy thế nào, còn thêm được nữa không? Sau khi xe chạy thì phòng quảng thắng cười hỏi thẩm tiềm thiết thẩm tiềm thiết có tử lượng khá tốt, hắn cười nói tử lượng của tôi cũng bình thường, nếu không có thư ký trưởng chống đỡ, chỉ sợ tôi đã ngã rồi. Các vị giáo sư kia cũng không phải bình thường, lực lượng tri thức rất mạnh. Phòng Quảng Thắng nhìn thoáng qua lái xe rồi dùng giọng trầm bổng nói, trước mặt là một công viên nhỏ, tôi và thư ký trưởng thẩm đến đó hút thuốc một chút. Lái xe của Phòng Quảng Thắng là một người hơn 20 tuổi, tuy Phòng Quảng Thắng phân phó có chút bất ngờ, thế nhưng hắn cũng không nhiều lời mà dừng xe bên cạnh công viên. Hai người thẩm tiềm thiết và phòng quảng thắng xuống xe, lúc này trong công viên không còn được bao nhiêu người, tuy nói là hút thuốc nhưng không ai đốt điếu nào. Sau khi đi năm sáu chục bước thì phòng quảng thắng chợt nói, anh thẩm, nếu như nói trước bữa tiệc hôm nay tôi cũng không biết được bao nhiêu người trong số đó, anh có cảm thấy bất ngờ không? Thẩm tiềm thiết không cảm thấy bất ngờ vì lời nói của phòng quảng thắng, hắn ngược lại cảm thấy bình thường, thế là gật đầu nói, điều này tôi tin tưởng. Phòng Quảng Thắng cười ha hả hai tiếng, sau đó vỗ tay lên vai thẩm tiềm thiết, anh thẩm, lần này anh có trách nhiệm khá nặng, nếu như làm tốt, tôi tin anh sẽ là người tương lai vô hạn. Đối với cấp bậc như thẩm tiềm thiết thì căn bản không còn nhiều tư tưởng vào bốn chữ tương lai vô hạn, thế nên hắn khẽ cười nói, anh Quảng Thắng, ngài cũng đừng nói những lời đó với tôi, tôi không đảm đương nổi. Nhưng ngài lại chủ trì bữa tiệc lần này, như vậy nói rõ điều gì loại tín nhiệm này căn bản không phải ai cũng có thể nhận phòng quảng thắng cười cười cũng không nói gì thêm sau đó mới vỗ vỗ vai của thẩm tiềm thiết ngày mai điều tra thì anh nên can đảm lên anh yên tâm tôi chỉ làm công tác mặt ngoài còn bên trong thì nhờ vào anh thẩm tiềm thiết khẽ gật đầu hắn không nói thêm điều gì hai người đi đến một bóng cây lớn dưới ánh đèn mở ảo sau đó lại quay về xe sau khi lên xe thì phòng quảng thắng không nói thêm điều gì giống như hai người đang dần trở nên xa lạ xe đưa thẩm tiềm thiết đến tận cửa nhà hắn loạng choạng xuống xe dù hắn có hơi sai thế nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo những gì hắn đã suy nghĩ bây giờ lại càng thêm rõ ràng đây là một tấm lưới lớn mưu đồ đã lâu đã sớm được người ta dệt tốt thẩm tiềm thiết là người trong tấm lưới nhưng hắn chỉ là một mắt xích nhỏ không phải là người thao túng nó. Còn đối tượng cần thu lưới là ai thì quá rõ ràng rồi. Nếu như nói trước đó thẩm tiềm thiết cảm thấy căn bản là khó chịu và sợ hãi vì nhiệm vụ này, bây giờ hắn lại có chút hưng phấn. Thẩm tiềm thiết rõ ràng dự cảm được đây là mối phân tranh cao thấp giữa hai người, kết quả cuối cùng căn bản là khó phán đoán. Dù thế nào thì chủ tịch cũng ngồi trên ghế chủ tịch, vương tử quân thì căn bản sẽ phải ngồi lên ghế lạnh, căn bản rất khó chịu thẩm tiềm thiết có gì để sầu lo. Nếu như không nắm chắc thắng lợi trong tay mà tổ chức điều tra như vậy, chẳng phải nói rõ trừ vận phong là một người tràn đầy trí tuệ có đôi khi cũng không khỏi hành động theo cảm tính sao. Không khả năng này là không tồn tại. Nếu đã như vậy thì hắn sẽ cố gắng công tác, như vậy tương lai không xa sẽ là cá trong biển, chim trên trời, tha hồ bơi lượn vung cánh. Trường 1307, một trận địa sẵn sàng chờ quân địch lúc này đã là mùa xuân thời tiết mới ấm lên vẫn còn hơi lạnh gió vẫn thét gào trên mặt đất không có cảm giác gió xuân quất vào mặt căn bản giống như lưỡi dao quét trên mặt người chủ nhiệm hỗ hải cường của văn phòng công ty xe hơi đông hồng có tâm tình không được tốt nguyên nhân là gần đây giám đốc lưu cực kỳ coi trọng hắn đã lần đầu tiên mở miệng mắng hỗ hải cường vốn chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi đông hồng hắn là người đầu óc linh hoạt tay chân nhanh nhẹn cực kỳ am hiểu phối hợp công tác. Lưu Thành Lâm căn cứ vào nguyên tắc biết người biết tâm để đưa hắn lên nhận chức, vì vậy mà hắn mang ơn Lưu Thành Lâm, thế nên phụ trách công tác của mình cực kỳ đúng chỗ. Lần này tỉnh phái tổ điều tra đến tiến hành điều tra công ty xe hơi đông hồng, điều này làm cho hắn có chút không yên lòng. Vì mỗi thiên tử sẽ có một chiều thần riêng, Hỗ Hải Cường sở dĩ là một nhân vật quan trọng của công ty xe hơi đông hồng cũng là vì được Lưu Thành Lâm coi trọng, nếu như lưu thành lâm vì chuyện này mà bị bắt như vậy tương lai của hắn căn bản là rất đáng lo ngại nếu so sánh với hỗ hải cường thì lưu thành lâm lại căn bản không thèm quan tâm hắn phất tay nói với hỗ hải cường chủ nhiệm hỗ anh cứ dựa theo đúng nguyên tắc nên tiếp đãi thế nào thì cứ làm như vậy nếu như cần bản thân tôi lên tiếng như vậy anh cứ sắp xếp là được hỗ hải cường nghe thấy lưu thành lâm nói như vậy thì có hơi giật mình hắn có chút do so dự sau đó nhắc nhở giám đốc lưu ngài nên bỏ ra chút thời gian để xem xét một chút anh xem lãnh đạo coi trọng không phải thích hợp hơn sao được rồi đừng nói nhiều lời tôi mới cho ra loại xe mới cần phải cực kỳ quan tâm anh đi tìm bí thư hùng đi để cho anh ấy toàn quyền xử lý chuyện này khi đó chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được thấy lưu thành lâm tỏ thái độ kiên quyết như vậy thì hỗ hải cường biết căn bản có khuyên nữa cũng vô dụng nhưng lúc này hắn căn bản cảm thấy không nỡ vì tổ điều tra đến với bộ dạng hung hăng căn bản là hắn luôn cảm thấy có gì đó không tốt nhưng trời sập có người trên cao đẩy hơn nữa lúc này mẫu xe của công ty đã được sản xuất ra và sắp đưa ra thị trường căn bản đây là một khởi đầu của sự tích hắn tin tưởng cho dù lãnh đạo và chuyên gia có thành kiến với giám đốc lưu cũng không thể nào làm như không thấy những thứ này Hỗ Hải Cường nghĩ đến chiếc xe mới được cho ra sau vài tháng nghiên cứu, hắn thầm thở dài một hơi. Sau khi tiếp đãi tổ điều tra vào buổi sáng thì Hỗ Hải Cường càng thêm lo lắng, mặc dù các vị lãnh đạo và chuyên gia đến điều tra có cấp bậc không thấp, thế nhưng thái độ của bọn họ rất ôn hòa, dù hắn chỉ là một vị chủ nhiệm văn phòng của công ty ra mặt tiếp đãi thì bọn họ cũng không có ý nghĩ nhìn từ trên cao xuống dưới. Hỗ Hải Cường căn bản không thể nào nắm bắt được điểm mấu chốt khi trò chuyện với người của tổ điều tra. Nhưng khi tổ điều tra đưa ra một phần danh sách những người cần đến nói chuyện, tâm tình thả lỏng của hắn lại trở nên căng cứng. Vì trong danh sách này phần lớn là những người cùng với phó giám đốc Tần Dũng Khải đi tố cáo Lưu Thành Lâm. Nếu những người này đi đến trò chuyện với tổ điều tra thì căn bản có thể nói tốt cho giám đốc Lưu sao? Tuy hắn cảm thấy không cam lòng, thế nhưng chuyện này căn bản không cho hắn dư âm lên tiếng việc duy nhất hắn có thể làm chính là dựa theo yêu cầu của tổ điều tra để mời những người kia đi đến. Tuy Lưu Thành Lâm rất bận không tham dự sự kiện điều tra lần này, thế nhưng có sự tỏa chấn của Hùng Nhiêu Đống, tất cả vẫn có sắp xếp rất tốt. Nhưng khi Hùng Nhiêu Đống và Hỗ Hải Cường mỉm cười mời đoàn điều tra dùng cơm, thư ký trưởng thẩm tiềm thiết là người đứng đầu tổ điều tra đã cười nhạt nói chỉ cần ăn cơm ở nhà ăn công ty là được yêu cầu này của thẩm tiềm thiết làm cho hỗ hải cường cảm thấy rất khó xử hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn hùng nhiêu đống để xem bí thư hùng có ý gì hùng nhiêu đống tranh thủ một chút thời gian cuối cùng không lay chuyển được ý nghĩ của thư ký trưởng thẩm thế nên chỉ có thể dựa theo ý kiến của tổ điều tra mà thôi một hành động không hài hòa này căn bản càng làm cho hỗ hải cường thêm lo lắng bất an hơn nữa thái độ của tổ điều tra cũng làm cho hắn thêm hoang mang cho đến giữa trưa thì tất cả những người thuộc danh sách đều đã đến nói chuyện với tổ điều tra, lúc này tổ điều tra lại không hạ lệnh thu binh, cũng không để cho lãnh đạo của công ty phản hồi ý kiến, đây là ý gì? Hỗ Hải Cường căn bản lo lắng nhất chính là nói chuyện vào buổi chiều, vì chính hắn là một người trong nhóm tiếp đãi tổ điều tra cũng bị lôi vào nói chuyện. Tuy một ngày qua Hỗ Hải Cường đi bên cạnh đám người của tổ điều tra, thế nhưng khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nhân viên của tổ điều tra hắn vẫn sinh ra cảm giác không thoải mái nói không nên lời. Chủ nhiệm hỗ, mời anh uống nước. Thư ký trưởng thẩm dùng giọng nhàn nhạt chào hỏi hỗ Hải Cường, hơn nữa còn tự mình đặt một ly trà nóng vào trong tay hỗ Hải Cường. Thẩm tiềm thiết là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, đãi ngộ này với hỗ Hải Cường căn bản không phải là tầm thường. Thế nhưng lúc này hỗ Hải Cường lại sinh ra cảm giác như đứng đống lửa ngồi đống than. Thư ký trưởng, như vậy là không được, ngài tự mình rót nước cho tôi khi hỗ hải cường còn đang nói lời khách sáo thẩm tiềm thiết đã cười nói chủ nhiệm hỗ hôm nay tìm anh nói chuyện chính là mong anh giúp đỡ công tác của chúng tôi vì vậy tôi phải là người mời trả anh hỗ hải cường nhìn ly nước trong tay mà thở dài một hơi hắn cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại càng nghĩ ra nhiều câu trả lời tốt đẹp chủ nhiệm hỗ anh là chủ nhiệm văn phòng công ty xe hơi đông hồng cũng là cán bộ trung tầng của công ty, căn bản nắm giữ tình hình của đơn vị mình. anh đứng trên góc độ của mình, có ý kiến gì với tình hình phát triển hiện tại của công ty hay không? một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện Hỗ Hải Cường chờ thầm tiềm thiết ngồi xuống thì trầm giọng hỏi. Hỗ Hải Cường nghe thấy câu hỏi khá tầm thường của tổ điều tra, thế là tâm tình thả lỏng hơn, hắn nói: công ty xe hơi Đông Hồng dưới sự dẫn dắt của giám đốc Lưu căn bản đã cố gắng áp dụng cải cách chỉnh đốn đã có được thành tích ban đầu. Lúc này công ty đang bày ra trạng thái phát triển không ngừng. Tôi tin tưởng thông qua hàng loạt biện pháp cải cách chỉnh đốn này, tương lai của công ty chúng tôi sẽ cực kỳ rộng lớn, tác dụng to lớn. Hỗ Hải Cường vừa trả lời vừa quan sát phản ứng của người đàn ông kia, đúng lúc thấy gương mặt của đối phương càng thêm âm trầm. Khi hắn đang thầm suy đoán ý nghĩ của đối phương, chợt nghe thấy người kia dùng giọng trịnh trọng nói, chủ nhiệm hỗ, Lần này nói chuyện mong anh căn cứ vào sự thật, căn bản nói lời thật lòng với những gì đang xảy ra trong đơn vị, không cần phải nói lời hay cho lãnh đạo, chúng tôi sẽ căn cứ vào các vấn đề để cho ra phương án xử lý. Tôi hy vọng anh đứng trên thái độ công chính, phối hợp với công tác của chúng tôi. Hỗ Hải Cường cảm thấy căng thẳng, người kia nói vậy là có ý gì? Cái gì là nói lời thật lòng? Chẳng lẽ những gì mình vừa nói là giả? Vì sao nghe DP nói giống như dụ địch xâm nhập như vậy. Hắn nghĩ như thế và cảm thấy buồn bực. Chủ nhiệm hỗ, anh nói đến cải cách, đổi mới, có thể nói đến những phương án mà giám đốc Lưu đã cho ra trong thời gian gần đây không? Trường 1307, hai trận địa sẵn sàng chờ quân địch. Giám đốc Lưu chọn nhiều biện pháp, đặc biệt là ở phương diện đầu tư sản xuất loại xe mới, càng đầu tư nhiều nhân lực vật lực, vì để sớm cho loại xe hơi này ra thị trường trong thời gian sớm nhất, thậm chí giám đốc lưu và nhóm nhân viên kỹ thuật còn không được nghỉ ngơi trong dịp Tết. Hỗ Hải Cường nghĩ đến tình huống Lưu Thành Lâm ăn Tết trong xí nghiệp, không thể nào không hết lòng vì công việc, căn bản là hao tâm tổn trí thế nhưng lại bị người ta đến điều tra. Hắn thầm cảm thấy khó chịu, thế là không nhịn được phải nói lời kêu oan cho Lưu Thành Lâm. Chủ nhiệm Hỗ, chiếc xe gia đình mới được sản xuất là ý chỉ của giám đốc lưu sao. Thẩm tiềm thiết phá vỡ bầu không khí trầm mặc, hắn chợt mở miệng hỏi. Hỗ hải cường căn bản tràn đầy tôn trọng thẩm tiềm thiết, khi thấy đối phương lên tiếng thì dùng giọng chú ý hỏi, thư ký trưởng thẩm. Giám đốc Lưu là người nói ra phương án thiết kế và sản xuất loại xe gia đình này. Các vị lãnh đạo trong xí nghiệp có phải đều thừa nhận phương án này không? giám đốc tần và vài vị lãnh đạo có cho ra vài nghi vấn. Hỗ Hải Cường suy nghĩ dây lát rồi cho ra đáp án chi tiết. Như vậy dựa theo lời nói của anh, đó chính là sự kiện này Lưu Thành Lâm căn bản không tiến hành hội chuẩn khoa học mà trực tiếp quyết định thiết kế xây dựng kiểu xe này phải không? Lúc này giọng điệu của nhân viên công tác chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hỗ Hải Cường chợt sững sờ, hắn không ngờ mình vừa nói như vậy lại làm cho sự việc thêm phức tạp, thế là hắn vội vàng nói chuyện này căn bản đã có trải qua luận chứng. Đồng chí Hỗ Hải Cường, anh là một cán bộ trung tầng trong đơn vị, anh nên phụ trách với từng câu nói của mình, sao có thể lật lọng được. Nhân viên công tác trẻ tuổi lên tiếng có chút bất mãn. Tôi tất nhiên có trách nhiệm với lời nói của mình, chuyện này đã được trải qua luận chứng. Hỗ Hải Cường ý thức được vấn đề của buổi nói chuyện lần này, thế nên thái độ cũng dần trở nên cứng rắn anh nói đã có luận chứng như vậy luận chứng ấy ở đâu nếu như không có như vậy rõ ràng là nói bậy bạ nhân viên công tác trừng mắt rồi nói tiếp chúng tôi đã trò chuyện với phần lớn cán bộ trong nhà máy tất cả mọi người đều nói lần này lưu thành lâm căn bản là chuyên quyền độc đoán căn bản không nghe những ý kiến bất đồng vì sao anh lại dám nói sự kiện lần này trải qua luận chứng khoa học rõ ràng được đồng thời trong số những chuyên gia đi theo đoàn điều tra căn bản có vài người trong ngành sản xuất xe hơi theo ý kiến của chuyên gia loại xe hơi mới của công ty các anh căn bản cũng không có tương lai khi cho ra thị trường nhân viên công tác nói đến đây thì xoay xoay cây bút trong tay nói anh nói có luận chứng khoa học tôi cũng cảm thấy kỳ quái đó là các anh lấy luận chứng kia ở đâu ra nói chuyện đến lúc này thì hỗ hải cường xem như đã hiểu rõ những người này đi loanh quanh đường vòng chủ yếu là nói về vấn đề luận chứng. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là gài lên đầu Lưu Thành Lâm chiếc mũ chuyên quyền độc đoán. Hỗ Hải Cường có thể cảm nhận được ý nghĩ xấu xa của bọn họ, hắn thầm suy nghĩ, cảm thấy vấn đề không đơn giản, sau đó cảm thấy áp lực lớn, cảm thấy sốt ruột, thế nên mồ hôi vã ra đầy chán. Sau khi nói chuyện nửa giờ thì nhân viên công tác đưa biên bản trò chuyện cho Hỗ Hải Cường xem, sau đó yêu cầu hắn ký tên. Tuy bản ghi chép thật sự ghi những lời vừa rồi của Hỗ Hải Cường, thế nhưng câu chữ căn bản khá sâu. Chủ nhiệm Hỗ, có một số việc anh chỉ nói một mặt, tôi hy vọng anh có thể suy xét cho kỹ, không cần phải nóng đầu lên mà quên đi nguyên tắc của tổ chức. Thẩm tiềm thiết nhìn Hỗ Hải Cường rồi trầm giọng hỏi. Hỗ Hải Cường đi ra khỏi phòng mà cảm thấy có chút chóng mặt, hắn biết bản nói chuyện của mình không gây ra ảnh hưởng gì với giám đốc lưu, chẳng qua hắn lo lắng vì ý nghĩ của tổ công tác. Mặc dù tổ điều tra căn bản luôn cường điệu phương diện công bằng công chính, thế nhưng trên thực tế thì lại nhằm vào giám đốc lưu, mình làm gì được cho giám đốc lưu đây? Khi hỗ hải cường cảm thấy không đáng, một người từ bên cạnh đi đến, thấy hỗ hải cường ngơ ngác ngẩn người thì dùng giọng quái dị nói, ôi, đây không phải là chủ nhiệm lỗ sao? Thế nào rồi, trò chuyện xong rồi sao? hỗ hải cường nhìn gương mặt như cười như không của đối phương hắn cảm thấy rất phiền chán à chào chủ nhiệm trần anh cũng đến à vừa nhận được thông báo của văn phòng chủ nhiệm trần nói đến đây thì nhìn thoáng qua hỗ hải cường chủ nhiệm hỗ anh cũng biết con người của tôi rồi đấy tôi có nhiều khuyết điểm căn bản cũng có nhiều ưu điểm những thứ khác tôi không dám cam đoan thế nhưng ít nhất cũng nghĩ sao nói nấy có sao nói vậy tuyệt đối sẽ cực kỳ cầu thị tôi ít nhất cũng phải tận dụng cơ hội sảng khoái nhân tâm này thật tốt mới được. Hỗ Hải Cường căn bản có chút tức giận với vị chủ nhiệm Trần này, lúc này nhìn bộ dạng vinh váo tự đắc của đối phương thì cực kỳ bất mãn. Thế nhưng hắn có bất mãn thì như thế nào? Lúc này người ta mạnh hơn mình, có người chĩa mũi dùi vào giám đốc Lưu Thành Lâm, như vậy chủ nhiệm Trần luôn đi theo giám đốc Tần Dũng Khải không cảm thấy sảng khoái mới là lạ. Hỗ Hải Cường mặc kệ đối phương, hắn cười cười nói anh cũng cố gắng trò chuyện tốt với tổ điều tra tôi còn có chút việc không thể nói chuyện thêm với anh được ha ha chủ nhiệm hỗ tôi đảm bảo sẽ hoàn thành công tác chủ nhiệm trần nói rồi tươi cười phất tay với hỗ hải cường hắn nói tiếp chủ nhiệm hỗ tối nay anh có sắp xếp gì không nếu rảnh thì đi uống vài ly hỗ hải cường biết đối phương căn bản đang chọc giận mình thế nhưng hắn chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng mà thôi hắn đi về phía khác, đầu óc căn bản càng rối loạn. Ôi, khi hỗ hải cường đang trầm tư thì chợt sinh ra cảm giác như đâm sầm vào tường, hắn ngẩng đầu lên, chợt thấy chủ nhiệm tôn vĩnh phúc đang gãi đầu, xem ra vừa rồi hắn không để ý và đụng vào người này. Đại thánh, anh không có việc gì đấy chứ. Hỗ Hải Cường có quan hệ không tệ với Tôn Vĩnh Phúc, thế cho nên lúc này cũng không quên gọi ngoại hiệu của đối phương. Sở dĩ gọi Tôn Vĩnh Phúc là Đại Thánh, cũng vì người ta gọi người này là lão Tôn, mà cách gọi này rõ ràng giống hệt tên của Hầu Vương trong phim Tây Du Ký, thế nên dần dần được thay thế bằng cái tên Đại Thánh. Tôn Vĩnh Phúc cũng không quan tâm đến cách gọi này, lúc này hắn lớn tiếng nói với Hỗ Hải Cường, chủ nhiệm Hỗ, anh đi đi đứng thế nào vậy? Tôi rõ ràng là chịu tội đây này, nếu anh không mời một chầu bồi bổ, rõ ràng là có lỗi với tôi. Nếu là khi khác thì Hỗ Hải Cường sẽ nói hai câu châm chọc với cách nói này của Tôn Vĩnh Phúc, thế nhưng bây giờ hắn thật sự không có tâm tư như vậy. Hắn mỉm cười với đối phương, sau đó cũng không nói thêm điều gì. Tôn Vĩnh Phúc giống như thấy Hỗ Hải Cường mất hứng, hắn cũng thở dài một hơi nói, anh cũng vừa nói chuyện xong sao? Khi Hỗ Hải Cường chuẩn bị trả lời thì Tôn Vĩnh Phúc đã trầm giọng nói, cái gì mà là tổ điều tra chứ? Tôi cảm thấy bọn họ không phải đến để điều tra rõ ràng là tìm bệnh của giám đốc Lưu mới đúng. Được rồi, cũng đừng nói lung tung, nếu không người ta nghe thấy được sẽ không hay. Hỗ Hải Cường tuy rất thừa nhận ý nghĩ của Tôn Vĩnh Phúc, thế nhưng hắn cũng không khỏi trầm giọng nói. Hắn là chủ nhiệm văn phòng, có một số việc phải chú ý lực ảnh hưởng. chương 1308, nếu yêu thì yêu, nếu vứt bỏ phải làm cho triệt đề. Quán cà phê Tạp Đức nằm ở đường Tây Giao của thành phố Đông Hồng, tuy có vị trí vắng vẻ nhưng kinh doanh lại rất tốt. Người đến nơi này uống cà phê thường chú trọng đến chất lượng, quan trọng nhất chính là nơi đây căn bản là biểu tượng của thân phận. Vương tử quân xuống taxi rồi đi vào trong quán, khoảng thời gian này hắn căn bản quá bận, loay hoay như cánh quạt, nếu như không phải vì gặp mặt một người, hắn sao có thể chạy đến đây được. Vì làm tốt công tác tuyên truyền cho chiếc xe hơi tùng thử của công ty XS, đông hồng mà vương tử quân căn bản là khá bận rộn mức độ tuyên truyền là như thế nào thì hoàn toàn có thể thấy được nhưng liêu an như căn bản có tình nguyện hay không vương tử quân mang tâm lý thử một chút để gọi điện thoại cho liêu an như không ngờ lúc này liêu an như đang ở thành phố đông hồng vương tử quân vốn thuận miệng nói đi uống trà thế nhưng liêu an như lại sảng khoái đồng ý điều này làm cho vương tử quân thầm hận mình hơi nhiều chuyện đồng thời lại có chút chờ mong Tuy vương tử quân luôn cố gắng làm nhạt quan hệ của mình với Liêu An Như, thế nhưng kiếp trước hai bên sống cùng nhau khắc cốt ghi tâm, bây giờ sao có thể phất tay xem như không thấy. Cũng vì có quan hệ với Liêu An Như, thế cho nên vương tử quân căn bản là cười nhạt với những loại báo lá cải viết về nàng, thế nhưng ngày nào cũng phải xem qua vài thông tin của báo giải trí. Chỉ cần thấy Liêu An Như sống tốt thì vương tử quân đã cảm thấy rất đủ, đây chính là tâm cảnh hiện tại của hắn những năm qua liêu an như luôn ở vào trạng thái phát triển tốt trong sự nghiệp căn bản là một ngôi sao sáng trong nước sau khi nói gian phòng cần đến nhân viên phục vụ ăn mặc giống như tiếp viên hàng không nhanh chóng đưa hắn đến một gian phòng không quá lớn lúc này cà phê đã được pha sẵn trong phòng ngồi bên cạnh bàn chính là một liêu an như ăn mặc trang nhã nàng đang lẳng lặng quấy cà phê vẻ mặt căn bản rất chuyên chú tuy đã vài ngày không gặp thế nhưng lúc này liêu an như căn bản lại trẻ ra rất nhiều khí chất ung dung quý phái cũng tràn ngập trên người nàng khi vương tử quân đi vào thì liêu an như ngẩng đầu lên nàng nhìn vương tử quân chợt ngây cả người sau đó vẻ mặt có vài phần vui vẻ em còn tưởng anh không đến chứ liêu an như đặt ly cà phê vừa khuấy xong vào trong tay vương tử quân sau đó nàng khẽ nói dung nhan liêu an như giống như mọc rễ trong lòng vương tử quân những năm qua dù hắn không dám thân cận với nàng thế nhưng không thể phủ nhận hắn thật sự phân tâm vì nàng em đến thành phố đông hồng sao anh không thể làm chủ một chút cho được vương tử quân ngồi xuống bên cạnh liêu an như rồi dùng giọng dịu dàng nói liêu an như khẽ vuốt mái tóc của mình những năm qua nàng đã có nhiều kinh nghiệm thế cho nên bây giờ dù trời sập cũng căn bản không làm cho nàng sợ hãi nhưng khi đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi này trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác lo lắng bất an. Không biết đã bao đêm nằm mộng, không biết bao lần đã khóc ướt gối, tuy Liêu An như cũng nhiều khi tự nói với mình, đó là mình và đối phương căn bản không có khả năng, thế nhưng cuối cùng thì nàng vẫn không thể nào quên được. Tuy những năm qua Liêu An như giống như đã nhạt nhòa trong mắt Vương Tử Quân, hai bên giống như hai đường thẳng song song, thế nhưng nàng căn bản chưa từng bỏ qua tin tức về Vương Tử Quân. Liêu An như biết rõ Vương Tử Quân đến Nam Giang, thế nên tần suất nàng đến diễn ở thành phố Đông Hồng cũng nhiều hơn. Mỗi lần đến Nam Giang thì nàng căn bản rất muốn gặp mặt hắn, thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là tự mình xem chương trình thời sự của Nam Giang mà thôi. Sở thích xem chương trình thời sự Nam Giang của Liêu An như được truyền ra ngoài, kết quả làm cho người ta nghĩ rằng nàng thích xem thời sự, thậm chí có người cho rằng nàng thích biên tập viên nam dẫn chương trình thời sự những lời đồn nhảm này căn bản làm cho liêu an như cảm thấy rất bất đắc dĩ lần này nàng đến thành phố đông hồng tuy có chút lo lắng muốn được gặp mặt vương tử quân thế nhưng căn bản cũng không lo nghĩ quá nhiều nhưng nàng lại thật sự không ngờ rằng vương tử quân sẽ gọi điện thoại cho mình mời vương tử quân uống cà phê chỉ là xúc động nhất thời của liêu an như thế nhưng nàng cũng không ngờ vương tử quân lại đồng ý lại nói phải tận tình địa chủ hôm nay nàng vốn có nhiều chuyện thế nhưng nàng tình nguyện điều chỉnh tất cả sắp xếp của mình chỉ để có được chút thời gian gặp mặt vương tử quân. Trước khi vương tử quân đi đến thì nàng căn bản đã chờ nơi đây hơn một giờ, nàng thấy đó là khoảng thời gian chờ đợi rất ngọt ngào. Dạo này em sống thế nào? Vương tử quân ngồi xuống, sau đó cố gắng dùng giọng tùy ý thư thái hỏi Liêu An Như. Liêu An Như nhìn gương mặt bình tĩnh của vương tử quân, trong lòng có chút khổ sở, thế nhưng biểu hiện của nàng lại cực kỳ thoải mái, khá tốt. À, anh cảm thấy có lẽ em sống rất tốt, phải biết rằng tháng này có một phần ba người trong nước xem TV đều chờ mong chương trình của em. Vương tử quân uống một ngụm cà phê, cảm thấy có hơi đắng. Liêu An như nhìn bộ dạng nhíu mày của vương tử quân, giống như nghĩ đến điều gì đó, nàng chợt nói cà phê có phải hơi đắng không, để em cho thêm chút đường vương tử quân chợt khoát tay áo nói anh cũng không thích quá ngọt em đóng phim chỉ là muốn thay đổi không khí một chút mà thôi liêu an như cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút yên tĩnh thế cho nên đón lấy đề tài vừa rồi của vương tử quân thực tế thì em thích hát hơn vương tử quân cười cười nói điều này thì anh biết rõ anh cũng thường nghe em hát rất hay tuy hai người đều giữ nụ cười thế nhưng giữa hai bên vẫn còn có chút cảm giác xa lạ Liêu An như căn bản cảm thấy khổ sở vì cảm giác này. Nàng cố gắng áp chế cảm giác muốn khóc của mình, sau đó cười nói với Vương Tử Quân, gần đây anh vẫn tốt đấy chứ. Cũng không tệ, Vương Tử Quân nhìn Liêu An như, hắn thấy hai mắt của nàng mọng nước, thế là không khỏi cảm thấy thương cảm. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không dám làm cho bầu không khí thêm sống động, vì đã từng có một thời gian Liêu An như thường nhắn tin cho hắn, nội dung căn bản đều là những chuyện ngụ ngôn, mỗi lần xem qua thì hắn căn bản đều xóa đi mà không gửi tin lại có nhiều lần hắn muốn xóa số điện thoại của nàng thế nhưng cuối cùng lại bỏ đi ý nghĩ này không phải hắn nhẫn tâm vô tình mà hắn sợ cây cắt thân lại mọc lên có câu nói rất hay thế này không có liên hệ thì trái tim không đau sau khi nói được vài câu thì vương tử quân chợt dùng giọng quan tâm hỏi em vẫn sống một mình sao khóe miệng liêu an như chợt kéo căn nàng trầm ngâm dây lát định lên tiếng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó lại đặt điện thoại lên mặt bàn. Có điện thoại thì em cứ nghe máy, không nên vì anh ở đây mà ảnh hưởng đến chuyện của em. Vương tử quân thấy Liêu An như đặt điện thoại xuống thì khẽ nói. chương 1309, một đừng mơ tưởng động vào quyền của tôi. Không cần, là phụ tá của em gọi điện thoại đến, em đã nói cho anh ấy biết rồi, hôm nay em không chuẩn bị làm việc liêu an như nói đến đây thì trên mặt trượt lộ ra nụ cười có vài phần xảo quyệt thực tế chính là muốn cho mình có được chút thời gian nghỉ ngơi vương tử quân khẽ gật đầu khi hắn nghĩ định nói đến chuyện của công ty xe hơi đông hồng liêu an như đã nói tiếp tiểu bảo nhi thế nào rồi có phải giã lớn lắm rồi không em cũng muốn đi thăm nó vương tử quân nghe liêu an như nói về tiểu bảo nhi hắn không khỏi nghĩ đến tình cảnh kiếp trước mình và Liêu An như cùng nuôi con. Mặc dù kiếp trước gia cảnh của hắn cũng không quá tốt, thế nhưng hai người vẫn có hạnh phúc, người con trai kia tất nhiên là một trong những suối nguồn hạnh phúc của hai người bọn họ. Nhưng lúc này tình huống kiếp trước căn bản đã không tái hiện, đứa bé kia căn bản không thể nào xuất hiện ở thế giới này. Vương tử quân có chút không thoải mái, hắn khẽ dựa lưng lên ghế salon, gương mặt hơi trầm xuống thanh niên thường thích xem tình cảm là trò chơi, hơn nữa hy vọng trò chơi này càng phức tạp càng tốt. Hắn thấy cảm tình cũng giống như vậy, hắn đã trải qua vô số trò chơi cảm tình vô cùng phức tạp, chỉ là nó lại giống như độc dược, đã hại cho Lâm Dĩnh Nhi, Tần Hồng Cẩm và Y Phong rất thảm thiết. Vương tử quân căn bản rút được kinh nghiệm xương máu, thế nên hắn đã có thái độ quyết liệt với cảm tình. Hắn thà cố gắng để nó đơn giản, dù như vậy cũng có nhiều lo lắng nhưng cũng không bao giờ dám dấn chân thêm vào. Liêu An như thấy vương tử quân trầm mặc không nói thì Liêu An như chợt dùng giọng nghi ngờ hỏi, có phải tiểu bảo nhi có chuyện gì không? Vương tử quân nhìn vẻ mặt sốt ruột của Liêu An như, hắn vội vàng ngồi thẳng người lên, tiểu bảo nhi không có chuyện gì, nó đang ở trong thủ đô với ông cố, hai ngày nữa sẽ về. Lần sau em đến Nam Giang có thể đến nhà anh chơi một chút, căn bản là chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, vì đứa bé này căn bản là cứ bám lấy người. Liêu An như nghe thấy Tiểu Bảo Nhi không có vấn đề thì nàng mới yên tâm. Nàng nhìn bộ dạng trưởng thành trầm ổn hơn của Vương Tử Quân, thế là trong đầu liên tục có nhiều ý nghĩ. Đối với nàng thì người đàn ông kia giống như cây mọc rễ trong lòng, dù là khi nào thì nàng cũng không thể nào quên được. Sau khi nói vài câu liên quan đến sinh hoạt, Vương Tử Quân nói ra sự kiện của công ty xe hơi đông hồng. Liêu An như chợt sướng sốt, sau đó nàng cười nói những năm qua em còn chưa mua xe lần này nhất định phải hưởng thụ một chút cũng không biết có thành công hay không với vị trí của liêu an như hiện tại trong làng giải trí mua xe căn bản là rất dễ dàng nào không thành công vương tử quân cũng hiểu điều này hắn chợt cười nói có thành công hay không là một chuyện khác em chỉ cần bàn với công ty xe hơi đông hồng là được liêu an như căn bản không quá quan tâm đến điều kiện của công ty xe hơi đông hồng Đối với nàng thì chỉ cần người đàn ông kia mở miệng, mặc kệ nó khó khăn thế nào thì nàng cũng không tiếc, sẽ làm cho thỏa đáng. Nửa giờ sau có một việc cần xử lý, Vương Tử Quân đứng lên nói lời cáo từ với Liêu An Như. Lúc này Liêu An Như cũng không tiến chân Vương Tử Quân ra ngoài, vì nàng là người của công chúng, tốt nhất không nên xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân. Liêu An Như ngồi xuống ghế của mình, nàng suy xét đến những lời nói của mình và Vương Tử Quân tuy nàng không nói ra những gì mình che giấu trong lòng thế nhưng lại cảm thấy rất thoải mái vui vẻ có thể giúp được anh ấy thật sự là quá tốt liêu an như thầm nói như vậy nàng khẽ đặt ly cà phê của mình xuống nàng nhìn sang phía đối diện thấy ly cà phê của vương tử quân đã được uống một nửa nàng có chút do dự thế là cầm ly lên uống một ngụm cà phê rất đắng nhưng liêu an như lại cảm thấy ngọt ngào 9 giờ sáng xe chở Vương Tử Quân chạy đến lối vào thành phố Loa Hồ, bí thư thị ủy Lâm Hồ là Trương Hữu Quang và trưởng phòng tổ chức Hoắc Trinh Danh đã chờ sẵn ven đường. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Loa Hồ chủ yếu là vì nghiên cứu công tác xây dựng cơ sở. Khi thông báo cho phía thành phố Loa Hồ, Vương Tử Quân đã yêu cầu Du Giang Vĩ nói các lãnh đạo thành phố Loa Hồ không cần phải ra đứng chờ mình, thế nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì căn bản lãnh đạo Loa Hồ cũng không làm theo sắp xếp của Vương Tử Quân trưởng phòng vương, Du Giang Vĩ nhìn thoáng qua vương tử quân trong xe, sau đó khẽ xin chỉ thị. Vương tử quân có chút không thoải mái vì Trương Hữu Quang và Hoác Trinh Danh đi ra nghênh đón, thế nhưng hắn cũng hiểu cảm giác khó xử của bọn họ, căn bản không thể không như vậy. Thế nên hắn mở miệng nói với lái xe Tiểu Trần, dừng xe lại một chút. Tiểu Trần đã sớm làm xong công tác chuẩn bị dừng xe, lúc này nghe được lời phân phó của Vương Tử Quân thì khẽ dẫm phanh, để cho xe dừng lại trước mặt hai người Trương Hữu Quang và Hoắc Trinh Danh không quá xa. Trưởng phòng Vương, chào mừng ngài đến kiểm tra công tác của thành phố Loa Hồ chúng tôi." Trương Hữu Quang thấy Vương Tử Quân đi xuống xe thì nhanh chóng vươn hai tay mỉm cười nói. Tuy nhìn qua thì Trương Hữu Quang căn bản là có thái độ tiến lùi tự nhiên, thế nhưng lúc này hắn cũng không khỏi có vài phần lo lắng. Trương Hữu Quang đã tỉ tỉ cho ra ba phương án đón tiếp Vương Tử Quân. Dựa theo sắp xếp của trưởng phòng Vương thì không cần ra đón tiếp, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn tình nguyện để lãnh đạo phê bình còn hơn là thất lễ để cho lãnh đạo ghi khắc trong lòng. Trương Hữu Quang là một người căn bản không còn nhỏ tuổi, khả năng tiếp tục tiến lên căn bản không còn lớn, nhưng trước khi về hưu thì hắn hy vọng mình có thể tiến lên hội đồng nhân dân hoặc là mặt trận tổ quốc tỉnh ủy, có một chức vụ tốt. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, đây là người mà hắn dù thế nào cũng không thể đắc tội được. Vương tử quân bắt tay Trương Hữu Quang, hắn cười nói, bí thư Trương, lần này chúng tôi đến thành phố Loa Hồ cũng không phải không biết đường đi, anh cũng không cần phải đa lễ như vậy. Tuy vương tử quân không thích người bên dưới ra nghênh đón, thế nhưng hắn cũng không phải không biết nổi khó xử của bọn họ hắn tuy cho ra quy củ không cho người ta nghênh đón mình, thế nhưng khi đối mặt với những người tuyến dưới ra nghênh đón, hắn cũng không nên quá khó chịu. Dù sao vương tử quân cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, cũng không phải là bí thư tỉnh ủy hay là chủ tịch tỉnh, thế cho nên có nhiều chỗ cần các vị bí thư thị ủy như thế này hỗ trợ, đắc tội với bọn họ cũng không phải là chuyện gì tốt. Sau khi bắt tay Trương Hữu Quang thì Vương Tử Quân lại nói hai câu với trưởng phòng tổ chức thị ủy Loa Hồ là Hoác Trinh Danh, sau đó tiếp tục lên xe đi về phía trước. Dựa theo kế hoạch thì Vương Tử Quân căn bản cho Trương Hữu Quang leo lên xe của mình, nhưng hắn có chút do dự, thế là bỏ qua ý nghĩ này tuy hắn không thể trực tiếp bày ra diện mạo như Diệp thừa dân và trừ vận phong thế nhưng hắn cũng không nên dùng chút thủ đoạn nhỏ để làm cho trương hữu quang sinh ra bất mãn trên quan trường phổ biến nhất chính là một vài quy củ nhỏ khi nào quy củ nhỏ của mình được nhiều người biết như vậy mới có người tuân thủ trương hữu quang đã làm xong công tác chuẩn bị leo lên xe của vương tử quân thế nhưng lúc này vương tử quân căn bản không có ý như vậy thế cho nên hắn cũng chỉ có thể leo lên xe của mình mà thôi khi lên xe thì thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lê Quang Lam cũng nhanh chóng đi lên theo. Chương 1309.2, đừng mơ tưởng động vào quyền của tôi. Quang Lam, công tác nghênh đón đã chuẩn bị tốt rồi đấy chứ. Trương Hữu Quang tuy có chút cảm giác bị nhục thế nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, căn bản không có chút nào không thoải mái. Nhưng Lê Quang Lam làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy, công tác chủ yếu của hắn là suy đoán tâm tư của bí thư Trương Hữu Quang. Hắn biết rõ lúc này bí thư Trương Hữu Quang có chút không thoải mái, thế cho nên thầm nghĩ đây cũng là vì bản thân mình tự tìm lấy. Vương Tử Quân đã nói không nên đi ra đón tiếp, anh cứ phải chạy ra làm gì. Nhưng hắn vẫn mở miệng dùng giọng cung kính nói, đều đã chuẩn bị xong. À, trưởng phòng Vương là người có yêu cầu rất nghiêm khắc, thành phố chúng ta căn bản là khá lạc hậu, nhưng cũng đừng cho ra vấn đề, đến lúc đó sẽ rất khó coi. Trương Hữu Quang sờ lên đầu rồi trầm giọng nói: "Điều này ngài cứ yên tâm, tối qua tôi đã cùng liên hệ với trưởng phòng Hoắc, căn bản không có chút vấn đề." Lê Quang Lam nói đến đây thì căn bản cho ra suy đoán, trưởng phòng Vương nhìn qua có vẻ không chút sốt ruột, "Tôi nghe nói sắp có kết quả điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng rồi." Vẻ mặt Trương Hữu Quang chợt biến đổi, tuy hắn là bí thư thị ủy, thế nhưng căn bản vẫn luôn chú ý đến những chuyện trong tình lúc này hắn càng không thể bỏ qua tin tức điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng. Tuy Trương Hữu Quang cũng không trộn lẫn vào trong chuyện này, thế nhưng hắn hiểu bên trong ẩn giấu những thứ gì. Lực lượng hai bên căn bản không phải là thứ mà hắn có thể trộn lẫn vào được, thế cho nên lúc này biểu hiện tốt nhất của hắn chính là giả vờ như không biết gì cả. Dù uy phong của Vương Tử Quân sẽ bị giảm xuống, thế nhưng Trương Hữu Quang cũng không ngu ngốc mà đắc tội với trưởng phòng Vương dù sao thì trưởng phòng vương còn quá trẻ, dù lãnh đạo có ngã thì sau này cũng có cơ hội đứng lên. Có một số việc không nên hỏi thì không hỏi, khoảng thời gian này chúng ta chỉ nên chuyên chú vào một việc, đó chính là chúng ta phải làm tốt công tác của mình. Vẻ mặt Trương Hữu Quang chợt trầm xuống, hắn trầm giọng nói với Lê Quang Lam. Lê Quang Lam cũng có vòng quan hệ của mình trên tỉnh, hắn sở dĩ biết rõ chuyện này cũng là vì nghe được từ miệng một người bạn học của mình hắn vốn cảm thấy Trương Hữu Quang bị Vương Tử Quân bỏ qua mà có chút khó chịu, thế nên mới nói ra để tăng tiến cảm tình với Bí Thư Trương, không ngờ hắn lại bị Bí Thư dạy bảo cho một chặp. Lê Quang Lam thầm kêu không may, đồng thời cũng có chút khinh bỉ Trương Hữu Quang. Dựa theo lời nói của người bạn học kia, dù trưởng phòng vương không bị ngã đau thì cũng sẽ không còn danh vọng quá lớn trong tỉnh. Trương Hữu Quang căn bản là đại tướng biên cương, cũng không kém trưởng phòng vương, Thế nên cũng không cần phải sợ hãi như vậy mới đúng. Nhưng nghĩ là một chuyện mà nói ra lại là chuyện khác, Lê Quang Lam cuối cùng cũng phải cho ra một đáp án khẳng định với yêu cầu của Trương Hữu Quang. Phòng tổ chức thành phố Loa Hồ căn bản chuẩn bị cực kỳ đầy đủ với tình huống kiểm tra công tác của Vương Tử Quân, Vương Tử Quân nhìn qua vài phương diện và cảm thấy tất cả không tệ. Đặc biệt là phương diện các cán bộ cơ sở được điều động đến đơn vị tốt hơn, nó căn bản xinh đẹp giống như một đóa hoa vậy. Trương Hữu Quang luôn đi theo hành trình của Vương Tử Quân, lâu lâu còn trao đổi vài ý kiến với trưởng phòng Vương. Nhìn từ mặt biểu hiện thì rõ ràng là trưởng phòng Vương thỏa mãn với công tác kiểm tra thị sát ở thành phố Loa Hồ. Nhưng Trương Hữu Quang căn bản không biết Vương Tử Quân tuy cho bọn họ thể diện ở bia hiện bên ngoài, thế nhưng lên xe lại liên tục lắc đầu. Hắn là người công tác cơ sở lâu năm, hắn cũng khôn phải thiếu minh bạch hơn Trương Hữu Quang. Hắn nào không biết rõ đó là những gì mà Trương Hữu Quang tạo ra để cho mình xem. Gần đây Vương Tử Quân chuẩn bị đẩy mạnh hai phương diện công tác của mình ở Nam Giang, một là cải cách thể chế nhân sự, một là đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở. Lần này hắn xuống và căn bản hiểu rõ tất cả vấn đề, thế cho nên cũng không quá so đo với Trương Hữu Quang. Khi lên xe, phía trước có xe mở đường, Du Giang Vĩ khẽ đưa điện thoại cho Vương Tử Quân rồi nói, "Trưởng phòng Vương vừa rồi trưởng ban lý của ban số 4 có gọi điện thoại đến, nói là có việc muốn báo cáo với ngài. Trưởng ban lý của ban số 4 cũng chính là người được Vương Tử Quân phái đi điều tra công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân cũng không muốn tham dự, thế nhưng dựa theo yêu cầu của Trử Vận Phong, hắn cũng không thể không phái người đi. Trưởng phòng tôi là Lý Vận Khanh. Điện thoại vừa nối thông thì giọng nói của trưởng ban lý chuyển đến, Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của đối phương, Cảm nhận được trưởng ban lý gọi điện thoại đến cho mình và có chút căng thẳng. Vương Tử Quân căn bản không có quá nhiều ấn tượng với Lý Vận Khanh. Mặc dù hắn là trưởng phòng tổ chức, thế nhưng công tác hàng ngày của phòng tổ chức đều do Long Biên Hỷ phụ trách, thế nên Vương Tử Quân cũng căn bản chỉ biết tên một vài vị trí lãnh đạo trong phòng tổ chức mà thôi. Trưởng ban Vận Khanh, tình huống kiểm tra lần này như thế nào? Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói với đầu dây bên kia. Lý Vận Khanh đã thường báo cáo công tác cho Vương Tử Quân vài lần, nhưng bây giờ hắn lại cực kỳ căng thẳng. Tuy vị trí của hắn là không cao, thế nhưng lại khá quan trọng, có bạn bè ở khắp nơi, vì vậy lần này hắn căn bản có cảm nhận được mục đích của tổ điều tra. Lúc này phòng tổ chức cũng phái người đến tham gia tổ điều tra, Lý Vận Khanh biết rõ mình nên làm gì, thế cho nên hắn cũng không khỏi ra tay thực hiện vài công tác có liên quan. Nhưng cánh tay khó vặn được đùi. Tuy Lý Vận Khanh cố gắng nhưng hắn cũng chỉ là cánh tay, phương hướng của tổ điều tra lần này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể gây ảnh hưởng lên được. Hắn chợt sinh ra một cảm giác xấu, sáng sớm hôm nay hắn chạm mặt nhân viên công tác của tổ điều tra, thế là càng chứng minh cảm giác xấu này của mình. Buổi trưa mọi người họp bàn, tổ trưởng tổ điều tra thẩm tiềm thiết lấy ra bản sơ thảo chuẩn bị báo cáo lên cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phần sơ thảo này được chia ra làm bốn phương diện, Từng phương diện đều chứng minh Lưu Thành Lâm căn bản không thích hợp đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, những tháng qua tình hình của công ty xe hơi Đông Hồng là cực kỳ không tốt. Tuy Lý Vận Khanh có nói ra vài ý kiến phản đối, thế nhưng mỗi lần hắn cho ra lời phản bác thì một vài người là chuyên gia căn bản cho ra cái nhìn nghi vấn, làm cho hắn căn bản khó thể nào xuống đài được. Cuối cùng Lý Vận Khanh biết mình là cánh tay khó vặn được đùi, thế cho nên cũng không lên tiếng dù sao thì cũng có một số việc mà chính hắn khó thể thay đổi được trước khi tan học thì hắn nhanh chóng báo cáo cho vương tử quân vương tử quân căn bản khen ngợi vài câu với tinh thần kiên trì công tác của lý vận khanh sau đó cười nói nếu đã có báo cáo điều tra anh nên nghỉ ngơi một chút đợi đến khi tổ điều tra giải tán thì về lại đơn vị vương tử quân cúp điện thoại của lý vận khanh mà cũng không nói thêm lời nào nhưng du giang vĩ ngồi ở bên cạnh ghế tài xế hắn thông qua kính chiếu hậu thấy gương mặt vương tử quân có vài phần lạnh lùng. chương 1310, một tài lực không phải mỏ dầu vô hạn. Phòng làm việc của Kim Hành Thuấn ở tầng bên dưới so với phòng làm việc của Chử Vận Phong, dù là đi làm hay khi đi về thì tầng lầu này cũng rất im ắng, người lui đến căn bản cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ giống như kinh động ai đó. Các anh chuẩn bị xây cầu, hạng mục này rất tốt, giải quyết tình hình trước mắt nhưng lại lo nghĩ cho tương lai lâu dài, hiệu quả và lợi ích đều rất cao. Nhưng này Chủ tịch Thanh Viễn, tình hình tài chính của thành phố phổ thị của các anh có phải là lấy trứng trọi đá khi cố gắng trèo chống xây dựng cây cầu này hay không? Kim Hành Thuấn ngồi trên ghế của mình, hắn nhìn Chủ tịch thành phố phổ thị là Phương Thanh Viễn ở trước mặt, sau đó dùng giọng hoài nghi nói. Tuy Kim Hành Thuấn chỉ là phó chủ tịch thường ủy của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng Phương Thanh Viễn đứng đối diện lại giống như một học sinh tiểu học, căn bản dùng giọng quy củ đáp, chủ tịch Kim, thật sự không giấu ngài, nếu như chỉ dựa vào tài lực của thành phố phổ thị chúng tôi, căn bản không thể nào cho ra số tiền lớn như vậy để xây cầu, thật sự chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Vì vậy chúng tôi căn bản là hy vọng trong tỉnh sẽ giúp đỡ nhất định cho chúng tôi ở phương diện này. Giúp đỡ nhất định cho các anh. Đây là chuyện của Chủ tịch Lý, vì trong tỉnh căn bản có nhiều hạng mục cầu đầu tư xây dựng, tài chính của tỉnh cũng không phải là xe cứu hỏa, càng không phải mạch dầu vô tận, địa phương nào có vấn đề cầm tiền vào trong tay sẽ gặp giữ hóa lành, dù sao thì bất kỳ địa phương nào cũng có những quy hoạch chung giống như các anh, nếu như trong tỉnh không cho ra giúp đỡ, như vậy thành phố phổ thị các anh sẽ ứng phó thế nào đây? Trước tiên tạm thời bỏ qua hạng mục này sao? Kim Hành Thuấn căn bản không cho Phương Thanh Viễn cơ hội kéo dài, hắn từng bước áp sát. Phương Thanh Viễn mặc dù là chủ tịch thành phố thế nhưng lúc này cũng nhức đầu vì những câu hỏi của Kim Hành Thuấn. Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Kim Hành Thuấn, khoảnh khắc này căn bản sinh ra cảm giác không biết phải làm sao. Cũng không phải là dễ dàng tỏ thái độ, nếu như anh nói ra những lời quyết tâm, như vậy anh đã có đủ luận chứng cho hạng mục này, căn bản phải xây dựng, không có điều kiện thì lãnh đạo cũng phải bắt anh sáng tạo điều kiện, thế nhưng nếu anh tự thân làm việc thì sau này đừng hòng lấy được một xu từ trong tình. Đó là chỗ khó của mọi người, vì anh hoàn toàn có thể tự nghĩ biện pháp cho mình, sao cứ mãi ôm phiền cho lãnh đạo thượng cấp được. Chỉ cần anh cố gắng triển khai mở rộng công tác dựa theo điều kiện của mình là được. Trái lại nếu anh nhướng mày với lãnh đạo, như vậy hạng mục kia căn bản đừng hòng được thông qua, lãnh đạo sẽ mất hứng, anh dù cho ra kế hoạch tốt, lãnh đạo không giúp một xu nào, như vậy anh sẽ không làm ăn được gì. Điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng là năng lực của anh quá kém, làm một vị quan viên vĩ đại của địa phương, anh không những có năng lực thúc đẩy kinh tế địa phương, anh còn phải cho ra những kế hoạch phát triển kinh tế cực kỳ hứa hẹn để có thể tranh thủ được ý nghĩ đồng tình của lãnh đạo, phải có dũng khí chạy khắp nơi để tìm ra sự trợ giúp, nếu không như thế thì anh căn bản là lãnh đạo không hợp cách. Phương Thanh viễn nghĩ như vậy mà căn bản không biết mình nên trả lời thế nào cho tốt, hắn ngẩng đầu nhìn Kim Hành Thuấn vừa vặn đón tiếp ánh mắt của Kim Hành Thuấn, thế là càng cảm thấy xấu hổ. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, gương mặt Kim Hành Thuấn chợt biến đổi, hắn trầm giọng nói, vào đi. Phương Thanh Viễn đã có ý nghĩ của mình, lúc này hắn cực kỳ cảm kích vì tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc. Nếu như có người thất lễ, chỉ sợ hắn sẽ đứng ngồi không yên. Khi cửa phòng làm việc mở ra, thẩm tiềm thiết khẽ đi vào. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thanh Viễn, sau đó gật đầu nói Chủ tịch Kim. Phương Thanh Viễn lần này đến báo cáo công tác cho Kim Hành Thuấn, đây chính là một sự kiện được sắp xếp sẵn, lúc này thẩm tiềm thiết căn bản là đâm ngang, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút mất vui. Nhưng thẩm tiềm thiết là phó thư ký trưởng phục vụ riêng cho Kim Hành Thuấn, độ nặng khá lớn, cũng không dễ đắc tội. Phương Thanh Viễn nhìn bộ dạng nếu không trò chuyện được với Kim Hành Thuấn thì không bỏ qua, hắn căn bản biết thẩm tiềm thiết có công tác quan trọng cần báo cáo với Kim Hành Thuấn. Nếu bây giờ hắn ở lại, căn bản làm trở ngại công tác của thẩm tiềm thiết. Mặc dù không muốn nhưng Phương Thanh Viễn vẫn đứng lên nói, Chủ tịch Kim, tôi sẽ quay về hoàn thiện tư liệu của mình, sau này sẽ đến báo cáo công tác với ngài. Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu không nói thêm điều gì, thẩm tiềm thiết thì chủ động mở cửa phòng cho Phương Thanh Viễn. Hành động như vậy căn bản làm cho Phương Thanh Viễn có chút bực bội người này căn bản không có khái niệm về thứ tự trước sau rõ ràng là mình có công tác cần báo cáo thế nhưng anh chen ngang hơn nữa còn muốn đuổi tôi đi nhanh không phải đang ức hiếp người ta sao phương thanh viễn thầm nghĩ như vậy hắn cảm thấy tức giận thế là vô thức quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng lại chẳng lẽ thầm tiềm thiết vội vàng đến tìm kim hành thuấn chính là vì công tác của tổ điều tra mà mọi người đang nghị luận với nhau sao xem ra sắp có thay đổi lớn Phương Thanh Viễn nghĩ đến tình cảnh mình vừa rời đi, hắn thầm cảm thấy có chút may mắn. Nói cho cùng thì mình vẫn có dự kiến trước, nếu như không chủ động nói lời cáo từ, chỉ sợ chủ tịch Kim sẽ rất bất mãn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Phương Thanh Viễn không khỏi nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, thế là nhanh chóng rời đi. Mặc dù hắn rất muốn biết bên trong có chuyện gì, thế nhưng hắn chỉ có thể tự nghĩ như vậy mà thôi, căn bản không dám dính vào nhiều vấn đề khó chịu, như vậy sẽ càng nhiều phiền toái. Có đôi khi biết được nhiều cũng không phải việc gì tốt, hơn nữa chuyện này Phương Thanh Viễn hắn căn bản không thể nào trộn lẫn vào được. Trong phòng làm việc của Kim Hành Thuấn, Thẩm Tiêm thiết đặt một phần tư liệu báo cáo lên bàn làm việc của Kim Hành Thuấn, sau đó khẽ báo cáo, "Chủ tịch Kim, chúng tôi đã tiến hành nói chuyện với các công nhân viên chức của công ty xe hơi Đông Hồng, đồng thời cũng cho chuyên gia xem xét tương lai phát triển của công ty này, đây chính là báo cáo sau cùng." mời ngài xem qua. Kim Hành Thuấn cầm lấy phần tư liệu mà thẩm tiềm thiết đưa đến, gương mặt có vài phần âm trầm, bản báo cáo này có thể chống lại kiểm nghiệm không? Chủ tịch Kim, những tài liệu này đều được ghi chép thông qua hội đàm, trực tiếp trưng cầu ý kiến của nhân viên công ty xe hơi đông hồng, tương đối phù hợp với tình hình thực tế. Cá nhân tôi cho rằng nó không chỉ trông lại khảo nghiệm của lãnh đạo, còn khống lại khảo nghiệm của thực tế. Thẩm tiềm thiết cố gắng kéo căng cả người, Giọng điệu căn bản là chém đinh chặt sắt. Kim Hành Thuấn căn bản không nói thêm điều gì, hắn lật qua vài trang tư liệu, sau đó thở dài nói, xem ra nóng đầu lên quyết định quyết sách để rồi cho ra phương án chọn người như vậy căn bản là không được. Không ngờ một quyết sách sai lầm lại cho ra tổn thất quá lớn cho công ty xe hơi Đông Hồng, lại tạo nên phản ứng lớn như vậy, thật sự làm cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng lần này tổ điều tra tiến vào chiếm giữ công ty xe hơi Đông Hồng chính là ý nghĩ của Chủ tịch Trừ, tôi thấy anh nên tranh thủ thời gian báo cáo với Chủ tịch Trừ. Trường 1310, 2, tài lực không phải mỏ dầu vô hạn. Thẩm tiềm thiết vội vàng đồng ý với lời chỉ thị của Kim Hành Thuấn. Hắn nhìn Chủ tịch Kim đang lật tư liệu, thế là khẽ hỏi, tôi có nên đặc biệt đưa cho Chủ tịch Trừ một bản báo cáo thế này không? Kim Hành Thuấn trầm ngâm dây lát, sau đó viết một chữ duyệt lên văn kiện, sau đó đưa cho thẩm tiềm thiết nói, chủ tịch Lý là người chủ quản kinh tế, anh nên đưa tài liệu đến cho anh ấy, để anh ấy đi báo cáo với chủ tịch trừ. Thẩm tiềm thiết là thư ký trưởng phục vụ công tác cho chủ tịch Kim Hành Thuấn, hắn biết rõ mối quan hệ giữa lãnh đạo của mình và chủ tịch Lý Thừa Uyên là như thế nào. Lúc này chủ tịch Kim Hành Thuấn yêu cầu hắn đưa tư liệu đến cho chủ tịch Lý Thừa Uyên, hắn càng khẳng định suy đoán của mình thẩm tiềm thiết vốn định hỏi xem chủ tịch Kim có chỉ thị hay dặn dò gì hay không, thế nhưng hắn thấy chủ tịch Kim tiếp tục vùi đầu vào xem văn kiện, thế là cũng không nói lời nào khác, đành phải cáo từ. Thẩm tiềm thiết cung kính rời khỏi phòng làm việc của Kim Hành Thuấn, hắn đi vài bước về phía phòng làm việc của chủ tịch Lý Thừa Uyên, sau đó chợt dừng chân. Hắn nghĩ nghĩ thế nào lại đi về phía ban số 2, nhưng vừa đi được nửa đường thì điện thoại di động chợt vang lên. Thẩm tiềm thiết nhìn qua dãy số, là một người bạn đang làm công tác phó biên tập của một tạp chí kinh tế trong tỉnh hắn có chút do dự cuối cùng cũng nghe máy ha ha anh thiết bây giờ anh đang ở nơi nào tôi có chút công tác cần báo cáo với anh nhìn anh loay hoay cả ngày như cá bơi dưới nước căn bản là không ngừng di chuyển còn công tác không biết mệt thì tôi có chút buồn bực công tác hầu hạ người ta có gì mà quý giá như thế mỗi ngày anh cứ như bảo mẫu thật sự không dễ dàng chút nào đã lâu rồi tôi không thấy bóng dáng của anh, anh nói đi, khi nào thì anh rảnh. Người bạn học cũ cười ha hả dùng giọng trêu ghẹo nói. Thẩm tiềm thiết căn bản cũng không thích lời nói không có chút gò bó của người bạn học cũ, anh thiết chính là biệt hiệu thời còn học đại học của thẩm tiềm thiết. Thời gian qua đi anh thiết năm xưa đã là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, hắn đã quen cách xưng hô là thư ký trưởng, bây giờ xưng hô một câu anh thiết xem ra quá xa xôi, giống như kéo hắn quay về thời gian hơn hai chục năm trước. Mỗi lần người bạn học cũ này gọi điện thoại đến đều mở miệng không chút che đậy như vậy, thẩm tiêm thiết cảm thấy mình giống như đang ở trên mây cao rơi xuống đất, căn bản là không được tôn trọng, điều này làm hắn căn bản là không thích. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là bạn học cũ của hắn, hắn không những không thể tỏ ra phiền chán, còn phải nhẫn nại nghe đối phương nói xong thẩm tiềm thiết có chút do dự, hắn hạ giọng nói với đầu dây bên kia, này, anh có gì thì cứ nói đi, tôi không có thời gian nói đùa với anh, tôi đang muốn đến báo cáo công tác với lãnh đạo. Người bạn cũng nghe thấy thẩm tiềm thiết nói như vậy thì căn bản không tiếp tục đùa giỡn. Hắn biết rõ thẩm tiềm thiết là phó thư ký trưởng, người được gọi là lãnh đạo rõ ràng là các vị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Anh thẩm, có chuyện mà lãnh đạo yêu cầu tôi liên lạc với anh, lãnh đạo chúng tôi muốn cho ra một chuyên mục về phương diện kinh tế, trọng điểm là sản phẩm kinh tế. Bây giờ anh đang kiểm tra công ty xe hơi đông hồng, căn bản phù hợp với nội dung chuyên mục của chúng tôi. Thẩm tiềm thiết chợt sững sờ, chuyện này căn bản quá trùng hợp, thế nhưng hắn nhanh chóng có phản ứng. Nhật báo kinh tế cũng chính là báo đảng, là tiếng nói của đảng và nhân dân, trận địa quan trọng là ý thức hình thái xã hội, là công cụ dư luận của các hạng mục công tác quan trọng, lúc này tổng biên tập nhật báo kinh tế cho dù là bao cỏ cũng biết kịp thời cho ra một chuyên mục như vậy coi như hùa theo động thái phát triển kinh tế của tỉnh nói cách khác chính là muốn bắt chuẩn nhịp đập của lãnh đạo tỉnh nhưng bây giờ lãnh đạo nhật báo điểm danh cho bạn học cố thẩm tiềm thiết phụ trách chuyên mục này như vậy có ý nghĩa gì chẳng lẽ sau lưng có người chỉ điểm thẩm tiềm thiết biết rõ trong nam giang thì lĩnh vực tuyên truyền của ai thì người ấy nắm hắn vốn có ý nghĩ qua loa với người bạn học cũ của mình nhưng bây giờ căn bản đã không còn ý nghĩ như vậy. Lúc này hắn nhanh chóng trở nên chân thành hơn, này, tôi nói một lời thật lòng với anh, phương diện này nếu anh phỏng vấn tôi thì căn bản là hỏi đường người mù, nếu nói ai có quyền uy mạnh nhất phải là các vị học giả. Tôi thấy không bằng thế này, tôi cho anh số điện thoại liên lạc, anh liên lạc với giáo sư lưu của trường đảng tỉnh ủy, để xem bọn họ có nghiên cứu gì sâu ở phương diện này không thẩm tiềm thiết nói rồi cho người bạn cũ số điện thoại liên lạc sau đó lại hẹn nhau khi nào có thời gian rảnh thì gặp mặt một chút thẩm tiềm thiết đặt điện thoại xuống tâm tình càng thêm thoải mái mặc dù hắn không có lựa chọn nào khác thế nhưng dù sao bây giờ người kia cũng là bia ngắm bắn hắn biết có một tồn tại hùng mạnh trong sự kiện này thế là tảng đá nặng nề trong lòng giảm đi vài phần có câu thần tiên đánh nhau người thường gặp nạn hắn trong mắt một số người thì vẫn là thần tiên thế nhưng hắn biết rõ mình chỉ là đầy tớ trong sự kiện liên hợp điều tra này, một kẻ đầy tớ khi gặp nạn sẽ lập tức bị hất văng đi. Nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó, một khi sự việc thành công, hắn cũng xem như có được hồi báo lớn. Hắn nghĩ như vậy mà cảm thấy tảng đá trong lòng nhẹ đi vài phần. Hắn đẩy cửa phòng thư ký của ban số 2, đúng lúc phó thư ký trưởng tạ kiến bi đang hổn hển gian dậy vài nhân viên công tác tôi nói bao nhiêu lần rồi. Chi tiết thể hiện thành bại, các anh lại không xem nó ra gì. Bây giờ thì tốt rồi, các anh cho ra một cảm bẫy lớn, các anh nói xem tôi làm sao có thể giao cho chủ tịch lý đây. Các anh là thư ký của ban số 2, chẳng lẽ các anh không biết xấu hổ sao? Thế nào lại cho ra sai lầm ngây thơ như vậy? Lúc này vài tên thư ký trẻ tuổi của ban số 2 bị tạ kiến bi mắng cho đỏ mặt tía tai, đám người cúi đầu trước ngực, giống như một đám đà điểu đang ăn thẩm tiềm thiết thấy đám thư ký trẻ tuổi bị gian dậy khốn khổ như vậy, hắn chợt lắp bắp kinh hãi, thế là tranh thủ thời gian hòa giải, mọi người đang họp gì đấy. Khi thấy thẩm tiềm thiết đi đến thì phó trưởng ban của ban thư ký số 2 mới giống như thấy được cứu tinh, hắn nhanh chóng đứng lên rồi cung kính hô, chào thư ký trưởng thẩm. Tạ kiến bi lúc này cũng phát hiện ra sự có mặt của thẩm tiềm thiết, gương mặt lạnh căn bản tươi cười như hoa, anh thẩm, anh đến khi nào vậy? Tôi thấy không thể không chỉnh đốn bầu không khí của ban số 2, vì ngày mai chủ tịch Lý cần bản thảo, thế nhưng bọn họ viết quá kém. Tôi cũng không biết bây giờ tác phong của cán bộ trẻ vì sao lại kém như vậy, không có tâm tư, không nhìn thấu đáo, căn bản là không tốt. Các anh là người có năng lực, có trình độ, vì sao không nhìn ra chút sai lầm này? Rõ ràng là vấn đề liên quan đến thái độ. Vì mối quan hệ giữa Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn có chút đặc thù, thế cho nên hai người tạ kiến bi và thẩm tiềm thiết cũng có chút ảnh hưởng, mối quan hệ giữa hai bên có chút phi diệu. Mặc dù hai người gặp mặt thường cười ha hả chào hỏi, thế nhưng dưới tình huống bình thường thì hai bên cố gắng không đụng mặt nhau, điều này hai người đều thầm hiểu, căn bản sinh ra ăn ý. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 119